Lúc này Tần Lạc đang ngồi trong phòng làm việc của Lâm Hoán Khê ở Hiệp hội Trung Y. Bởi vì biệt thự Lâm gia vẫn bị đông đảo phóng viên bao vây, Tần Lạc không thể quay về nhà, hắn đành phải gọi điện cho Lâm Hoán Khê ra ngoài. Dù sao Lâm Hoán Khê cũng không phải Tần Lạc. Khi Lâm Hoán Khê ra ngoài, nàng cũng bị ngăn cản nhưng cuối cùng cũng vẫn dễ dàng hơn Tần Lạc nhiều. Bối Bối cũng tới, cô bé nói muốn tới gặp cha. Lâm Hoán Khê lấy cớ đưa Bối Bối đi học thoát khỏi các phóng viên bao vây thế nhưng vẫn có nhiều phóng viên đuổi theo tới tận trụ sở của Hiệp hội Trung Y. Cha, tại sao trước cửa nhà chúng ta có nhiều người như vậy? Bối Bối ngồi trên đùi Tần Lạc, ngây thơ hỏi. Ông nói bọn họ đều là phóng viên, thầy giáo nói để cho phóng viên phỏng vấn có thể được lên đài báo. Cha, tại sao cha không muốn trả lời phỏng vấn? Trong suy nghĩ của Bối Bối, xuất hiện trên mặt báo là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Tên của cô bé được giáo viên ghi lên bảng đen đã khiến cô bé cực kỳ vui sướng huống chi còn biến thành chữ chỉ đúc trong in ấn. Bởi vì cha bận nhiều việc. Tần Lạc nhéo vào má Bối Bối, cười nói. Thì ra là như vậy. Đôi mắt đen láy của Bối Bối nhấp nháy, cô bé nói. Con không bận, hay cha bảo bọn họ tới phỏng vấn con đi. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nhìn nhau cười, nói. Phóng viên phỏng vấn con cái gì? Bọn họ có thể hỏi con mấy tuổi, nhà ở đâu, học trường nào, có ngoan hay không, thích hoa hồng hay không? Có rất nhiều vấn đề có thể hỏi. Bối Bối vì muốn biểu đạt ý có rất nhiều vấn đề đã dùng ngón tay vẽ một vòng tròn. Bọn họ hẳn là muốn hỏi mấy vấn đề này. Nếu như con biết, không phải con đã là phóng viên sao? Tần Lạc thật sự rất yêu mến Bối Bối, hắn ôm chặt cô bé, nói. Được rồi. Đợi khi cha trả lời phỏng vấn sẽ dẫn con tới đó. Để xem bọn họ có muốn phỏng vấn con không. Ui, cảm ơn cha. Bối Bối hôn lên mặt Tần Lạc. Vương Dưỡng Tâm gõ cửa đi vào, anh ta giơ tay vuốt đầu Bối Bối, Bối Bối gạt tay ra nói. Không cho chú vuốt. Vương Dưỡng Tâm vừa đùa giỡn với Bối Bối vừa nói Tần Lạc. Tôi đã liên lạc bên Khuynh Thành Quốc tế, hay chúng ta dùng hội trường lớn của bọn họ. Hôm nay nhất định có rất nhiều phóng viên. Chỉ sợ phòng hội nghị không đủ chỗ. Làm phiền anh rồi. Tần Lạc cười nói. Thì, sao lại khách khí với tôi? Vương Dưỡng Tâm nhếch miệng cười. Hơn nữa bây giờ tôi là nhân viên Hiệp hội Trung Y, bọn họ còn phải trả lương cho tôi mà. Nhưng tôi là cấp trên của anh. Tần Lạc nói. Nếu như anh làm không tốt, tôi sẽ bảo tài vụ trừ lương, thưởng của anh. Chẳng có nghĩa khí gì cả. Vương Dưỡng Tâm nói với vẻ mặt khẩn cầu. Anh ta nói với Lâm Hoán Khê ngồi bên cạnh. Chị dâu, chị hãy nói giúp một tiếng đi. Anh ấy cũng là cấp trên của tôi. Lâm Hoán Khê thản nhiên nói. Nhưng anh ấy thực sự không dám đắc tội với chị. Vương Dưỡng Tâm nói. Nếu không khi về chị lại không thu thập anh ấy sao? Lâm Hoán Khê chỉ cười, không nói. Vương Dưỡng Tâm kéo một cái ghế ngồi trước mặt Tần Lạc nói. Tối hôm qua về nhà, nghe ông nói muốn sang nước Mỹ cùng với anh. Đúng là như vậy. Tần Lạc gật đầu. Thế nào, anh nghĩ sao? Tôi cảm thấy ông tuổi đã cao. Vương Dưỡng Tâm nói. Hơn nữa ông không quen đi máy bay. Bay cả chặng đường hàng ngàn cây em, nhất định sức khỏe của ông không đảm bảo. Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Anh đã nói vậy thì cứ để sư phụ ở lại Yến Kinh. Khi về anh hãy cẩn thận khuyên nhủ sư phụ hộ tôi. Được thôi, chuyện này giao cho tôi. Vương Dưỡng Tâm vui vẻ nói. Nhưng bên cạnh anh cũng không thể không có ai quan tâm như vậy. Nếu không, tôi đi cùng anh ấy. Lâm Hoán Khê nói. Vương Dưỡng Tâm đang định nói tiếp nhưng rồi đành nuốt lại, anh ta thử người mấy giây mới có phản ứng. Vương Dưỡng Tâm nhìn Lâm Hoán Khê nói. Chị muốn đi. Đúng vậy. Lâm Hoán Khê nói. Khi nàng nói câu này, ánh mắt nàng nhìn Tần Lạc không chớp, dáng vẻ bình tĩnh. Rất thản nhiên nhưng khẳng định tuyệt đối không từ bỏ. Hiệp hội Trung Y không thể không có em. Tần Lạc nói. Em sẽ sắp đặt công việc chu đáo. Thế còn Bối Bối. Ông sẽ chăm sóc. Lâm Hoán Khê không để cho Tần Lạc có cớ từ chối đề nghị của mình. Nàng nghiêm túc nhìn hắn nói. Lần này, em đi. Lần này em đi, không một ai có thể tranh với em. Đây là lần đầu tiên Lâm Hoán Khê nói một câu cương quyết như vậy, mạnh mẽ nói ra yêu cầu của bản thân mình. Được rồi, em đi. Tần Lạc nắm tay Lâm Hoán Khê gật đầu đồng ý. Lâm Hoán Khê cười, đỡ Bối Bối từ trên đùi Tần Lạc xuống,
để tránh cô bé quấy rầy trong khi hai người đàn ông đang nói chuyện. Tôi cũng cho rằng như vậy. Vương Dưỡng Tâm, anh ta kéo ông mình xuống chẳng qua là muốn đẩy bản thân mình lên vị trí đó. Thế nhưng chuyện mới làm một nửa, nửa còn lại bị Lâm Hoán Khê cướp mất. Sự kiện quan trọng như này đương nhiên chị dâu nên đi theo. Thế nhưng tôi cảm thấy bên cạnh mọi người vẫn còn thiếu một người cầm ô. Tôi nghĩ, tôi là người rất phù hợp. Hai người có nghĩ vậy không? Tần Lạc cười nói. Anh nói xem vậy có mệt không? Nếu như có thu hoạch, sẽ không có cảm giác mệt mỏi. Vương Dưỡng Tâm nói. Được rồi, vậy anh cũng cùng đi. Tần Lạc gật đầu. Hai người nói chuyện một lát thì thời gian họp báo đã tới. Lần này Tần Lạc lại đến đúng giờ như thường lệ. Hắn không tới sớm vì tạo cơ hội cho người ta gây khó dễ, cũng không tới muộn vì khi đó sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu công kích. Vì Tần Lạc đã đồng ý dẫn Bối Bối tới buổi họp báo nên khi Tần Lạc đi vào trong phòng còn bế một cô bé trắng trẻo cực kỳ dễ thương. Các nữ phóng viên vừa nhìn thấy Bối Bối đã rất yêu mến, cô vừa thốt lên ôi, đáng yêu quá, vừa giơ máy ảnh lên chụp. Cô bé Bối Bối này cũng rất biết phối hợp, khi nhìn thấy người nào giơ máy ảnh chụp mình, cô bé lập tức giơ hai ngón tay đặt hai bên đầu giả vờ như là tai thỏ. Tần Lạc bỏ Bối Bối xuống đất, bấm microphone, cười nói. Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau. Bên dưới phòng họp vang lên một trận cười, có người còn vỗ tay rất nồng nhiệt. Tất cả mọi người đều biết chỉ cần người thanh niên trên đài này bắt đầu, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện hay xảy ra. Mọi người đều là người trong giới, biết rõ có thể thu được nhiều tin tức từ trên người ai nhất trong khi đó Tần Lạc từ trước tới nay chưa từng khiến bọn họ thất vọng, mỗi lần đều cung cấp cho bọn họ rất đầy đủ. Vẫn như trước kia, không có chủ đề. Mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tần Lạc chỉ vào Bối Bối bên cạnh nói. Nếu như mọi người có gì muốn hỏi cô bé, tôi cũng không quan tâm. Đương nhiên vẫn tính vào thời gian của tôi. Một trận cười lại vang lên. Một nữ phóng viên trẻ nhìn Bối Bối nói. Tôi có một câu hỏi dành cho cháu gái, tôi muốn hỏi cháu và Tần Lạc tiên sinh có mối quan hệ gì? Bối Bối cầm mic từ tay Tần Lạc, cất giọng con trẻ, ngây thơ nói. Là cha cháu. Giọng nói lanh lảnh, ngây thơ còn mang theo thanh âm bập bẹ, cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng câu trả lời này của Bối Bối lại khiến đám phóng viên bên dưới nháo nhào, cực kỳ kích động. Con gái? Tần Lạc có con gái lớn như này sao? Bọn họ thật sự quá đáng trách, một chuyện quan trọng như vậy mà không biết. Nghĩ như vậy, camera, máy ảnh trong tay bọn họ nháy liên tục, âm thanh răng rắc. Bọn họ đã lập tức nghĩ ra một tiêu đề rất hay, chưa lập gia đình đã có con gái. Con gái của Y Vương trẻ tuổi xuất hiện. Thế nhưng không phải là cha ruột của cháu. Bối Bối cầm mic giải thích với các phóng viên. Mẹ cháu là cô của cha. Vì không rõ cha cháu biến đi đâu mất nên đã trở thành cha cháu. Ai ra, dù sao thì quan hệ cũng rất phức tạp, có nói mọi người cũng không hiểu. Được rồi, cháu đã trả lời xong hết câu hỏi. Mọi người có thể hỏi cháu câu hỏi thứ hai. Mọi người cùng phá lên cười sau đó một phóng viên nam giành được quyền hỏi, đứng dậy nói. Tần Lạc tiên sinh, có người nói anh đang gây xôn xao dư luận để lấy lòng mọi người, cố ý lăng xê chính mình. Anh nghĩ gì về vấn đề này? Tôi cảm thấy người đó nói rất đúng. Tần Lạc cười nói. Thế nhưng tôi không chỉ lăng xê chính mình, tôi còn muốn làm vì Trung Y. Khi mọi người viết bài làm ơn hãy để Trung Y lên trước tên của tôi, cảm ơn. Tần Lạc trả lời trực tiếp, thoải mái, rất phù hợp với mong đợi của phóng viên đó. Tần Lạc tiên sinh. Nếu như Phó Tổng thống Jackson từ chối yêu cầu của anh thì sao? Một phóng viên nam khác đứng dậy hỏi. Tần Lạc nhún vai thờ ơ nói. Tôi chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối cho ông ấy. Tần thầy thuốc, trên Inte có người nói rằng yêu cầu của anh rất quá đáng. Phó Tổng thống Jackson bận trăm công nghìn việc, anh sao có thể đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy? Điều này căn bản là không thể làm được, cho rằng anh làm vậy là muốn từ chối chữa bệnh cho mẹ của Phó Tổng thống Jackson. Tần Lạc cười nói, có phải người đưa ra vấn đề này là người Mỹ không? Nếu không tại sao người đó lại quan tâm, lo lắng tới tình trạng của mẹ Phó Tổng thống Mỹ Jackson vậy? Sau khi buổi họp báo kết thúc, Tần Lạc nhận được điện thoại của Thái Công Dân. Nội dung điện thoại thông báo rằng một tuần sau Phó Tổng thống Mỹ Jackson sẽ tới thăm Trung Quốc. Chương 1221, nguyên nhân Lâm Hoán Khê muốn tới Mỹ. Khi Tần Lạc được tin Phó Tổng thống Mỹ Jackson sẽ tới Trung Quốc, hắn lập tức bảo Jesus lái xe tới gặp Thái Công Dân. Sự việc khác thường tất cả mờ ám.
Bên này mình mới tạo thế, chính mình tối hôm qua mới nói ra yêu cầu với báo chí hôm nay mới đăng tin, không ngờ bên kia, đối phương đã lập tức có phản ứng. Không phải đây là một trò đùa sao? Phó Tổng thống là người nhàn rỗi như vậy sao? Có sự chênh lệch về múi giờ nữa không vậy? Rốt cuộc bọn họ muốn cái gì vậy? Tần Lạc thầm suy nghĩ. Nếu như là muốn đả kích, hạ thấp Trung Y, thuận tiện hạ luôn mình, vậy cái giá này có vẻ hơi quá. Chẳng lẽ mình lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử? Thật ra bọn họ mời mình sang đó chỉ để chữa bệnh thôi sao? Thế nhưng cho dù Tần Lạc cố gắng như nào đi nữa, hắn cũng không thể đưa ra một lý do thứ hai để thuyết phục mình. Đại Hôi Lang nói sau này hắn tuyệt đối không ăn thịt mà ăn cỏ xanh, bạn có tin không? Chúng ta phải tới nước Mỹ hả? Giê-xu vừa lái xe vừa hỏi. Có khả năng rất lớn. Tần Lạc cười gật đầu. Anh sợ hả? Sợ. Giê-xu nói, lần trước tới nước Mỹ, anh ta là người chứng kiến, cũng là người trong cuộc. Giê-xu biết nguy cơ của Tần Lạc nguy hiểm tới cỡ nào. Anh ta cũng biết mặc dù chính anh ta, cũng rất khó sống sót quay về, gần như thế là bởi vì ở bên đó còn có một hoàng đế đang dương đôi mắt thèm thuồng nhìn bọn họ. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Lần trước chiến đấu với bát đại chiến tướng hoàng đế, một chết, hai bị thương, bọn họ an toàn trốn thoát. Điều này đối với hoàng đế mà nói là sự sỉ nhục rất khủng khiếp, uy tín của hoàng đế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, quyền uy vô địch lập nên trong vòng 7 năm một lần nữa lung lay. Lúc này bắt đầu có người khiêu chiến với hoàng đế, chẳng lẽ hoàng đế không ghi món nợ này lên người bọn họ sao? Tôi cũng sợ. Tần Lạc cười nói. Tại sao không yêu cầu ông ta mang người bệnh tới Trung Quốc? Giê-xu hỏi. Đối với một phó tổng thống mà nói, đây hoàn toàn là chuyện dễ dàng mà. Chơi trò chơi cũng có quy tắc của trò chơi. Tần Lạc giải thích. Tôi có thể đưa ra yêu cầu đó, nhất định bọn họ sẽ tìm cách từ chối, vậy cuộc làm ăn này chấm dứt. Đây chính là kết quả anh mong đợi. Cũng không phải. Tần Lạc lắc đầu nói. Bọn họ mang một phó tổng thống ra làm mồi dụ. Điều này thật sự phải khiến người ta động tâm. Không cần tôi giải thích anh cũng hiểu. Nếu như tôi có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ phó tổng thống Mỹ, điều này có ý nghĩa thế nào với tôi và Trung Y? Lần trước truyền hình trực tiếp ở nước Mỹ đã có rất nhiều người nghi ngờ. Thậm chí bọn họ còn cho rằng đó chỉ là ma thuật. Tôi cũng không phải Lưu Thiên, sao tôi biết ma thuật? Sát thủ đúng là nghề nghiệp hạnh phúc nhất trên thế giới. Giê-xu nói, cần tiền giết người, đơn giản, rõ ràng. Không cần phải nghi ngờ người khác, cũng không cần suy nghĩ tới cảm nhận của người khác, không bị ràng buộc về mặt đạo đức. Thứ duy nhất cần phải làm là giết chết mục tiêu, đồng thời khiến bản thân mình còn sống. Hối hận rồi hả? Tần Lạc hỏi. Không. Giê-xu nói. Làm vệ sĩ còn kích thích hơn nhiều so với làm sát thủ. Khi làm sát thủ, tôi chưa từng có một ngày nghĩ rằng mình sẽ khiêu chiến hoàng đế. Giê-xu nhún vai nói, thái độ rất hào phóng. Bây giờ tôi đang làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, hơn nữa còn là lần thứ hai. Mỗi thầy thuốc đều có dũng khí làm thử hơn nữa còn thành công. Không hiểu mọi người phải sợ cái gì. Tần Lạc phản kích. Vì vậy Giê-xu chỉ muốn đấm một nhát. Đứng vậy, đập nát cái mũi của Tần Lạc. Tại sao anh ta lại mang cái vẻ mặt kiêu ngạo như vậy nhỉ? Lần này Tần Lạc không tới khu văn phòng Bộ Y tế tìm Thái công dân mà đi thẳng tới khu gia đình của Bộ Y tế. Hậu vệ đông đang chờ trước cửa, khi nhìn thấy Tần Lạc đi tới, anh ta lập tức đi ra đón xe của bọn họ. Lãnh đạo đang chờ cậu ăn cơm tối. Hậu vệ đông cười, lên tiếng chào Tần Lạc. Tôi đúng là mang tội tày trời, để lãnh đạo phải chờ quá muộn. Tần Lạc nói. Lãnh đạo muốn như vậy, chúng tôi khuyên nhủ cũng không nghe. Hai người chỉ nói chuyện mấy câu sau đó cùng đi vào biệt TH số 2 Thái công dân đang ở. Tần Lạc và hậu vệ đông cùng nhau đi vào trong, Thái công dân đang ngồi trên ghế nói chuyện điện thoại, giọng nói trầm trầm, sắc mặt nghiêm túc, không rõ đang nói chuyện với ai. Tần Lạc và hậu vệ đông đứng xa nhìn lại, không tiến lại gần. Phu nhân bộ trưởng Thái ra tiếp đón Tần Lạc, mời Tần Lạc và hậu vệ đông ngồi vào bàn ăn trước nhưng hai người từ chối. Hai người đợi một lát. Cuối cùng Thái công dân cũng bỏ điện thoại, mỉm cười nói với Tần Lạc. Nào, vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Lạc và Thái công dân ngồi vào bàn ăn, hậu vệ đông cũng ở lại ăn cơm. Tần Lạc là khách quen nên không có cảm giác gì nhưng hậu vệ đông không cả dám ngồi thẳng người trên ghế mặc dù biểu hiện không quá cẩn thận, e dè nhưng chỉ ngồi bên cạnh gắp thức ăn, xới cơm cho người khác, dáng vẻ như một tiểu nha hoàn trên bàn ăn. Lãnh đạo, bọn họ phản ứng quá nhanh.
Tần Lạc lo lắng nói. Đây là điện thoại cá nhân của đại sứ Trung Quốc gọi điện cho tôi. Thái công dân nói. Công hàm chính thức thì phải chờ ngày mai hay ngày kia. Hơn nữa đây không phải là chuyện nhỏ, phải báo cáo lên quốc vụ viện và quân bộ. Vẫn chưa biết có được phê chuẩn hay không. Tôi mới giải thích với thủ tướng chuyện này, giải thích tầm quan trọng của Trung Y. Thủ tướng có ý kiến gì? Tần Lạc hỏi. Thủ tướng không có ý kiến gì. Thái công dân trả lời. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tần Lạc, Thái công dân cười nói. Có rất nhiều chuyện mà thủ tướng không cần tỏ thái độ, chỉ cần thông báo cho ngài biết là được. Điều chúng ta cần lo lắng lắng là liệu có thể thành công, có thể khiến đất nước Trung Quốc giành được lợi ích lớn nhất không? Hiểu rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Cho dù ai ngồi ở ghế thủ tướng này đều không dễ dàng bày tỏ thái độ của mình. Bọn họ phát bóng, chúng ta nhận bóng. Bây giờ bọn họ tiếp tục phát bóng. Thái công dân cầm nửa cái bánh bao trong tay, nhìn Tần Lạc nói. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Tần Lạc nói. Ôi! Thái công dân thở dài. Làm vậy có phải hơi vội vàng không? Chúng ta có thể chậm rãi chờ đợi cơ hội. Cầu phú quý trong hiểm nguy. Tần Lạc nói. Quả thực cực kỳ nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Trung Y dược có thể xâm nhập vào thị trường nước Mỹ hay không, thành bại ở lần này. Đây là điều kiện của cậu. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Bọn họ muốn cái mạng này của cháu không thể cho không. Sang đây thì sao nào? Nếu như không đồng ý với điều kiện của cháu sẽ tìm một lý do từ chối. Cậu đã quyết định như vậy thì tôi chỉ biết dốc toàn lực ủng hộ. Thái công dân nói. Ăn cơm, ăn cơm. Thái phu nhân lên tiếng nói. Ông già này đúng là một lão già cuồng công việc. Ôn Di không ăn cơm, đám trẻ có dám ăn không? Ăn cơm, ăn cơm. Thái công dân cười nói. Hãy lấy rượu cho tôi. Tôi muốn cạn chén với Tần Lạc và Tiểu Hậu. Trong buổi họp báo hôm nay vì các phóng viên đã có thông tin mình cần nên cuối cùng biệt thự Lâm gia trở lại sự yên tĩnh ngày thường. Khi Tần Lạc về tới nhà thì đã 10 giờ đêm. Vì vấn đề lần này của Phó Tổng thống Mỹ nên hai người Tần Lạc, Thái công dân đã thương thảo nhiều đối sách. Vốn đây là chuyện quốc gia đại sự, hẳn phải do bên ngoại giao của chính phủ thực hiện nhưng đây cũng là việc riêng, để mặc bên ngoại giao không hợp lắm, cuối cùng vẫn là hai người phải lao tâm khổ tứ. Lâm Thanh Nguyên ngồi ở phòng khách, uống trà, xem TV. Khi nhìn thấy Tần Lạc về nhà, lập tức ông gọi hắn tới. Hai ông cháu trò chuyện vui vẻ một lúc lâu. Cũng may Lâm Thanh Nguyên cũng khá biết điều, ông lập tức đổi Tần Lạc lên phòng ngủ, nói hôm nay hắn cả ngày mệt mỏi, hãy đi nghỉ ngơi sớm. Tần Lạc đẩy cánh cửa, nhìn thấy Lâm Hoán Khê mặc một chiếc áo ngủ màu tím nhạt nằm trên giường đọc sách. Trong phòng chỉ còn ngọn đèn ở đầu giường, còn lại những nơi khác đều tối nhưng ở chỗ Lâm Hoán Khê đang nằm ánh sáng khá tốt. Tần Lạc đi tới, nằm xoài bên người Lâm Hoán Khê, cười hỏi. Em đang đọc cái gì vậy? Bản đồ nước Mỹ. Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Em muốn đi thật sao? Đúng vậy. Lâm Hoán Khê quả quyết. Em biết anh không muốn cho em đi là vì còn nguyên nhân khác, bởi vì... Rất nguy hiểm. Tần Lạc nói. Thật sự rất nguy hiểm. Nếu như Tần Lạc đi tới nước Mỹ, mang theo một vài người không quan trọng thì chẳng có gì đáng nói. Nếu như hắn mang theo một người thân thiết với mình, như Lâm Hoán Khê, bên kia nhất định sẽ nhắm vào nàng. Bản thân Tần Lạc còn khó tự bảo vệ mình, sao hắn có thể bảo vệ Lâm Hoán Khê? Anh cũng có thể hiểu, em kiên quyết muốn đi không phải vì ghen, cũng không phải muốn tranh giành với người khác. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, giọng nói cực kỳ ôn hòa nhưng kiên quyết. Em muốn đi tìm bà ấy. Cũng không nhất thiết là phải đi vào lúc này. Tần Lạc tiếp tục khuyên nhủ. Đợi chuyện này giải quyết xong, em sang bên đó tìm bà ấy cũng không muộn. Anh cần phải có một phiên dịch. Lâm Hoán Khê nói. Còn một câu nữa mà Lâm Hoán Khê không nói. Người khác có thể làm vì anh, em cũng làm được. Chương 1222, lấy thân báo đáp thì không tốt sao? Đài Đồng Tước. Tào Thất Kiều hùng thời Tam Quốc xây Đài Đồng Tước nhốt Nhị Kiều, còn Đài Đồng Tước của Bạch Gia lại nhốt hàng trăm, nghìn mỹ nữ. Đây là một hội sở tư nhân bán công khai, chỉ có những người có mối quan hệ thân cận ở mức độ nhất định hay đạt tới một cấp bậc nhất định mới có thể vào trong. Ví dụ như một công tử danh tiếng muốn mở tiệc chiêu đãi mấy ông chủ mỏ than, ok, cứ việc mang người tới. Thế nhưng một ông chủ mỏ than muốn mở tiệc chiêu đãi một công tử có lai lịch, muốn thuê phòng, xin lỗi vẫn chưa đủ tư cách. Cái gì gọi là cấp bậc,
cấp bậc có thể nói là dùng tiền cũng không mua được. Chính vì doanh thu của đài đồng tước không kém, đương nhiên cũng không quá tốt. Một chiếc xe ben từ từ chạy vào cửa chính của đài đồng tước nhưng không có ý định đi tới khu lầu giải trí chính mà rẽ sang bên phải sau đó chạy tới một nơi vắng vẻ. Sau khi qua ba lối rẽ, chiếc xe lướt qua một chiếc cổng nhỏ, chạy xuyên qua một khu vườn hoa quế rồi mới đứng lại trước cửa một biệt thự nhỏ rất bí mật. Trước cửa có một viên quản gia đang đứng khom người. Khi nhìn thấy chiếc xe chạy tới, ông ta vội vàng đi xuống nghênh đón nhưng đứng lại ở bậc thềm thứ hai rồi lạnh lùng đứng nhìn. Cánh cửa chiếc xe ben mở ra, một gã đàn ông cao to từ trong bước xuống. Xin mời. Viên quản gia giơ tay mời. Gã to con cười đôn hậu sau đó đi theo sát vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một biệt thự bình thường. Sau khi đi vào trong mới nhận ra bên trong có huyền cơ, từng bể cá lớn, trong bể cá có những loại cá rất đẹp chỉ nhìn thấy ở những nước nhiệt đới. Ở vùng đất như Yến Kinh này, rất ít người nuôi loại cá này. Thứ nhất là vì thời tiết rất lạnh, thứ hai là vì rất khó chăm sóc. Đây không chỉ là cá sống mà còn đang bơi lội tung tăng trong nước, thái độ thong dong, hạnh phúc, tiêu sái. Đi xuyên qua khung bể cá cảnh, viên quản gia đứng lại trước cửa một gian phòng, nhẹ nhàng gõ hai tiếng vào cánh cửa rồi nói với người đàn ông sau lưng. Xin mời. Người đàn ông mỉm cười nói cảm ơn sau đó mới đẩy cánh cửa đi vào bên trong. Đây là một thư phòng mang phong cách quý tộc châu Âu. Giá sách thẳng tắp cao tới tận trần nhà, có những bộ sách da trâu bằng tiếng Anh kinh thánh, có sách giấy dài bằng tiếng Pháp, có lò sưởi trong tường, có ghế sofa bằng da thật rộng rãi, còn cả một tủ rượu thu hút sự chú ý nhất. Bên trong tủ rượu có khá nhiều loại rượu quý rất khó thấy trên thị trường. Một người đàn ông mày kiếm, dậm đang nằm uể oải trên ghế sofa, một chân đặt lên bàn trà bên cạnh, một chân còn lại để trước mặt, tay cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, dáng vẻ cực kỳ buông thả. Bạch thiếu gia, gã đàn ông to con vội vàng đi tới trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế, trinh kính chào hỏi. Chu Lý, chúng ta đã gặp mặt nhau chưa? Người đàn ông cầm chai rượu, rót vào một cái ly không ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới trước. Đã gặp, Chu Lý cười nói. 3 năm trước, trong hội Hammer, tôi và mấy người bạn tới mở mang kiến thức, có duyên gặp mặt Bạch thiếu gia một lần. Ồ, hội Hammer. Bạch Phác Cục suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đúng là như vậy, đã là người quen biết, vậy uống rượu đi. Cảm ơn Bạch thiếu gia. Chu Lý cầm ly rượu đỏ, khom người nói. Bạch thiếu gia, tôi kính ngài một chén. Bạch Phác Cục chạm ly cùng với Chu Lý, sau đó uống cạn ly rượu của mình. Gã nhìn Chu Lý nói. Chu Lý, có biết tại sao tôi cho người tìm anh không? Không biết. Chu Lý trả lời. Nghe nói anh và Tàn Phổ có quan hệ thân thiết. Chu Lý thoáng chấn động, gã vội vàng phủ nhận. Bạch thiếu gia, tôi và nhị thiếu gia chỉ có quan hệ qua lại, thường xuyên uống rượu, đánh bạc vân vân. Ý tứ của Chu Lý rất rõ ràng, thật ra quan hệ của hai chúng tôi không tốt như người ngoài nghĩ, chúng tôi chỉ là bạn nhậu với nhau mà thôi. Không còn cách nào khác, người đàn ông trước mặt này ngay cả em trai ruột của mình cũng hạ thủ, huống chi người ngoài. Bây giờ những người trong các vòng trong chỉ dùng một từ đánh giá Bạch Phá Cục, độc. Không cần phải căng thẳng. Bạch Phá Cục nheo mắt đánh giá người ngồi trước mặt mình trông giống như một ngọn núi nhỏ này. Hai người bọn họ đã được xếp vào hàng to cao nhưng thậm chí Chu Lý còn to cao hơn cả Bạch Phá Cục. Thế nhưng Bạch Phá Cục thu liễm ngồi ở đó nhưng cảm giác còn nguy hiểm hơn Chu Lý cả chục lần. Một người là gấu mèo to lớn, một người là sư tử cường tráng, hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Hi hi, tôi không căng thẳng. Chu Lý cười mà như khóc. Chỉ là Bạch thiếu gia hỏi tới, tôi phải cho Bạch thiếu gia biết mối quan hệ của tôi với nhị thiếu gia. Ừ. Bạch Phá Cục gật đầu hỏi. Anh có mâu thuẫn với Tần Lạc. Bạch thiếu gia cũng biết chuyện này sao? Chu Lý kinh ngạc hỏi. Bởi vì Tần Lạc đã chấp nhận lời xin lỗi của gã nên chuyện này không làm lớn. Người trong vòng tròn cũng không có bàn tán. Không ngờ chuyện này lại truyền tới tai Bạch Phá Cục. Sau đó đã hòa giải rồi sao? Bạch Phá Cục không trả lời câu hỏi của Chu Lý mà lại hỏi tiếp. Đúng vậy. Chu Lý nói, vì Chu Lý không biết chính xác thái độ của Bạch Phá Cục với Tần Lạc nên cách nói chuyện cực kỳ kín đáo. Tôi đưa ra một vài điều kiện, anh ta chấp nhận sau đó chuyện đó cho qua. Anh ta không phải là người dễ nói chuyện, phải không? Bạch Phá Cục hỏi. Đúng vậy. Chu Lý có cảm giác chỉ muốn quay người bỏ chạy. Con người này, rốt cuộc anh ta muốn cái gì hả?
hình như vấn đề nào anh ta hỏi chẳng có liên quan với nhau. Trước tiên anh ta hỏi mối quan hệ của mình và Bạch Tàn Phổ, thoáng cái đã chuyển sang mâu thuẫn của mình và Tần Lạc. Vậy anh có nghĩ không, anh ta đã là một người khó nói chuyện, vậy tại sao anh ta lại dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của anh? Bởi vì, đột nhiên Bạch Phá Cục nhỏ người khỏi ghế salon, thuận tay cầm chai rượu đỏ trên bàn. Trong khi Chu Lý còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, máu trên đầu gã chảy xuống, gã ngã xuống đất. Bạch Phá Cục nhìn máu tươi chảy cuồn cuộn từ đầu Chu Lý, lấy khăn tay lau vết rượu trên tay, thản nhiên nói. Là vì anh ta biết mày là người của Bạch Tàn Phổ. Viên quản gia nghe tiếng động, đẩy cửa đi vào trong, không ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đầy máu nằm trên nền nhà, thậm chí mí mắt còn không giật. Anh ta không cẩn thận ngã, tạm thời không thể lái xe. Ông phái người đưa anh ta về nhà. Bạch Phá Cục nói. Dạ, thiếu gia. Viên quản gia vẫy tay, sau đó hai người mặc trang phục đen đi vào đưa Chu Lý ra ngoài, hơn nữa còn có hai người khác vào trong quét dọn thủy tinh vỡ và vết máu. Bạch Phá Cục xua tay nói. Không cần lau, lát nữa thay thảm mới. Viên quản gia xua tay, hai người đàn ông đang lau dọn nhà vội vàng đi ra ngoài. Nhất định ông hiểu nguyên nhân tôi làm như vậy. Bạch Phá Cục nhìn viên quản gia đang khom người đứng ở sau như một con chó già, lên tiếng hỏi. Bởi vì anh ta đã nghi ngờ thiếu gia. Viên quản gia nói. Đúng vậy. Bạch Phá Cục mỉm cười nói. Nếu như anh ta đặt gút mắc này ở chỗ tôi phải giải trừ giúp anh ta. Anh ta là một thằng bụng dạ hẹp hòi, tốt nhất là không nên để anh ta ghi hận. Nhất định anh ta sẽ hiểu ý thiếu gia. Viên quản gia nói. Hiểu không có nghĩa tin tưởng. Bạch Phá Cục nói. Còn nữa tôi càng phải biết là anh ta nghi ngờ hay văn nhân Mục Nguyệt nghi ngờ. Điều này cực kỳ quan trọng. Hẳn là anh ta nghi ngờ. Viên quản gia nói. Ồ, bởi vì đây là một nước cờ dở tệ, không giống như phong cách làm việc của văn nhân Mục Nguyệt. Bạch Phá Cục vui mừng nói. Nói rất đúng, vì những lời này, tôi sẽ uống ba chén. Đứng lên thử xem. Tần Lạc nói. Có thể đứng lên thật chứ? Mễ Tử An nghi ngờ nhìn Tần Lạc hỏi. Cứ thử rồi biết. Tần Lạc cười nói. Em đỡ An An. Trần Tư Tuyền nói. Mấy hôm nay Tần Lạc lo chữa trị chân cho Mễ Tử An, không cho nàng cử động cái chân bị thương. Hôm nay hắn bảo nàng bước xuống đất đi, thậm chí còn không có một bước trung gian. Nói sao Mễ Tử An không khỏi nghi ngờ hắn. Mấy hôm nay Mễ Tử An luôn cẩn thận chú ý chân bị thương, nàng chỉ sợ làm vết thương nặng thêm. Cứ như vậy hình thành một ý thức trong nàng rằng vết thương này rất nghiêm trọng, trong chốc lát không thể bước đi được. Được. Tần Lạc đồng ý. Vì vậy Trần Tư Tuyền đỡ Mễ Tử An từ trên giường xuống đất. Đi hai bước. Tần Lạc lui lại sau, giơ tay vẫy Mễ Tử An. Mễ Tử An nhẹ nhàng nâng chân lên sau đó hạ xuống đất. Khi bàn chân nàng đặt xuống đất, mới có cảm giác yên tâm. Đi hai bước nữa. Tần Lạc nói. Mễ Tử An gật đầu, một lần nữa nàng cẩn thận bước hai bước. Ồ, không đau. Mễ Tử An thốt lên, vui mừng, kinh ngạc. Đương nhiên là như vậy, anh đã cam kết mà. Tần Lạc cười nói. Tư Tuyền, em bỏ tay ra để An An tự mình bước đi. Trần Tư Tuyền buông cánh tay Mễ Tử An ra, nhưng nàng không dám cách quá xa. Vẫn ở ngay bên cạnh canh chừng. Mễ Tử An lại bước đi hai bước, cuối cùng hoàn toàn yên tâm, nàng hét to. Quả thật khỏi rồi, không cần phải hoãn buổi diễn của em rồi. Mễ Tử An ôm cổ Tần Lạc, kích động nói. Tần Lạc, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh thần kỳ quá, rất thần kỳ, em không ngờ chỉ sau 5 ngày anh đã chữa khỏi chân cho em. Em không biết cần phải cảm tạ anh như nào đây. Lấy thân báo đáp thì sao? Lệ Khuynh Thành đẩy cửa bước vào, cười tủm tỉm nói trước cảnh kia. Chương 1223, anh ấy sẽ giúp ai? Chị Lệ. Mễ Tử An nũng nịu nói. Vốn trong lòng có quỷ, lúc này giống như nàng bị Lệ Khuynh Thành vạch trần tâm sự của mình. Chị đừng nói lung tung. Được rồi, được rồi. Lệ Khuynh Thành nhéo gò má đỏ hồng của Mễ Tử An, nói. Ăn chơi mấy ngày trong bệnh viện, béo ra. Thật sao? Mễ Tử An kinh hãi, nàng vội vàng đi vào trong toilet. Đừng có béo lên nếu không thì không lên sân khấu được. Vốn Lệ Khuynh Thành chỉ nói đùa, không ngờ Mễ Tử An lại có phản ứng đó, nàng thở dài nói. Ôi, làm ngôi sao cũng mệt thật. Vậy cậu nghĩ thế nào? Trần Tư Tuyền trừng mắt nhìn Lệ Khuynh Thành, nói. Hàng ngày phải cẩn thận đề phòng,
chỉ sợ chính mình bị thương. Cái đó còn chưa tính nếu như người béo lên, eo to lên mặc quần áo sẽ không đẹp, đi ra ngoài mặc quần áo đụng hàng, lại còn sợ bị đám thợ săn ảnh chụp lén nữa. Lệ Khuynh Thành nói, nếu như làm ngôi sao vất vả như vậy, tại sao còn nhiều người muốn đâm đầu vào nhỉ? Bản thân cậu có phúc mà không biết hưởng phúc. Ôi, cậu còn mặt mũi nói tôi hả? Cậu cả ngày đề phòng đám phóng viên là đề phòng cái gì? Sao cậu không cho người ta chụp ảnh hả? Tôi không phải là ngôi sao. Lệ Khuynh Thành phản kích. Tôi là một thương nhân thành công. Mễ Tử An từ trong toilet ra, vui mừng nói. Không béo, có thể lên sân khấu được. Cạch 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 bên ngoài vàng lên tiếng gõ cửa. Mễ Tử An đi tới mở cửa phòng, Vu Tĩnh đứng trước cửa nói. An An, Chu Lý. Ôi, An An, cô có thể đi được rồi sao? Đúng vậy. Mễ Tử An xoay người nói. Tôi đã đi được rồi. Ôi tốt quá, thật sự tốt quá. Vu Tĩnh cực kỳ kích động. Vậy không cần hoãn buổi biểu diễn này nữa rồi. Đợi cơn cao hứng của Vu Tĩnh qua đi, Mễ Tử An mới hỏi. Chị Vu, chị mới nói cái gì? Ôi, suýt chút nữa tôi quên mất anh ta. Chu Lý và Tiêu chủ nhiệm cùng tới, bọn họ nói muốn thăm vết thương của cô. Tôi có nên cho bọn họ vào không? Vu Tĩnh hỏi. Mễ Tử An nhìn Tần Lạc cười nói. Hãy để anh ta vào đi. Được tôi ra ngoài mời bọn họ. Vu Tĩnh biết mấy cô gái trong phòng chỉ là thiên lôi chỉ đâu đánh đó của Tần Lạc, vì vậy sau khi thấy hắn đồng ý, cô vội vàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vu Tĩnh nhanh chóng dẫn Chu Lý và Tiêu Kim Lôi đi vào trong phòng. Chu Lý mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn cực phong độ. Thế nhưng trên đầu gã quấn băng trắng rất to khiến dáng vẻ trông rất tức cười. Tiêu Kim Lôi cúi đầu, khúm núm đi sau, nụ cười nịnh nọt, trong tay ông ta cầm một bó hoa màu trắng, trên tay còn lại là một giỏ hoa quả rất to. Tiêu Kim Lôi trao bó hoa cho Mễ Tử An, cười nói. Mễ tiểu thư, đây là Chu đại thiếu gia mua tặng cô, chúc cô chóng bình phục. Cảm ơn. Mễ Tử An nhận bó hoa sau đó mỉm cười gật đầu với Chu Lý. Nàng thầm nghĩ, sao đầu anh ta lại biến thành như vậy? Băng một cuộn băng to tướng, hình như bị thương rất nghiêm trọng. Tiêu Kim Lôi đặt giỏ hoa quả trên bàn sau đó lui ra ngoài. Vu Tĩnh suy nghĩ một lát rồi cũng đi theo. Đầu làm sao vậy? Tần Lạc chỉ vào đám băng trên đầu Chu Lý hỏi. Ha ha, không cẩn thận nên đụng. Chu Lý cười nói. Bất cẩn quá. Tần Lạc nói. Đúng vậy, thế nhưng cũng không phải chuyện quá xấu hổ. Là ai nói nhỉ, nhìn thấy máu làm ăn phát tài. Xem ra năm nay tôi phát tài rồi. Vậy chúc Chu thiếu ra tiền vào như nước. Tần Lạc nói. Chu Lý nói chuyện mấy câu với Tần Lạc rồi quay người hỏi Mễ Tử An. Mễ tiểu thư, buổi diễn bắt đầu lúc mấy giờ? Bắt đầu lúc 8 giờ. Mễ Tử An nói. Hoan nghênh Chu thiếu ra tới cổ vũ. Nhất định tôi sẽ tới tham dự. Chu Lý cười đồng ý. Đừng có quên, tôi là fan của cô đó. Tới tận khi Chu Lý cáo từ ra về, mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta tới thăm An An sao? Trần Tư Tuyền nghi ngờ hỏi. Không thì sao? Tần Lạc cười hỏi ngược lại, có lẽ chỉ mình hắn mới biết huyền cơ trong việc này. Lúc đầu hắn cố tình để lại nước cờ này nhưng lại bị một tay cờ khác phát hiện ra, hơn nữa còn nhổ đi một cách kịp thời. Hôm nay không phải Chu Lý tới thăm Mễ Tử An mà gã chủ tâm tới cho mình xem vết thương trên đầu. Đây chính là thái độ. Chính mình biểu thị sự nghi ngờ, anh ta lập tức giải trừ nghi ngờ. Cao thủ đánh cờ với nhau không nhất thiết phải ngồi đối diện nhau. Cảm giác chẳng hiểu gì cả. Trần Tư Tuyền nói. Thế nhưng em không tin anh ta tự đụng đầu, nhất định anh ta làm chuyện xấu bị đánh. Ngẫm lại thì anh ta cũng không phải là người xấu. Rõ ràng khi chính mình gặp vận xui vẫn tới tận nơi khiến chúng mình vui vẻ. Tần Lạc thầm nghĩ, đây đúng là những cô gái độc thân độc nhất vô nhị. Đây rõ ràng là đang lăng xê Tần Lạc. Tôi không rõ liệu Tần Lạc có chân tài thực học hay không nhưng anh ta nổi tiếng cũng chỉ nhờ đánh bóng tên tuổi, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chiêu này đã dùng mãi rồi. Nếu như Tần Lạc đi vào giới giải trí, anh ta nhất định sẽ là một diễn viên xuất sắc. Ủng hộ Tần Lạc, tôi rất thích anh ấy. Cũng chỉ có anh ấy mới có những quyết định kiểu như vậy. Đây là việc một người đàn ông cần phải làm. Tần Lạc vẫn là Tần Lạc, anh ấy vĩnh viễn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nếu như đánh bóng có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của Trung Y, vậy vì sao không làm? Mọi người chỉ chú ý tới phương pháp của anh ấy, vì sao lại không chú ý tới mục đích của anh ấy?
Bạn không làm, anh ấy không làm, vậy việc này do ai đảm nhận? Anh ấy làm, bạn không làm, vậy bạn có tư cách gì hạ thấp, công kích anh ấy? Tin tức Phó Tổng thống Mỹ, Jackson tới Trung Quốc vẫn còn chưa được thông báo công khai, bên nước Mỹ đã có động tĩnh, bên Trung Quốc phải thẩm tra, nhất định cần phải có thời gian. Hơn nữa yêu cầu rất khắc khe của Tần Lạc với Phó Tổng thống Mỹ càng thêm gây nên sự tranh cãi kịch liệt. Có ủng hộ, có lăng mạ, còn phần lớn thì mượn gió bẻ măng. Hai bên đối kháng gay gắt, mượn các phương tiện truyền thông, TV, Internet đánh võ mồm. Dù thế nào đi nữa chuyện này đã trở thành một sự kiện thu hút sự chú ý của toàn dân. Người khác càng tranh cãi quyết liệt, Tần Lạc càng vui vẻ. Những người này đang quảng cáo miễn phí cho hắn và Trung Y, vì sao hắn lại không làm? Tất cả báo chí, truyền thông đều đưa tin Tần Lạc lên trang nhất. Lúc này cũng còn một sự kiện thu hút sự chú ý của mọi người, buổi diễn ngày mùng 9 của Thiên hậu Rock and Roll châu Á, Mễ Tử An bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ở sân vận động Tổ Chim. Bởi vì sự kiện chấn thương lần trước, giới truyền thông vẫn quan tâm tới tình hình của Mễ Tử An. Giới truyền thông và giới fan của Mễ Tử An cực kỳ quan tâm và lo lắng khi bọn họ nghe nói mấy ngày nay Mễ Tử An không diễn thử và chỉ nằm trong bệnh viện. Bọn họ sợ rằng chấn thương chân của nàng không bình phục, buổi diễn sẽ bị hủy bỏ hay hoãn lại. Lần này Mễ Tử An và người đại diện Vu Tính Tự đứng ra bày tỏ thái độ của mình với giới truyền thông, nói buổi diễn của Mễ Tử An sẽ tiến hành đúng thời gian. Điều này khiến các fan đang mong chờ vui mừng phát điên. Tần Lạc là thầy thuốc riêng của Mễ Tử An, chính vì vậy lần biểu diễn này của nàng, nhất định Tần Lạc phải có mặt. Hơn nữa Mễ Tử An còn đưa cho Tần Lạc khá nhiều vé VIP. Mời bạn bè, người thân của hắn tới dự. Tần Lạc dẫn theo Lâm Hoán Khê, Bối Bối, Phương Dưỡng Tâm và Giê-xu tới gian dành cho khách VIP. Đúng lúc đó bọn họ chạm mặt Lệ Khuynh Thành, Trần Tư Tuyền và một đám chị em của thẩm mỹ viện Khuynh Thành. Chỉ trong nháy mắt tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê. Tất cả mọi người đều biết Lâm Hoán Khê là hôn thê của Tần Lạc, cũng biết Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành có mối quan hệ tình nhân. Thủy, hỏa bất dung. Liệu hai người gặp nhau có xảy ra chiến tranh không? Ngay cả Tần Lạc cũng không ngờ sự trùng hợp này. Hắn biết bọn họ cũng là khách VIP nhưng hắn không ngờ cả hai nhóm lại tới cùng một lúc. Biết vậy trước đó đã cho người tìm hiểu thông tin thì hay biết mấy. Trong lúc mọi người còn đang ngẩn người, Lâm Hoán Khê trong bộ váy đầm màu tím chủ động đi tới trước Lệ Khuynh Thành, chìa tay nói. Chào Lệ Chủ tịch. Lệ Khuynh Thành cũng mỉm cười, nàng cầm tay Lâm Hoán Khê, nói. Hội trưởng Lâm. Thật tình cờ. Chúc vui vẻ. Chị cũng vậy. Sau khi hai người chào nhau, cùng bỏ tay ra, mỗi người đi về hướng phòng VIP của mình. Trần Tư Tuyền bấm vào eo Lệ Khuynh Thành, trêu chọc. Yêu tinh, bình thường bà dương nanh múa vuốt, thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật, cho dù là ông trời cũng dám lôi xuống ngựa đá đít. Sao hôm nay bà lại nhún như con chi chi thế? Đáng lẽ lúc này bà chủ động đi lên chào hỏi, như vậy mới thể hiện được uy phong của mình. Lệ Khuynh Thành nhìn Trần Tư Tuyền cười hỏi. Cậu nói xem nếu như tôi và cô ấy đánh nhau, anh ấy sẽ giúp ai? Chương 1224, con kiêu ngạo vì cha. Giúp ai? Câu hỏi này thật sự gây khó dễ Trần Tư Tuyền. Giúp Lệ Khuynh Thành dạy dỗ Lâm Hoán Khê. Điều này tuyệt đối không xảy ra. Giúp Lâm Hoán Khê đối phó với Lệ Khuynh Thành. Điều này cũng không xảy ra. Trần Tư Tuyền bực bội nói. Tôi không biết giúp ai. Dù sao cũng không phải giúp tôi. Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nhìn chằm vào Trần Tư Tuyền nói. Thế nào, cậu cũng muốn nhập bọn hả? Tôi thèm vào. Trần Tư Tuyền phủ nhận. Mặc dù bà cô đây cũng họa thủy không kém cậu nhưng cuối cùng vẫn là người đoan chính, dáng cao, chân cao, còn sợ không cua được một anh chàng đẹp trai, hạng nhất sao? Cần gì phải đoạt đi người đàn ông của chị em mình? Lệ Khuynh Thành cười nói. Chữ đoạt này không hay lắm. Bây giờ vợ lẽ thông minh rồi, chỉ cần cấp tiền là đủ, còn ai muốn danh phận nữa không? Cậu không nghe nói sao? Vợ là người giúp việc, cái máy giặt quần áo, tình nhân là kho bạc giữ tiền hay sao? Cậu đừng có châm biếm. Trần Tư Tuyền thẳng thừng vạch trần, không nể nang. Cho cậu đổi chỗ với cô ấy, cậu có đổi không? Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có vả vào mặt người ta. Cẩn thận không tôi trở mặt với cậu đó. Bên ngoài ồn ào. Trên màn hình lớn đang phát hình ảnh Mễ Tử An diễn tập, tiếng kêu gào đứt quãng liên tục, thỉnh thoảng có tiếng con gái, con trai không kiềm chế được bản thân, kích động gào lên, Mễ Tử An, anh yêu em. Em yêu chị, đinh tai nhức óc, vang vọng khắp sân vận động.
Thế nhưng trong phòng VIP giống như bị ngăn cách vậy, trở thành một thế giới nhỏ bé riêng biệt, rất yên tĩnh. Lâm Hoán Khê không nói, Tần Lạc cũng chẳng biết phải nói gì. Đương nhiên Vương Dưỡng Tâm và Giê-xu đều là người tinh tế, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không lên tiếng trong tình cảnh này. Chỉ có Bối Bối nhìn Tần Lạc với sắc mặt khó hiểu, rồi lại nhìn Lâm Hoán Khê. Cô bé nói, cha, mẹ, tại sao hai người không nói? Con muốn nghe cái gì? Lâm Hoán Khê ôm Bối Bối vào trong lòng hỏi. Mọi người nói cái gì con cũng thích nghe. Bối Bối nũng nịu. Mọi người không cảm thấy khi tất cả mọi người ngồi đây đều không nói, nơi này cực ngu ngốc sao? Mọi người cùng cười, ngay cả Lâm Hoán Khê cũng nhếch miệng. Tần Lạc thở dài, hắn hy vọng chuyện này không ảnh hưởng tới tâm trạng Hoán Khê. Đột nhiên sân vận động tối đen, chỉ có mấy bóng đèn mờ mờ trên sân khấu như nhắc nhở mọi người, không cần phải chạy, không phải mất điện. Trên màn hình điện tử, hình pháo hoa ngũ sắc nổ bung sau đó từng vòng hình ảnh xuất hiện quay cuồng. Trên sân khấu vang lên giọng nói khàn khàn nhưng cực kỳ mang tính chất đầu độc của một người phụ nữ bím tóc xuất hiện lơ lửng trên không trung, lơ lửng như một dạ tinh linh. Xôn xao, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trận vỗ tay này chào mừng nữ ca sĩ Mễ Tử An xuất hiện. Bị lây nhiễm bởi cảnh tượng này, đám người Tần Lạc cũng nhiệt tình vỗ tay. Đây chính là bài, Nhiệt Hỏa. Vương Dưỡng Tâm giải thích. Mễ Tử An dựa vào bài hát này mà nổi tiếng. Mỗi khi biểu diễn cô ấy đều hát bài hát này trước tiên. Xem ra cũng có ý tứ. Thì ra là, Nhiệt Hỏa. Tần Lạc thầm nghĩ, trước đó hắn thật sự không biết Mễ Tử An hát bài nào. Theo giai điệu âm nhạc, dàn giáo dần dần hạ xuống, đặt Mễ Tử An xuống sân khấu. Hôm nay Mễ Tử An khác với trước kia nàng vừa hát vừa nhảy, ca hay múa đẹp, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, khiến tâm trạng người xem như bay cao. Hôm nay Mễ Tử An chỉ nhẹ nhàng di chuyển, đứng hát điều này gây cho mọi người một ảo giác, hình như thiên hậu rock and roll Mễ Tử An đột nhiên biến thành một người hát tình ca, giống như Lương Tĩnh Như. Lúc ban đầu người xem còn có vẻ chưa thích nghi được. Thỉnh thoảng có tiếng nói bất mãn vang lên. Cùng với sự biểu diễn nồng nàn, sâu lắng của Mễ Tử An, những âm thanh bất mãn kia vụt biến mất không tăm hơi. Mỗi khán giả như là đang đi vào thế giới nội tâm của Mễ Tử An. Sau khi bài hát chấm dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm. Thật ra dù không nhảy múa, diễn xuất của Mễ Tử An trên sân khấu cũng rất xuất sắc, thậm chí còn mang phong thái rất khác thường của thiếu nữ. Xin lỗi, tôi không thể nhảy múa. Mễ Tử An nói, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh Mễ Tử An xin lỗi mọi người. Một tuần trước, trong khi luyện tập tôi bị thương ở chân. Thầy thuốc nói tôi phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Hả? Tiếng khán giả dưới sân khấu kêu lên kinh hãi. An An, tại sao chị lại lên sân khấu? Vết thương của chị thì sao? An An không cần phải gấp gáp, chúng tôi có thể chờ. 3 tháng thì đã sao? Chúng tôi có thể tình nguyện chờ 3 năm, 30 năm, 300 năm. An An, em phải biết bảo vệ mình, anh yêu em còn hơn cả vợ mình. Không, anh yêu em giống như vợ mình. Vợ yêu, em đừng có cấu, được không? Anh chỉ biểu thị lòng quan tâm với An An thôi. Mễ Tử An giơ tay đặt lên miệng làm động tác suỵt, lập tức khán giả bên dưới yên lặng, không một ai lên tiếng. Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm trước cảnh đó. Khi hắn họp báo với đám phóng viên, nhiều lúc tức giận chỉ muốn đập bàn mà đám vương bát đản bên dưới cứ nói đều. Không phải là sắp đặt chứ? Tần Lạc không khỏi nghĩ xấu. Nếu không tại sao bọn họ lại phối hợp nhịp nhàng vậy? Anh chàng Tần Lạc không chạy theo các ngôi sao nên đương nhiên hắn không hiểu các thần tượng có sức hút thế nào. Thế nhưng sau một tuần tôi lại có thể đứng trên sân khấu. Mễ Tử An nói tiếp. Tôi muốn cảm ơn một người. Mọi người cũng cần phải cảm ơn anh ấy bởi vì anh ấy rút ngắn thời gian bình phục 3 tháng của tôi xuống còn một tuần. Anh ấy làm cho tôi không hủy bỏ hay hoãn buổi diễn hôm nay. Là anh ấy khiến tôi có thể đứng ở trên này nghe được tiếng hô của mọi người. Bạch bạch bạch. Các fan rất dễ thỏa mãn, kích động. Khi Mễ Tử An nói câu, khiến tôi có thể đứng trên này nghe được tiếng hô của các bạn, lập tức bọn họ không nhịn được bật khóc, hoan hô, gào thét, vỗ tay, huýt sáo, còn có người kích động quá ngất xỉu, bảo vệ phải khiêng ra ngoài. Thế nhưng Tần Lạc đang ngồi trong phòng VIP không nhìn thấy cảnh đó nếu không nhất định hắn sẽ nghĩ đó là người do công ty quản lý của Mễ Tử An thuê. Anh ấy là Tần Lạc. Mễ Tử An mỉm cười nói tên. Tần trong Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc trong Lạc Thủy.
hẳn mọi người không xa lạ với cái tên này, đúng không? Hình như anh ấy còn nổi tiếng hơn cả tôi nữa. Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc. Các fan trong sân đều kích động hô to tên Tần Lạc theo nhịp Tần Lạc. Tần Lạc cảm động. Luôn có người hỏi hắn, Tần Lạc, anh làm những cái đó vì cái gì? Luôn có người cười hắn, Tần Lạc, anh không cảm thấy mình quá ngu ngốc sao? Luôn có người công kích hắn, Tần Lạc, anh không nên làm thầy thuốc, anh nên làm một diễn viên. Thế nhưng cho tới lúc này Tần Lạc không từ bỏ. Bởi vì hắn biết bản thân mình cần phải làm cái gì. Hắn hiểu hơn bất kỳ người nào khác, cũng hiểu rõ bản thân hắn muốn cái gì. Khi những người già Vân Điền luôn cười đôn hậu với hắn, những người mang cho hắn quả trứng gà hay một bát thịt lợn, nói với giọng thuần chất nông thôn rằng vì để cho hắn nghỉ ngơi, để cho hắn ăn cơm mà từ chối xem bệnh. Sau khi hắn quay về từ Hàn Quốc, vạn người ra sân bay đón tiếp cùng chào theo nghi thức quân đội. Khi chiến đấu đẫm máu ở Paris, mọi người đồng lòng, thành đồng ra sắt, tuyệt đối không lui lại sau. Còn lúc này bọn họ đang hô vang tên hắn. Đây là điều hắn muốn chính điều đó. Tiền tài chỉ thỏa mãn về mặt vật chất cho hắn nhưng những điều này lại làm rung động tâm hồn rộng lớn cùng mỗi tế bào thần kinh của hắn. Chữa bệnh, cứu người. Đây chính là căn bản của y thuật, cũng là ý nghĩa sống còn của Tần Lạc. Cha, con thật sự kiêu ngạo vì cha. Bối bối chạy tới ôm Tần Lạc nói. Cô bé này kích động đỏ bừng mặt, cô không ngờ mình có một người cha phong độ, có mị lực như vậy, dáng vẻ rất hạnh phúc. Cha cũng vậy. Tần Lạc rơm rớm nước mắt. Một lần nữa trên màn hình xuất hiện gương mặt xinh xắn của Mễ Tử An. Nàng cười nói. Anh ấy nói một tuần là tôi có thể đứng trên sân khấu. Anh ấy đã làm được, giống như điều thần kỳ, nhiệt hỏa tôi hát trước các bạn ban này. Tôi tặng, nhiệt hỏa cho Tần Lạc. Bây giờ tôi tặng các bạn bài, biệt bào. O. Tiếng vỗ tay bên dưới lại vang lên điên cuồng, tiếng gào thét. Răng rắc. Trong một phòng VIP khác. Một thanh niên anh tuấn vơ chiếc ly thủy tinh, nện xuống nền nhà nát vụn. Tần Lạc, lại là Tần Lạc. Gã đàn ông gầm lên giống như một ác lang bị chọc giận. Tiện nhân, chết đi. Mày chết đi, chúng mày cùng chết đi. Mấy hắc y nhân đứng im bốn xung quanh giống như không nhìn thấy tình cảnh đó. Ánh mắt bọn họ chăm chú nhìn lên màn hình lớn có hình ảnh Mễ Tử An. Tình yêu không liên quan tới tuổi tác, quốc gia, giới tính. Theo đuổi minh tinh cũng là chuyện tương tự như vậy. Chương 1225, nổi sỉ nhục lớn nhất là không đếm xỉa. Anh Thừa Minh, cần gì phải tức giận như vậy? Ở trong góc phòng có một người đàn ông mặc vest đen. Mi thanh, đen, ngũ quan tinh xảo, môi mỏng, một gương mặt đẹp điển hình theo quan niệm của Hàn Quốc. Tức giận chỉ khiến người ta lợi dụng để trừng phạt sai lầm của mình. Tôi nghĩ với trí tuệ của anh không nên phạm sai lầm kém cỏi như vậy mới đúng. Hứa Đông Lâm, cậu biết cái gì? Lý Thừa Minh nhìn chằm chằm vào người thanh niên anh Tuấn, dáng bất phàm ngồi trong góc, hung tợn nói. Bọn họ sỉ nhục tôi, cậu có cảm nhận được không? Không, chỉ chính tôi mới cảm nhận được. Thật vậy sao? Hứa Đông Lâm nhếch miệng cười ẩn ý, giọng nói ôn hòa. Có lẽ là vậy nhưng tôi cảm nhận được một nỗi sỉ nhục khác, một loại cuồng bạo, coi rẻ, nỗi sỉ nhục khiến người ta không còn sức phản kháng. Khi anh ta khiêu chiến với ông tôi, anh có thể biết tôi bị sỉ nhục không? Khi anh ta đơn thân độc mã chiến đấu với vô số tinh anh của Hàn Quốc, anh có cảm nhận được nỗi sỉ nhục của tôi không? Là ông tôi vì muốn cứu vớt tương lai của tôi mà ứng chiến, anh có cảm nhận được nỗi sỉ nhục của tôi không? Khi ông tôi bị thua, toàn quân tinh anh của Đại Hàn chúng ta bị diệt, anh có cảm nhận được nỗi sỉ nhục của tôi không? Hứa Đông Lâm cắn chặt môi cho tới tận môi gã tứa máu. Tôi ghét Trung Quốc, ngay từ khi mới sinh ra đã ghét thế nhưng vì sao sau khi Hàn Y thảm bại tôi lại tới vùng đất này? Bởi vì tôi hận nó, nỗi hận kín đáo. Bởi vì tôi cần nó để đánh bại những kẻ đó. Đây là việc tôi cần làm. Đây là chuyện mà dù ban ngày, hay đêm khuya, lúc thức cũng như ngủ tôi không bao giờ quên. Anh Thừa Minh, anh có thể hiểu được chuyện này không? Lý Thừa Minh trầm ngâm nhìn Hứa Đông Lâm, một lúc lâu sau anh ta thở dài nói. Đông Lâm tôi không bằng cậu. Nhẫn nại là đức tính tốt đẹp của người Đại Hàn chúng ta. Hứa Đông Lâm cười nói. Lúc này tôi không ngại phải khúm núm, luồn cúi bởi vì sẽ có một ngày tất cả những cự khổ, sỉ nhục này tôi đều trả lại gấp trăm lần. Nói rất đúng. Lý Thừa Minh cười, nói. Nói vậy rất hay, Đông Lâm, chúng ta cùng nhau cố gắng khiến cho ngày này tới sớm.
Hứa Đông Lâm chỉ vào bó hoa to ở góc phòng, cười hỏi. Vậy bó hoa này còn tặng không? Đương nhiên là tặng. Lý Thừa Minh cười nói. Dù sao cũng mua rồi, không tặng cũng phí. Buổi diễn khá thành công, các fan vẫn còn rất kích động. Mọi người cùng nhau hát khá nhiều bài hát quen thuộc, Mễ Tử An hát tới khàn cả cổ. Khi Mễ Tử An lui về sau thay trang phục, các fan lại cuồng nhiệt hô tên Tần Lạc, các fan cũng hô tới khàn cổ. Nói chung mọi người phối hợp khá ăn ý. Sau khi hát hết ca khúc, các fan vẫn còn lưu luyến không nỡ ra về, bọn họ lại hô Mễ Tử An quay lại sân khấu. Mễ Tử An không đành lòng, nên lại lên sân khấu hát một bài nữa, Bất Nhân Ly Biệt tặng mọi người. Mọi người cùng nhau hát, có người khóc, có người ngất, có người nghẹn vì nước tiểu. Sau khi buổi diễn kết thúc sẽ có một tiệc rượu chúc mừng. Mễ Tử An và người đại diện Vu Tĩnh đã sớm mời Tần Lạc, yêu cầu Tần Lạc phải có mặt. Dù gì đi nữa có thể nói Tần Lạc chính là anh hùng cứu giá. Lâm Hoán Khê không muốn tham gia tiệc rượu nên nàng đưa Bối Bối về trước nghỉ ngơi. Buổi diễn mới diễn ra được một nửa, cô bé Bối Bối vốn háo hức đã ngủ thiếp. Nếu như Mễ Tử An biết được điều này, không rõ nàng sẽ đau lòng tới mức độ nào. Tần Lạc dẫn theo Vương Dưỡng Tâm, Giê-xu tới khách sạn. Khi tới đó, hắn không thấy Lệ Khuynh Thành xuất hiện. Tần Lạc hỏi Trần Tư Tuyền vì sao Lệ Khuynh Thành không tới. Trần Tư Tuyền nói rằng Lệ Khuynh Thành có công việc cần xử lý. Tần Lạc thầm biết chân tướng khi nhìn nụ cười của Trần Tư Tuyền. Vương không hợp vương, hai vương không thể ở cùng nhau. Nhất định Lệ Khuynh Thành tin tưởng mình sẽ đưa Lâm Hoán Khê tới dự tiệc vì vậy nàng mới không tới. Không ngờ chính bản thân Lâm Hoán Khê cũng không tới. Tần Lạc thầm nghĩ, Lâm Hoán Khê không ngờ cũng có suy nghĩ này. Hai người phụ nữ không tranh, không đoạt nhưng vẫn khiến Tần Lạc cực kỳ đau đầu. Xem ra luật hôn nhân của Trung Quốc quy định mỗi người đàn ông chỉ được lấy một vợ là cực kỳ anh minh. Mễ Tử An đã thay một bộ đầm dạ hội màu xanh lam đi ra ngoài mời rượu, người thân, bạn bè, cùng với nhân viên công ty cùng nhau nâng ly, cùng chúc sức khỏe Mễ Tử An, xinh đẹp và sự nghiệp ngày càng thành đạt. Sau khi Vu Tĩnh nói chuyện điện thoại xong, cô đi nhanh ra ngoài. Một lát sau Vu Tĩnh dẫn theo Lý Thừa Minh trong bộ vest màu xám bạc đi vào trong. Theo sau Lý Thừa Minh chính là Hứa Đông Lâm, sau đó là hai vệ sĩ của Lý Thừa Minh. Hai vệ sĩ biết thân phận của mình, đi tới cửa thì tự động lui lại. Trong tay Lý Thừa Minh ôm một bó hoa to, đó là 99 bông hồng xanh tươi đẹp. An An, chúc mừng em buổi diễn thành công. Lý Thừa Minh đi nhanh về phía trước, trao bó hoa trong tay cho Mễ Tử An. Mễ Tử An lơ đãng liếc nhìn về phía Tần Lạc rồi mỉm cười nhận bó hoa, nàng nói. Cảm ơn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, sao gã này lại có mặt ở đây? Gã vẫn chưa quay về Hàn Quốc sao? Sau đó Mễ Tử An nhớ ra người đại diện trước của nàng từng nói với nàng, bây giờ Lý Thừa Minh thường trú ở Yến Kinh, phụ trách hạng mục đầu tư ở châu Á của tập đoàn Samsung, nắm quyền hành rất to, thân phận cực kỳ cao quý. Có một món quà nhỏ muốn tặng em. Lý Thừa Minh thấy Mễ Tử An nhận bó hoa của mình, anh ta cực kỳ vui vẻ, nhân cơ hội xông lên. Lý tiên sinh không nên khách khí như vậy. Mễ Tử An từ chối. Tôi đã nhận quà của ngài rồi. Không nên vội vàng từ chối. Trước tiên cứ xem có thích không rồi hãy nói. Lý Thừa Minh cười nói. Anh ta mời Mễ Tử An đi ra trước cửa ra vào, giơ ngón tay ra hiệu. Ngay sau đó ở trên sân rộng trước khách sạn xuất hiện một hình ảnh màu xanh rất đẹp chạy tới. Chạy, rẽ, quay, di chuyển, tăng tốc, phanh gấp. Hiển nhiên lái xe là một cao thủ. Anh ta đã điều khiển chiếc xe thể thao đủ các chức năng một cách tinh tế. Trời ơi, rất đẹp. Đây là xe gì vậy hả? Đây là xe gì vậy? Maserati, hoàng hậu thể thao. Ôi, chúa ơi. Ôi, đẹp quá. Hẳn ở Yến Kinh chỉ có mỗi chiếc xe này. Trước kia tôi chưa từng nhìn thấy. Cho dù là khách mời tiệc rượu ở tầng này hay là những khách ở khách sạn, hay người đi qua đường, đi ngang qua cửa khách sạn. Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào chiếc xe lộng lẫy đỗ ở cửa khách sạn. Điều này trùng hợp là Mễ Tử An mặc váy đầm màu xanh nhạt mà chiếc xe này cũng có màu xanh da trời. Một trên một dưới, một là thiên hậu rock and roll, một là hoàng hậu xe thể thao. Đây quả thật là một đôi trời sinh. Nếu như cả hai không ở cùng một chỗ, các bạn còn tin tưởng vào tình yêu không? Chỉ cần là một người phụ nữ, không chỉ cần là một con người, chỉ sợ khó có thể từ chối món quà này. Hiển nhiên Lý Thừa Minh rất hài lòng với hiệu quả do chiếc xe này tạo ra. Anh ta cầm chìa khóa xe đặt vào bàn tay Mễ Tử An, cười nói.
chẳng lẽ em không muốn lái thử sao? Nó đang chờ đợi chủ nhân xinh đẹp của mình. Phụ nữ đều ưa thích đồ vật đẹp đẽ. Phụ nữ đều thích sự xa xỉ. Phụ nữ đều thích đồ vật quý giá, lòe loẹt. Phụ nữ đều thích xe. Thế nhưng Mễ Tử An không phải là phụ nữ, hay nói chính xác nàng không phải là một phụ nữ bình thường. Trong khi những người phụ nữ khác bị làm thất điên bát đảo, nàng chỉ thờ ơ ôm bó hoa đứng nhìn. Khi Lý Thừa Minh đặt chìa khóa vào tay, Mễ Tử An chỉ hờ hững nhìn rồi nói. Xin lỗi, tôi không mang bằng lái. Trong khi nói nàng trả lại chìa khóa xe cho Lý Thừa Minh. Tôi không ngại làm tài xế cho em. Lý Thừa Minh chân thành nói. Rõ ràng anh ta đang biểu lộ tình cảm với Mễ Tử An. Đương nhiên người vừa tặng hoa, vừa tặng xe, người ngu cũng hiểu Lý Thừa Minh đang theo đuổi Mễ Tử An. Công tử, người thừa kế chính thức của tập đoàn Samsung châu Á, người đàn ông sáng giá nhất trong những người sáng giá đã thể hiện tình cảm với Mễ Tử An. Ngay biết thân phận của Lý Thừa Minh, một vài phụ nữ đã đứng ngồi không yên, bọn họ chỉ muốn ngất xỉu. Nếu như anh ấy nói những câu này với mình thì tốt biết bao nhiêu. Tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy. Sợ rằng không đi được. Mễ Tử An nói. Anh xem tôi còn rất nhiều bạn ở đây. Nói xong nàng quay người đi về phía đám đông. Lý Thừa Minh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Mễ Tử An, nhếch miệng cười. Anh biết rõ không nhận mà vẫn tặng. Hứa Đông Lâm đi tới, tay gã cầm hai chén rượu vodka. Uống chút rượu mạnh. Đám phóng viên bên dưới sẽ không nghĩ như vậy. Lý Thừa Minh cười nói. Anh ta nhận chén rượu vodka trong tay Hứa Đông Lâm, ngửa cổ uống một hơi cạn. Chương 1226, tôi bận nhiều việc. Buổi diễn của Mễ Tử An đã thành công vang dội. Không cần nhảy múa cũng chấn động lòng người. Tình ca của Mễ Tử An hạng nhất. Tình yêu có 102, Mễ Tử An, thiên hậu rock and roll thổ lộ tình cảm với tiểu y vương Trung Quốc ngay trên sân khấu. Khi đọc những bài báo này, Tần Lạc không biết nên cười hay nên khóc. Trong buổi diễn, Mễ Tử An chỉ bày tỏ sự cảm ơn hắn vì đã trị thương cho mình. Không ngờ chuyện này đối với đám phóng viên lại trở thành thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người. Hơn nữa đám phóng viên sợ độc giả không tin, còn đăng cả ảnh chụp Mễ Tử An với biểu hiện chân thành, tha thiết. Quả thật trông giống như Tần Lạc đang đứng đối diện với mình, Mễ Tử An đang thổ lộ với người đàn ông yêu mến của mình. Thế nhưng vì Lý Thừa Minh với thân phận quá hùng mạnh tham gia, vụ tai tiếng lần này, Tần Lạc không một mình độc chiếm tin đồn. Buổi diễn của Mễ Tử An thành công, bạn trai tỷ phú tặng cô xe thể thao trị giá 3 triệu. Bạn trai thần bí của Mễ Tử An xuất hiện, người thừa kế của tập đoàn Samsung. Tinh không đại sư bói quẻ, Mễ Tử An gả vào nhà tỷ phú, trước 30 tuổi sinh con. Một vài tờ báo nói Mễ Tử An thích Tần Lạc hơn nữa còn thổ lộ trước hàng nghìn, hàng vạn fan của mình trong buổi diễn. Một số tờ báo khác lại nói Mễ Tử An và người thừa kế tập đoàn Samsung, Lý Thừa Minh đã sớm yêu nhau. Năm sau hai người sẽ kết hôn. Có tranh ắt có tranh cãi. Có tranh cãi mới thu hút được sự chú ý. Vì vậy một lần nữa Tần Lạc của chúng ta một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bây giờ ở Trung Quốc, không ai không biết Tần Lạc, không ai không nói về Tần Lạc. Nếu như bạn không biết hai việc làm gần đây của Tần Lạc, tốt nhất bạn đừng có nói chuyện với người khác. Đúng lúc này Nhật báo Trung Quốc đăng một tin thay đổi sự chú ý của dư luận, Phó Tổng thống Mỹ, Jackson quyết định tới thăm Trung Quốc vào ngày 26 tháng này, tham gia hội nghị tài chính quốc tế ở Thượng Hải. Tất cả mọi người ngây người. Phản ứng đầu tiên của bọn họ, ông ấy thật sự tới sao? Ông ấy thật sự tới sao? Tại sao ông ấy lại tới? Không một ai nghĩ ra nguyên nhân. Mặc dù bài báo cung cấp lý do, Phó Tổng thống Mỹ, Jackson dẫn đầu phái đoàn thương mại Mỹ tham gia hội nghị tài chính quốc tế ở Thượng Hải nhưng tất cả mọi người không tin vào lý do này, bọn họ tin tưởng ông ấy tới mời Tần Lạc hơn. Đúng vậy, ông ấy tới gặp Tần Lạc, nhất định là như vậy. Người Trung Quốc phát điên. Thấy không, Trung y là y thuật lợi hại nhất thế giới. Ngay cả người nước Mỹ cũng không giải quyết những ca khó y học, cuối cùng phải tìm tới Trung y giải quyết. Tần Lạc vô địch, Trung y vạn tuế, Lạc ca, tiếp tục thể hiện đi. Chúng tôi ủng hộ anh. Tần Lạc thật sự quá lợi hại. Tôi rất thích anh ấy. Bạn nói xem, tại sao trên thế giới này lại có người đàn ông như vậy hả? Tôi chỉ muốn gả cho anh ấy. Cho dù làm vợ ba, vợ tư tôi cũng đồng ý. Cậu nghĩ hay nhỉ, cậu vừa nói đã muốn làm vợ ba, vợ tư, cậu không nhìn thấy trước cậu còn hàng dài các cô gái đang xếp hàng chờ sao? Phó Tổng thống Mỹ, Jackson tới, tâm trạng Tần Lạc rất bình tĩnh.
bây giờ chính là thời điểm đàm phán thực tế. Cho dù mục đích thực sự chuyến viếng thăm Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ, Jackson là gì đi nữa, nhưng nếu như thông báo chính thức nói ông ta dẫn đầu phái đoàn thương mại Mỹ tham gia hội nghị tài chính thế giới ở Thượng Hải, đương nhiên chạm dừng chân đầu tiên của ông ta chính là Thượng Hải. Đối với chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc này của Phó Tổng thống Jackson, giới truyền thông Trung Quốc rất coi trọng, tần suất đưa tin cực kỳ cao. Trong khi đưa tin về Phó Tổng thống Jackson, bọn họ cũng không buông tha Tần Lạc. Đúng chính là Tần Lạc, nói cách khác, đưa tin Phó Tổng thống Jackson, Tần Lạc cũng được lên báo. Hai người hợp thành một chỉnh thể khó có thể phân chia. Tất cả mọi người đều không quên dùng Tần Lạc lăng xê Phó Tổng thống Jackson. Tất cả mọi người đều không quên dùng Phó Tổng thống Jackson hỗ trợ Tần Lạc. Đúng vậy, hỗ trợ. Dù sao lần này Phó Tổng thống Jackson tới cầu người mà hình như người trẻ tuổi ông ta tới cầu không quá coi trọng ông ta. Hôm nay tiểu khu Kim Hải, đường Kim Hải canh phòng nghiêm ngặt. Trong tiểu khu, 3 mét có một nhóm, 5 mét một trạm gác, ngay cả cửa ra vào cũng bị phong tỏa. Biệt thự Lâm gia còn bị canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều. Long vệ Trung Quốc mặc vest đen, đeo kính đen cùng đặc công Mỹ tóc vàng mắt xanh chia nhau đứng thành hai hàng, bảo vệ chặt chẽ biệt thự hai tầng này, chỉ một con muỗi, đương nhiên ngay cả một con muỗi cũng không bay lọt, giả dụ như nó không quá kiêu ngạo, nghênh ngang đi trước mặt đám cảnh vệ này. Trong phòng khách, Tần Lạc và Phó Tổng thống Jackson ngồi đối diện với nhau. Bên cạnh Tần Lạc là Lâm Hoán Khê, nàng ở lại làm người phiên dịch cho người đàn ông của mình, mà bên cạnh Phó Tổng thống Jackson cũng có một người đàn ông trung niên làm thư ký. Bởi vì Phó Tổng thống Mỹ, Jackson tới thăm Tần Lạc vì chuyện riêng nên quan chức chính phủ Trung Quốc không thích hợp có mặt trong cuộc hội kiến này. Hơn nữa người Mỹ này để bày tỏ lòng tôn trọng với thần y Tần Lạc, tự mình mang lễ vật tới thăm. Mặc dù lễ vật ông ta mang tới chỉ là huân chương bảo vệ của Hải quân khi ông ta còn là một người lính, dù có bán cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Thế nhưng dù gì đi nữa đây cũng là quà tặng của Phó Tổng thống Mỹ, có nên tính toán nặng, nhẹ không? Khi tin tức Phó Tổng thống Mỹ, Jackson mời mình sang chữa bệnh cho mẹ Lan ra, Tần Lạc đã chú ý tìm thông tin về ông ta trên Internet. Vóc người cao lớn, khuôn mặt đẹp đặc trưng của người phương Tây, trán có vài nếp nhăn. Thế nhưng cái này không khiến cho Tần Lạc cảm thấy ông ta già nua mà ngược lại còn tăng thêm phần hấp dẫn. Vì đã từng là một quân nhân, ông ta luôn đứng thẳng tắp, bước đi cực nhanh, gây cho người ta một cảm giác mạnh mẽ. Bây giờ nhìn thấy Phó Tổng thống Mỹ, đương nhiên ngoài đời còn phong độ, đẹp trai hơn ảnh chụp trên Internet nhiều. Điều này khiến Tần Lạc thoáng cảm thấy nuối tiếc, cũng cảm thấy đôi chút áp lực. Nếu như ông ta ngoài đời xấu hơn một chút, ảnh chụp hai người ngồi cùng nhau bị tiết lộ. Một người đàn ông được cho là có đẹp trai hay không được quyết định bởi lựa chọn bạn chụp ảnh của mình. Hoa Hồng luôn hy vọng tất cả những người đàn ông bên cạnh mình đều là lá xanh. Lúc này Tần Lạc đang biểu diễn trà đạo Trung Quốc với Phó Tổng thống Jackson. Hắn là người phương Nam, khi còn bé đã học nghệ thuật pha trà với ông, mặc dù động tác của hắn không tao nhã, đẹp như Tô Tử, cũng có thể nói rất thành thạo. Xin mời dùng trà. Tần Lạc dùng cái kẹp, kẹp chén trà chuyển tới. Đặt lên cái đĩa nhỏ trước mặt Phó Tổng thống Jackson. Cảm ơn. Phó Tổng thống Jackson cười nói. Mặc dù ông ta không hiểu tiếng Trung Quốc nhưng ông ta có thể hiểu được ý tứ của Tần Lạc. Điều thần kỳ hơn nữa là anh chàng Tần Lạc này cũng hiểu được ý nghĩa từ thanh yêu của ông ta. Sau khi Phó Tổng thống Jackson nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương vị thơm của trà quanh đầu lưỡi. Được rồi. Thật ra ông ta cảm thấy hong vị trà này còn lâu mới bằng hương vị cà phê cứ trồn thế, nhưng tóm lại ông ta không thể nói toàn móng heo, đúng không? Vì vậy ông ta không nói, chỉ giơ ngón tay cái với Tần Lạc. Tần Lạc cười, cực kỳ vui mừng. Hắn cảm thấy tự hào, kiêu ngạo vì trà đạo Trung Quốc. Những người Mỹ này quá giàu hoạt, chàng trai nhỏ bé của chúng ta lại quá ngây thơ. Tần Lạc tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngài. Phó Tổng thống Jackson nhìn Tần Lạc nói. Lần trước ở nước Mỹ, tôi từng muốn tới thăm ngài thế nhưng khi thư ký của tôi gọi điện thoại cho ban tổ chức hội nghị y học, bọn họ nói ngài có việc về sớm khiến tôi cực kỳ nuối tiếc. Cũng may bây giờ chúng ta được gặp nhau hơn nữa còn được thưởng thức trà thơm của ngài. Điều này thật thần kỳ, đây nhất định là an bài của Thượng Đế. Sau khi nghe Lâm Hoán Khê phiên dịch lại, Tần Lạc bày ra một bộ mặt vừa mừng vừa lo, hắn cười nói. Phó Tổng thống Jackson quá khách khí rồi. Lần trước tôi phải vội về. Không ngờ ngài lại muốn gặp tôi. Nếu như sớm biết là như vậy thì cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi nhất định sẽ ở thêm mấy ngày. Mr. Jackson bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian tới thăm tôi khiến tôi vô cùng vinh hạnh.
T6O không cảm ơn Thượng Đế an bài mà muốn cảm ơn thành ý của Mr. Jackson. Câu nói của Tần Lạc cực kỳ dối trá. Trong tình huống khi đó, đừng nói là lời mời của Phó Tổng thống Jackson mà cho dù chính Thượng Đế có mời hắn đi ăn cơm Tây, chỉ sợ hắn cũng từ chối giả vờ nói rằng mình không có thời gian. Phó Tổng thống Jackson cực kỳ hài lòng với thái độ của Tần Lạc, ông ta cười gật đầu nói. Đúng như hiểu biết của Tần tiên sinh, mẹ của tôi bị tắc mạch máu não. Tôi biết châm pháp của Tần tiên sinh vô cùng thần kỳ, một châm có thể khiến con người ta tỉnh lại. Ta chân thành muốn mời Tần tiên sinh tới nước Mỹ một chuyến, chữa bệnh cho mẹ tôi. Coi như là nể mặt Thượng Đế, mời Tần tiên sinh hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình. Tần Lạc cau mày, dáng vẻ vô cùng khó xử. Hắn nhìn Phó Tổng thống Jackson với vẻ mặt vô cùng thành khẩn, nói. Đúng như lời nói của Mr. Jackson, vì châm cứu của tôi có hiệu quả không tệ nên hàng ngày người tới cầy y rất nhiều. Tần Lạc quay người nhìn Lâm Hoán Khê hỏi. Được rồi, lúc này có hẹn bao nhiêu bệnh nhân? Lâm Hoán Khê thản nhiên nói. 186 người. Đúng, người tới mời tôi chữa bệnh đã lên tới 186 người. Mr. Jackson, không phải tôi không muốn giúp mà chỉ vì tôi thật sự rất bận. Phó Tổng thống Jackson không ngạc nhiên khi thấy Tần Lạc nói câu đó. Ông ta biết gã này đang chờ mình ra giá. Không có lợi, tôi sao phải đi chữa bệnh cho ông? Chương 1227, từng bước ép sát. Nghe xong lời phiên dịch, Phó Tổng thống Jackson cau mày nói. Tần Lạc tiên sinh, tôi nghĩ ngài làm vậy có trái với bốn chữ, lễ nghĩa đạo đức như ngài đã nói không? Đất nước Trung Quốc là một đất nước lễ nghi, tôi ngàn dặm cầu y, ngài lạnh lùng từ chối, vậy còn nói gì tới lễ nghi? Là một thầy thuốc, cho dù là người bệnh Mỹ hay người bệnh Trung Quốc thì cũng vẫn là người bệnh. Ngài hẳn nên đối xử công bằng vì đây là đạo đức. Vì sao giữa lời nói và việc làm của Tần Lạc tiên sinh không đi với nhau? Tôi rất khó hiểu, không thể giải thích được chuyện này. Đầu là lời nói của Tần Lạc khi tiếp nhận trả lời phỏng vấn của báo Trung Y Trung Quốc, bàn về lễ nghĩa đạo đức. Tần Lạc không ngờ bây giờ hắn lại bị Phó Tổng thống Jackson dùng để công kích. Xem ra người Mỹ này quan tâm theo dõi nhất cử nhất động của Tần Lạc ở Trung Quốc. Ít nhất ông ta đã đọc bài báo phỏng vấn trên báo Trung Y Trung Quốc hôm đó. Tần Lạc cười ôn hòa nói. Mr. Jackson, tôi nghĩ ngài còn không biết ý nghĩa của bốn chữ, lễ nghi đạo đức. Ngài hiểu lầm hay nói một cách chính xác thì ngài hiểu lầm ý nghĩa của lễ mà tôi nói. Bạn bè phương xa tới, đương nhiên vô cùng vui mừng. Mr. Jackson từ nước ngoài tới Trung Quốc chúng tôi nhiệt tình khoản đãi, đây chính là lễ nghi. Nghĩa là cái gì? Mr. Jackson có ân với tôi có trách nhiệm báo ân với ngài, đó chính là nghĩa khí. Còn về phần đạo đức chính như lời Mr. Jackson nói, cho dù là người bệnh Trung Quốc hay người bệnh Mỹ tôi đều đối xử như nhau. Vợ tôi mới nói rồi, hiện tại số người bệnh tới cầu tôi đã lên tới 186 người. Nếu như tôi bỏ qua 186 người này mà bỏ tới nước Mỹ, không phải chứng minh nhất bên trọng, nhất bên khinh sao? Còn là đạo đức nữa hay không? Mắt Lâm Hoán Khê ánh lên khác thường khi nàng nghe thấy Tần Lạc gọi mình là vợ trước mặt người ngoài rồi nhanh chóng quay lại vẻ bình thường. Thế nhưng sắc mặt ửng đỏ của nàng đã bán đứng tâm trạng kích động, vui mừng của mình. Phó Tổng thống Jackson bị Tần Lạc làm uất nghẹn không nói được. Vẫn là mấy từ đó nhưng lại giảng thành một ý nghĩa khác. Từ ngữ Trung Quốc uyên thâm, một người ngoài như ông ta há có thể hiểu hết được sao? Mr. Jackson, mời dùng trà. Tần Lạc hiểu Phó Tổng thống Jackson đang bực bội trong lòng. Lúc nãy Mr. Jackson giơ ngón tay cái tán thưởng trà thiết quan âm cực phẩm của hắn, Tần Lạc đã nghĩ hắn hẳn phải hợp tác với công ty sản xuất trà thiết quan âm này, lợi dụng thân phận của Phó Tổng thống Jackson để quảng cáo. Tần Lạc đã suy nghĩ kỹ nội dung quảng cáo cho bọn họ, Phó Tổng thống Jackson giơ ngón tay cái khen trà ngon. Mr. Jackson bưng chén trà lên miệng, ánh mắt như đang suy nghĩ, đánh giá Tần Lạc. Trong tài liệu đã nói rất rõ ràng, gã thanh niên này là một kẻ dối trá, vô lại, tàn ác. Ông ta hiểu rằng con người này không dễ đối phó, nhưng mà khi nhìn thấy rõ bộ mặt lừa dối đó, ông ta vẫn khinh địch. Cũng may hiện tại ông ta đã kịp phản ứng. Mr. Jackson nhấp một ngụm trà, nói. Tần Lạc tiên sinh, làm thế nào mới có thể mời ngài sang Mỹ chữa bệnh cho mẹ tôi? Cái này phải xem thành ý của Mr. Jackson. Tần Lạc nói. Ngài muốn thành ý như thế nào? Mr. Jackson hỏi ngược lại. Phí khám chữa bệnh cao. Ok, không thành vấn đề, chỉ cần Tần Lạc tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi,
tôi sẽ nghĩ cách có được số tiền đó. Xin Tần Lạc tiên sinh hãy yên tâm, ngài nhất định sẽ không thất vọng vì số tiền đó. Tần Lạc không trả lời điều kiện của Phó Tổng thống Jackson, hắn chỉ nhìn ông ta nói. Mr. Jackson, trước khi tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của ngài, tôi muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Được, xin mời. Mr. Jackson rất hào phóng. Xin hỏi mẹ của ngài bị bệnh gì? Tần Lạc hỏi. Tụ máu đại não. Mr. Jackson trả lời. Bệnh tụ máu đại não trong y học gọi là chảy máu não. Chảy máu não là căn bệnh thường xảy ra với người già. Nguyên nhân là do huyết áp đột nhiên tăng cao, khiến mạch máu trong não bị vỡ gây ra xuất huyết não. Ở nơi xuất hiện chảy máu, máu có thể chèn ép lên tổ chức của bộ não, khiến xung quanh não bộ bị phù, nặng hơn thì có thể khiến lệch vị trí não bộ, xuất hiện triệu chứng sán não. Nếu như chữa trị chậm có thể toàn thân tê liệt, đờ đẫn, thậm chí tử vong. Tần Lạc từ chính thái công dân biết được mẹ của Phó Tổng thống Jackson bị tụ máu não mà thành chứng đờ đẫn, như chúng ta thường nói, người sống thực vật. Ngài Jackson đã mời những thầy thuốc khác chữa bệnh cho mẹ mình chưa? Tần Lạc hỏi. Đã mời. Phó Tổng thống Jackson trả lời. Có phải toàn bộ đều là bác sĩ giỏi không? Tần Lạc hỏi. Phó Tổng thống Jackson nghĩ rồi nói. Mr. Edward, bác sĩ thần kinh của Bệnh viện Mary, còn cả Mr. Hopper, chuyên gia nghiên cứu não bộ Mỹ. Tần Lạc cười, nói xen vào. Thật xin lỗi, Mr. Jackson. Tôi không nói giỏi tiếng Anh, tôi không thể nhớ hết những tên ngài nói, nhưng tôi hy vọng ngài Jackson có thể nói tên của tất cả các bác sĩ hội chẩn cùng với kết quả chẩn đoán của bọn họ cho tôi, vậy có được không? Nếu như ngài tình nguyện chữa bệnh cho mẹ tôi đương nhiên phải làm như vậy. Mr. Jackson nói. Đa tạ. Tần Lạc cười nói. Nếu như tôi chữa bệnh cho mẹ ngài, tôi chỉ có thể dùng ngân châm. Ồ, vậy rất tốt. Phó Tổng thống Jackson vui mừng nói. Tôi đã xem biểu diễn của ngài, không xem trực tiếp. Tuyệt kỹ thần châm của ngài đã thực sự khuất phục tôi, cũng như đã chinh phục rất nhiều người Mỹ như tôi. Tôi tin tưởng ngài nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi. Tần Lạc tiên sinh, tôi rất có niềm tin với ngài. Ngài là người thượng đế phái xuống cứu vớt mẹ tôi. Tôi cũng hy vọng như vậy. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu. Nếu như tôi dùng châm pháp chữa khỏi bệnh cho mẹ ngài, vậy không phải chứng minh châm cứu có thể trị liệu hiệu quả trong lĩnh vực xuất huyết não sao? Phó Tổng thống Jackson cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Ông ta cảm nhận được nỗi nguy hiểm. Gã thanh niên này đang chủ tính kế hoạch với ông ta. Sao vậy? Tần Lạc cười hỏi. Mr. Jackson còn nghi ngờ cái gì? Ngài đã mời nhiều chuyên gia tới chữa bệnh cho mẹ ngài. Khoa học Tây y không có cách nào chữa khỏi căn bệnh nan y này. Nếu như tôi dùng châm pháp chữa khỏi, chẳng lẽ như vậy vẫn không đủ chứng minh ngân châm có thể dùng để cứu chữa người bệnh sao? Đúng vậy, cá nhân tôi nghĩ như vậy. Phó Tổng thống Jackson rất giảo hoạt khi dùng hai từ cá nhân. Thế nhưng ngài biết tôi là Phó Tổng thống Mỹ, chứ không phải Hội trưởng Hiệp hội Y học Mỹ. Liệu ngân châm có hiệu quả tốt trong lĩnh vực xuất huyết não hay có thể có hiệu quả trong chữa bệnh cứu người thì còn cần phải nghiên cứu chuyên sâu kết luận. Ngài cũng biết tôi không có năng lực đó. Tần Lạc thầm mắng con người này quá gian ngoan, giảo hoạt mà vẫn làm bộ nhưng bề ngoài hắn vẫn ra vẻ không từ bỏ. Vậy thực tế của bản thân mình không đủ chứng minh sao? Chuyện xảy ra trước mắt mình cũng không đủ để tin tưởng sao? Nói như vậy tôi chữa bệnh cho mẹ ngài còn ý nghĩa gì nữa không? Thậm chí tới khi đó các ngài có thể nói mẹ ngài khỏi bệnh là do Thượng Đế phù hộ. Không phải khi đó công sức chữa trị của tôi đổ xuống sông xuống biển sao? Không, tôi sẽ không làm như vậy. Là một người con trai, tôi sẽ không đối xử với ân nhân cứu mạng mẹ mình như vậy. Mr. Jackson chân thành nói. Tần tiên sinh, xin hãy tin tưởng thành ý của tôi. Tôi không thể tin được. Tần Lạc nói. Thậm chí tôi còn đang không hiểu ngài đang nói gì đó. Sau khi vợ tôi dịch lại tôi mới hiểu. Mr. Jackson, tôi cho rằng nếu như tôi có thể dùng ngân châm chữa khỏi bệnh cho mẹ của ngài, hơn nữa còn làm bà ấy bình phục hoàn toàn. Ngài hẳn nên làm gì đó cho trung y, bởi vì tôi không phải ân nhân cứu mạng mẹ ngài mà chính là trung y, là châm cứu. Tôi rất muốn làm như vậy, tôi cũng tình nguyện cống hiến sức lực mình cho trung y. Phó Tổng thống Jackson cau mày nói. Nhưng mà ngài cũng biết, tôi không có quyền lực lớn như ngài nghĩ. Vậy thì rất đáng tiếc. Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Nước Mỹ là nơi khiến cho những người hành nghề trung y vô cùng đau lòng. Tôi nghĩ tạm thời không thể bỏ qua nó.
Phó Tổng thống Jackson nhíu chặt mày, cố nén không tức giận. Thằng khốn, hắn rất quá đáng. Hắn cho rằng mình là ai vậy mà dám cò kè mặc cả với mình. Phó Tổng thống Jackson cúi đầu suy nghĩ, Tần Lạc cúi đầu rót nước pha trà. Hai bên đều không nói, chỉ có tiếng nước trà sôi phát ra âm thanh, sùng sục. Mr. Jackson, mời uống trà. Một lần nữa Tần Lạc đặt chén trà nóng trước mặt Phó Tổng thống Jackson. Sắc mặt hắn ôn hòa, thái độ tao nhã, niềm vui hiện lên trong ánh mắt, xuất phát từ nội tâm, hoàn toàn không có biểu hiện nôn nóng. Hắn hoàn toàn có đầy đủ tố chất của một người đàm phán ưu tú. Mr. Jackson không cầm chén trà ở trước mặt mà ông ta nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc tiên sinh, ngài cần tôi làm gì? Ngài cũng nên biết tôi mời ngài chữa bệnh cho mẹ mình với tư cách cá nhân. Tôi không thể dùng thân phận Phó Tổng thống Mỹ đồng ý với ngài. Làm vậy sẽ có tội lớn với nước Mỹ. Tôi sẽ bị nghị viện buộc tội. Tần Lạc nhếch miệng cười nói. Tôi mặc kệ ngài là con trai của mẹ ngài hay Phó Tổng thống Mỹ, tôi muốn Trung Y có một địa vị hợp pháp ở nước Mỹ. Chương 1228, Hai Thiện Nhân. Sở dĩ Tần Lạc đưa ra yêu cầu này là vì có nguyên nhân của nó. Thật ra vào giữa những năm 70 của thế kỷ 20, châm cứu Trung Y đã lấy lại được địa vị hợp pháp ở nhiều bang nước Mỹ, thế nhưng khi đó việc hợp pháp hóa chính trị đã không được coi trọng như học thuật. Hội Y học Mỹ, đại diện cho các tập đoàn y dược thế lực khổng lồ ở Mỹ từ trước tới nay không thừa nhận giá trị của châm cứu y học, nên lập trường của chính phủ Mỹ vẫn không thay đổi. Châm cứu Trung Y ở nước Mỹ chỉ mang tính chất thí nghiệm. Về các phương diện khác, công hiệu thần kỳ của châm cứu khiến một vài thầy thuốc Tây Y bắt đầu học tập, hơn nữa còn đưa châm cứu vào phạm vi chữa bệnh, vì thế khiến xung đột lợi ích song phương. Trong hoàn cảnh như vậy, Tần Lạc nhất định phải vì châm cứu Trung Y ở nước Mỹ mà đòi một địa vị hợp pháp, hơn nữa hắn còn phải bỏ đi hai từ thí nghiệm của thuộc tính thí nghiệm, khiến nó chính thức trở thành một lĩnh vực y học và chữa bệnh cứu người. Hiệu quả của châm cứu Trung Y nhanh, ít tác dụng phụ. Nếu như hắn nhanh chóng mở ra thị trường nước Mỹ, thu được sự tin tưởng của người Mỹ, nếu như có thể mở được đột phá khẩu này, như vậy Trung Y dược theo sát, lặng lẽ chiếm lĩnh thị trường. Đây cũng chính là nguyên nhân mà dù Tần Lạc biết rất rõ nước Mỹ hiểm nguy, xuất hành cẩn thận, Tần Lạc vẫn không có cách nào từ chối được miếng mồi ngon này. Đây cũng chính là nỗi lo lắng, buồn phiền nhất của Thái công dân, chính vì vậy ngay khi Tần Lạc có quyết định, ông không ngăn cản mà còn dốc toàn lực ủng hộ hắn. Đây chính là hai con người Trung Quốc muốn làm những việc thực tế nhất. Đây cũng chính là hai người mà trong mắt người khác, rất ngu ngốc. Khi nghe Tần Lạc nói ra điều kiện của mình, Phó Tổng thống Jackson hoàn toàn không bất ngờ. Nếu như nói tiểu tử này không nhân cơ hội thể hiện công phu sư tử ngoạm, ông ta thậm chí còn nghi ngờ người đang ngồi trước mặt mình là anh em song sinh của ga Tần Lạc. Tần Lạc tiên sinh, ngài hẳn hiểu rõ rằng, là người con trai của mẹ mình, tôi không có cách nào phát động chuyện này. Nếu như tôi dùng thân phận Phó Tổng thống làm chuyện này, như vậy tôi đã dùng quyền lực giải quyết việc tư. Tôi sẽ bị nghị viện cáo buộc, tôi sẽ bị mỗi người dân nộp thuế của nước Mỹ thóa mạ. Tôi nghĩ nếu như tôi không nói điều kiện này, tôi sẽ giới Trung Y khinh bỉ. Tần Lạc cười nói, hắn nheo mắt nhìn Phó Tổng thống Jackson nói. Tôi tới nước Mỹ, không chỉ là đơn giản là chữa bệnh mẹ ngài, đúng không? Phó Tổng thống Jackson không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà ông giang tay vẻ nuối tiếc nói. Tôi nghĩ, chuyến đi tới Trung Quốc tôi rất thất vọng. Mr. Jackson, ngài có thể thương lượng với những người bạn tốt của mình, sau đó quyết định cũng chưa muộn. Tần Lạc nói. Vậy trước tiên, tôi xin cáo từ. Tôi tiễn ngài. Phó Tổng thống Jackson và Tần Lạc cùng đứng dậy, hai người bắt tay, mắt đối mắt, tình cảm nồng nàn không nói nên lời. Tần Lạc tiễn Phó Tổng thống Jackson và tùy tùng của mình ra cổng. Dưới sự bảo vệ của cảnh vệ hai nước, đoàn xe rời đi. Chỉ chốc lát, đám cảnh vệ trước cổng biệt thự Lâm gia giải phóng hoàn toàn, trong khi đó cổng tiểu khu cũng bỏ phong tỏa, giao thông khôi phục lại bình thường. Người tới, người đi, xe cộ nườm nượp. Đối với rất nhiều người dân bình thường, bọn họ thực sự không biết trước đó vừa xảy ra chuyện gì. Phó Tổng thống Jackson vừa đi, mấy người Lâm Thanh Nguyên, Vương Tu Thân, Vương Dưỡng Tâm, Cố Bách Hiền, hậu vệ đông đang chờ trên lầu đi xuống. Bọn họ là người nhà, bạn bè của Tần Lạc, người hành nghề Trung Y, những người quan tâm nhất tới kết quả đàm phán hôm nay. Bọn họ ở trên lầu uống trà, tán gẫu. Mặc dù đặc vụ Mỹ đã lên trên lầu kiểm tra nhưng vẫn không làm sao được. Tuyệt đối không có chuyện vì Phó Tổng thống Mỹ tới thăm nhà mà người nhà phải đi ra ngoài tản bộ, đúng không?
Ánh nắng mặt trời bên ngoài rất độc hại mà. Tần Lạc, kết quả đàm phán thế nào? Cố Bách Hiền tính tình nôn nóng, người còn đang trên cầu thang đã lên tiếng hỏi. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Tần Lạc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mọi người đều nóng lòng muốn biết câu trả lời. Đàm phán đóng băng. Tần Lạc nói. Đóng băng. Vương Tu Thân cau mày. Tại sao lại đóng băng? Ông ta không đồng ý điều kiện của chúng ta sao? Nghe nói Phó Tổng thống Mỹ là một chức danh vô thực, không có thực quyền. Liệu có phải vì ông ta không làm được chuyện đó không? Vương Dưỡng Tâm nghi ngờ hỏi. Đóng băng cũng tốt. Lâm Thanh Nguyên Tần Lạc bị đả kích, ông an ủi hắn. Ông cảm thấy chuyện này kỳ quặc sao đó. Nền y học của Mỹ vào châu Âu rất tiên tiến, tại sao một phó tổng thống như ông ta phải sang tận đây mời thầy thuốc của chúng ta chữa bệnh? Ông cảm thấy những người này không có ý tốt, đóng băng thì đóng băng, không đi cũng tốt, bớt lo lắng. Lâm Thanh Nguyên không chỉ là người hành nghề trung y mà ông còn là ông của Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê là hôn thê của Tần Lạc, rõ ràng ông không muốn cháu rể của mình bị thương tổn. Tần Lạc mời mọi người ngồi xuống, hắn một lần nữa dùng nước sôi tráng chén, sau đó rót trà mời mọi người, cười nói. Đóng băng là bình thường, thành công ngay lần đầu đàm phán đầu tiên mới là rất bất bình thường. Có ý gì? Mọi người hỏi. Tần Lạc đặt chén trà trước mặt mọi người, nói. Nếu như ông dễ đồng ý với điều kiện của tôi, chẳng lẽ không sợ tôi nghi ngờ sao? Ông ta chỉ hoãn mấy ngày mới quyết định, anh không nghi ngờ gì sao? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Lòng người đều như vậy, càng cái gì khó có thể lấy được, càng có thể tin tưởng sự chân thật và giá trị của ông ta. Ít nhất thoạt nhìn chúng ta đàm phán rất khó khăn, mọi người càng lo lắng, thận trọng phải không? Tiện nhân. Đây chính là suy nghĩ của mọi người. Ngài Phó Tổng thống, đàm phán thế nào rồi? Trong chiếc xe Mercedes xa hoa, Phó Tổng thống Jackson ngồi đối diện với một người đàn ông tóc xoăn. Gương mặt của người đàn ông nhăn nheo, già cả, chứng minh ông ta không còn trẻ. Hai mắt hõm sâu, đôi mắt sắc bén ẩn sau đôi kính, thoạt nhìn là người rất có trí tuệ. Quả vậy, người đàn ông này là Franklin, một trợ thủ của Phó Tổng thống Jackson, cũng là túi khôn của ông ta. Hành động của Mr. Jackson đề nghị của Franklin mà Franklin cũng được Jackson hoàn toàn tin tưởng. Không tồi. Mr. Jackson cười nói. Anh ta còn dễ đối phó hơn so với tưởng tượng của tôi. Ít nhất ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, anh ta đã lộ ra con bài tẩy của mình. Điều kiện của anh ta là gì? Người đàn ông hỏi. Anh ta muốn tôi hỗ trợ khôi phục địa vị hợp pháp của châm cứu trung y ở nước Mỹ. Mr. Jackson nói. Anh xem. Điều này còn thấp hơn so với dự định của chúng ta, phải không? Đúng vậy. Franklin không vì thế mà vui mừng. Ông ta nói. Thế nhưng ngài Phó Tổng thống, liệu đây có phải là quỷ kế của anh ta hay không? Tôi đã đọc tài liệu về anh ta. Anh ta là một thanh niên rất thú vị, hơn nữa là người hành động không theo lẽ thông thường. Liệu anh ta có chuẩn bị bài gì đằng sau hay không? Tôi cũng có lo lắng đó. Phó Tổng thống Jackson nói. Thế nhưng anh ta có thể làm được gì nào? Chỉ cần anh ta tới nước Mỹ, tất cả mọi chuyện đều phải tiến hành theo sắp xếp của chúng ta. Cho dù chúng ta có đồng ý điều kiện của anh ta, tới khi đó chúng ta có thực hiện hay không thực hiện như thế nào cũng không phải do chúng ta quyết định, đúng không? Chúng ta phải cẩn thận. Franklin nói. Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy anh ta là một con rắn độc. Bây giờ thoạt nhìn anh ta tươi cười, hiền lành, nhưng đợi sau khi anh ta đạt được mục đích, sẽ hung hăng chìa răng nanh của mình. Chúng ta không thể để anh ta xúc phạm. Lần này tới đây, có thể nói kế hoạch của chúng ta rất nguy hiểm. Thành công, đương nhiên chúng ta đạt được sự tin tưởng của bọn họ, thế nhưng nếu như thất bại, ngài sẽ bị quốc hội cáo buộc. Đúng vậy. Phó Tổng thống Jackson nói. Vì vậy, Franklin, tôi mới đem anh sang bên này. Franklin không khỏi cười hài lòng khi nghe câu đó của Phó Tổng thống Jackson. Franklin. Anh cho rằng lúc nào nên quay lại gặp anh ta là phù hợp. Phó Tổng thống Jackson hỏi. Nếu như anh ta thích đánh bóng tên tuổi, vậy chúng ta sẽ giúp anh ta đánh bóng. Khi tôi tới gặp anh ta một lần nữa, nhất định giới truyền thông Trung Quốc sẽ phát điên. Ồ, mọi người hãy mau nhìn này, Phó Tổng thống Mỹ Jackson vì muốn mời một thầy thuốc Trung Quốc mà tam có. Cái câu thành ngữ đó là gì nhỉ? Tam cổ thảo lư, nói chính xác là Lưu Bị vì muốn có được một mưu sĩ giúp mình. Ba lần tới mới ông ta xuống núi, cuối cùng cũng khiến anh ta cảm động. Franklin nói, đây là câu chuyện thời Tam Quốc xa xưa ở Trung Quốc,
Ồ, đối với chúng ta thì quá xa xôi. Đúng vậy, vẫn chỉ là ý này. Không phải người Trung Quốc nhất định sẽ cảm thấy tự hào, kiêu ngạo vì anh ta sao? Bây giờ người Trung Quốc đang ủng hộ anh ta. Franklin nói, nếu như Trung Quốc tổ chức bầu cử phổ thông đầu phiếu, tỷ lệ ủng hộ sẽ ủng hộ cực kỳ cao. Thật đáng tiếc. Phó Tổng thống Jackson nói, nếu như anh ta thất bại, không phải người dân của anh ta rất đau lòng sao? Nên nhớ rằng anh hùng thì không thể thất bại, cho dù thất bại bé bằng móng tay cũng không được, bọn chỉ có cách giữ vững thắng lợi, từng thắng lợi một cho tới khi chết trận hoặc chết già. Hãy để chúng ta chấm dứt thần thoại của anh ta. Franklin nói, hủy diệt một anh hùng có cảm giác thành công hơn so với miêu tả một anh hùng, quá hấp dẫn. Chương 1229, sát thủ. Không, anh ta không đồng ý. Franklin, trợ thủ của Phó Tổng thống Jackson khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Trung ương đã nói như vậy. Anh ta từ chối Phó Tổng thống Jackson khiến chúng tôi cảm thấy rất nuối tiếc. Tại sao lại vậy? Ngô Tiểu, người dẫn chương trình xinh đẹp cười hỏi. Điều gì khiến anh ấy quyết định như vậy? Có lẽ là vì thành ý của chúng tôi không đủ để khiến Tần Lạc tiên sinh vừa ý. Franklin nói. Thế nhưng Phó Tổng thống Jackson đã chuẩn bị cho lần gặp mặt thứ hai. Tôi nghĩ tiếp theo sẽ có một kết quả hài lòng cho mọi người. Phó Tổng thống Jackson rất coi trọng Tần Lạc tiên sinh, ngài cảm thấy anh ta chính là thầy thuốc mà mẹ mình đang cần. Đây chính là chỉ dẫn của Thượng Đế, nhất định ngài không sai. Chúc Phó Tổng thống Jackson may mắn. Ngô Tiểu chân thành nói. Tần Lạc từ chối Phó Tổng thống Mỹ Jackson. Tin của người thạo tin nói rằng đàm phán đổ vỡ do vấn đề giá cả. Vẫn là đánh bóng, không phải là đánh bóng tên tuổi sao. Phó Tổng thống Jackson dự định tới gặp Tần Lạc lần thứ hai, có thành công hay không vẫn chưa biết chắc. Ngày hôm sau, dưới sự tác động của những người có liên quan, tin tức Tần Lạc từ chối chữa bệnh cho mẹ Phó Tổng thống Mỹ Jackson lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, mỗi tòa nhà trên khắp đất nước. Hay quá, nên như thế, một người đàn ông kiên cường, có ý chí. Tần Lạc là một hảo hán tử. Có khí phách, vì thể diện của người Trung Quốc chúng ta, Tần Lạc là người đầu tiên từ chối lời yêu cầu thầy thuốc của quan chức cao cấp. Nếu như là những thầy thuốc khác khi nhận lời mời của Phó Tổng thống, bọn họ còn không kích động lao tới ôm chân hay sao? Liệu có phải Tần Lạc hơi tham không? Lần trước anh ta trả lời phỏng vấn có nói chỉ cần Phó Tổng thống Jackson đích thân tới Trung Quốc mời, anh ta sẽ đồng ý đi Mỹ chữa bệnh cho mẹ ông ấy. Vậy tại sao bây giờ lại không giữ lời? Người không biết giữ lời, đáng khinh. Người trên ngu ngốc, kẻ dưới chỉ biết theo đuôi. Tần Lạc đã xem phỏng vấn trên TV, hắn cũng đọc những bài báo, thậm chí những tin tức trên Internet hắn cũng mở máy tính xem đi xem lại. Tần Lạc muốn tìm hiểu thái độ và sự chú ý của người dân đối với chuyện này. Hắn hy vọng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm khống chế của mình, không muốn mất khống chế, hắn không hy vọng sẽ bị người Mỹ dắt mũi hướng chuyện này sang một hướng hoàn toàn khác. Chiến tranh thế kỷ 21 là chiến tranh Internet, cũng là chiến tranh mạng. Hắn cần tuyệt đại đa số dân cư mạng đứng về phía mình. Nói như vậy, ít nhất hắn có thể lập thế ở Trung Quốc, cuối cùng mới có thể thực hiện kế hoạch về sau, khiến Trung Y vươn mình đứng dậy. Rất tốt. Tần Lạc hiểu rõ toàn bộ thông tin này có lợi cho hắn. Bên Thái Công Dân cũng tổ chức hẳn một tiểu tổ mưu sĩ do Hậu Vệ Đông chỉ đạo phân tích những báo cáo, kế hoạch tác chiến có tính khả thi cao. Người khác không biết đây là một cuộc chiến nhưng Tần Lạc biết, Thái Công Dân cũng biết, chính vì vậy bọn họ tuyệt đối không cho phép thất bại. Cha, hôm nay chúng ta có đi thăm Gabo không vậy? Bối Bối ôm cánh tay hỏi. Nếu như con không tới, Gabo sẽ khóc, chị ấy xem không hiểu, Tom and Jerry. Tần Lạc nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, nói. Hay đừng đi, trời sắp mưa rồi. Cha, sao cha lại ngốc như vậy nhỉ? Cho dù trời mưa, chúng ta vẫn còn ô mà. Chúng ta có thể ngồi taxi, trong xe taxi sẽ không bị dính mưa. Bối Bối dừng lại một lát nhìn Tần Lạc nói với vẻ khinh thường. Cha cái gì cũng tốt, chỉ có rất ngu. Nếu như cha không biết lái xe, chúng ta có thể gọi xe. Không phải chỉ có một loáng là tới tận cửa sao? Tần Lạc giận dữ, hung hăng bóp gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối. Cha, đau, đau quá. Bối Bối kêu lên. Cùng lắm con không bảo cha ngu nữa. Lúc này Tần Lạc mới hài lòng bỏ tay ra, nói. Biết động viên trưởng Bối mới là trẻ ngoan. Đi, cha dẫn con lên lầu chơi thực vật đại chiến cương thi. Dạ. Bối Bối cao hứng nhảy lên.
cô bé thích nhất là chơi thực vật đại chiến cương thi mặc dù lần nào cũng bị cương thi ăn mất đầu. Mây đen quay cuồng, gió thổi, mưa rơi. Cả thế giới chìm trong cảnh u tối, những hạt mưa to như hạt đậu giống như chuỗi hạt châu bị cắt đứt điên cuồng rơi xuống, tiếng lộp bộp rơi trên mái hiên, mặt đất, cành lá, chúng có thể chạm vào bất cứ vật nào giống như vô tận. Yến Kinh được gọi là thành phố không ngủ nhưng trong tình cảnh mưa gió bão bùng như này, những bóng đèn đường ngũ sắc cũng trở nên ảm đạm. 3 giờ sáng, thời gian con người ngủ sâu nhất. Hơn nữa trong đêm vừa tối, vừa lạnh này, có một đôi mắt sáng ngời vẫn đang lạnh lùng theo dõi biệt thự phía trước. Đó là một hắc y nhân, quần áo trên người y tinh khiết một màu đen của quần áo dạ hành, giày đen, gương mặt bị bao phủ bởi chiếc khăn trùm đầu màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, âm trầm. Cả người y không nhúc nhích, nằm dán trên cành cây, gió thổi, cây lay động nhưng y không động. Những giọt nước mưa lạn băng rơi trên người y, quần áo y đã sớm ướt sũng nhưng vẫn như thể chưa nhận ra, giống như một hình nộm vậy. Nơi duy nhất còn cử động chính là ánh mắt của y. Lướt qua bên trái, chuyển sang bên phải, tất cả cảnh vật trước mắt đều nằm trong tầm mắt của y. Không một bóng người, không một hình thức canh phòng. Đương nhiên, đây chỉ là hình thức giả tạo bên ngoài. Hòn non bộ bên trái có một người, trong đình hóng mát bên phải có hai người đang núp. Không thể không nói những vệ sĩ ở đây rất có trách nhiệm. Mưa to như vậy mà không tránh, kiên cường ở đúng vị trí bảo vệ ngôi biệt thự xa hoa này. Mặc dù viện dưỡng lão của gia tộc Văn Nhân không phải như viện điều dưỡng quân đội thì bên trong nó cũng được bảo vệ không kém viện điều dưỡng quân đội bao nhiêu. Có rất nhiều phương tiện thậm chí còn hiện đại hơn. Nhiệm vụ này quả thật không dễ dàng. Y thầm nghĩ. Ở thế giới ngầm, ít nhất cũng phải trị giá 3 triệu USD. Cuối cùng tay y cũng động đậy. Y rút từ bao tay ra một sợi tơ mỏng dính, gắn một đầu vào cành cây, sau đó y dùng sợi dây trượt xuống dưới đất. Âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Bàn tay y khẽ rung lên, sợi tơ nhỏ đó thu vào cái bao tay của y. Sau khi rơi xuống đất, y càng trở nên cảnh giác, cẩn thận. Cả người y như thể không xương, giống như giọt nước nằm trên mặt đất. Hai mắt y đảo xung quanh, hai vành tai dựng đứng nghe ngóng. Một giây, hai giây, ba giây. Không ai phát hiện. Vì vậy y bắt đầu thực hiện bước thứ hai của kế hoạch. Y bắt đầu bò trong nước bùn, nhích lên từng bước một, giống như một con giun rất to. Y hành động nhanh nhẹn, động tác rất nhanh, chỉ mấy lần lắc lư đã tiến tới góc tường. Lại một quãng đường ngắn ngủi, sau khi phát hiện không ai phát hiện ra mình, y lấy từ trong người ra một vật giống như chất dẻo. Y dính nó vào đầu sợi tơ ở bao tay, nhẹ nhàng vung lên, khối chất dẻo đó dính ngay lên đầu tường bao biệt thự. Một lần nữa y nghiêng tai lắng nghe. Sau khi cảm thấy không có bất kỳ điều gì nguy hiểm, tay phải y kéo mạnh, sợi tơ thu vào trong bao tay, thân thể y cùng với sự rút ngắn của sợi tơ xuất hiện trên bờ tường, giống như một Superman vậy. Đương nhiên loại bao tay này quả thật được thiết kế theo nguyên lý của Spider-Man, tên của nó là tơ nhện. Thân thể y xuất hiện trên đầu tường chưa tới một giây lại nhảy xuống dưới. Vù! Y mang theo sợi tơ nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân thể núp sau một cây chuối tay rất to. Trước sân biệt thự vắng vẻ, không một bóng người, chỉ có cỏ dại, vườn hoa và một cái bàn với hai ghế đá. Y sờ soạng trong lồng ngực, lấy ra một thiết bị cầm tay nhỏ. Sau khi sử dụng, trên màn hình xuất hiện mấy điểm nhỏ màu đỏ. Đây chính là dụng cụ quét nhiệt tiên tiến nhất thế giới. Những điểm đỏ này chứng minh trong phòng có người, hơn nữa còn có những điểm rất nhỏ. Đó có thể là chó, mèo hay một loại vật nuôi bởi vì trọng lượng cơ thể của chúng quá nhỏ nên thân thể phát ra nhiệt lực cũng càng nhỏ. Có hai điểm đỏ lớn nhất, bọn họ đang ở phòng phía đông lầu 1, điều này chứng tỏ bọn họ là hai người đứng đầu ở đây. Điều bực bội là khoảng cách của bọn họ quá gần, ra tay không thuận tiện cho lắm. Làm sao bây giờ? Hắc y nhân lẩm bẩm. Ném một hòn đá, điệu hổ ly sơn. Những chiêu thức thường chiếu trên TV thực sự quá ngớ ngẩn, cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà vẫn có người tin tưởng. Nếu như có hai điểm đỏ, trong đó một người nhận nhiệm vụ bảo vệ người kia, người đó sao có thể dễ dàng rời khỏi. Hòn đá không thể dẫn dụ người rời đi mà còn là lời cảnh báo. Nó thông báo cho viên vệ sĩ rằng có người tới, anh một tấc cũng không được rời khỏi người cần bảo vệ của mình. Đây chính là một tố chất cơ bản của nghề vệ sĩ. Trừ phi người này không chuyên nghiệp. Dùng độc, hắc y nhân quyết định. Càng gần tới cửa sổ căn phòng phía đông, thổi hơi độc vào bên trong. Đây chính là biện pháp giết người đơn giản mà cũng nhanh nhất, im hơi lặng tiếng,
lấy mạng người trong khi còn đang ngủ. Điều quan trọng hơn là hắc y nhân này không muốn có một cuộc tao ngộ, một địch hai đầy nguy hiểm. Một lần nữa y lại bò, nhẹ nhàng, không tiếng động tới bên cửa sổ, sau đó y lấy từ trong người ra một vật nhỏ như một cái còi, dùng lưỡi dao cắt lỗ nhỏ trên thủy tinh, sau đó hướng vật đó vào trong, thổi độc. Không cần phải phiền phức như vậy, chúng ta đã tỉnh rồi. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên. Chương 1230, Đâm Long. Con cái gia đình nghèo phải lam lũ từ sớm. Quả thật những từ này rất thích hợp để hình dung đại đầu. Bởi vì hoàn cảnh gia đình bần hàn, hắn đã trải qua tất cả nỗi khổ cực, trải qua tất cả khó khăn trong cuộc sống, vì vậy hắn càng hiểu được, quý trọng hạnh phúc hôm nay không dễ gì có được. Bây giờ hắn hạnh phúc không? Hạnh phúc? Huấn luyện gian khổ thì đã là gì? Trước đây khi hắn đi làm thuê cho người ta, chuyên vác nặng còn không khổ cực sao? Giết người đẫm máu thì đã sao? Có một bi kịch khi đã cố gắng hết sức lực của mình mà không nhìn thấy lối thoát mới càng khiến con người ta tuyệt vọng. Bây giờ hắn là quân nhân bảo vệ tổ quốc. Một nghề nghiệp mà nói ra có thể khiến toàn bộ người dân trong thôn hâm mộ, ghen ghét. Công ăn việc làm ổn định, vì việc này mà cha hắn đã về bái tế tổ tiên, nói rằng tổ tiên bọn họ linh thiêng nên mới có vận khí tốt. Đương nhiên, đại đầu không nghĩ như vậy. Hắn biết ơn Tần Lạc, biết ơn Ly, biết ơn quân sư, biết ơn Long Vương, biết ơn mỗi người đã từng giúp đỡ hắn. Hắn không biết tạ ơn bằng cái gì, cũng chỉ có thể dùng hết sức lực chiếu cố bọn họ, bảo vệ bọn họ, cho dù mất mạng cũng không hề nuối tiếc. Sau lần đại đầu bị bỏng trong trận hỏa hoạn ở trường đua hoa điền cứu Tần Lạc thoát khỏi đám cháy, hắn vẫn dưỡng thương ở viện dưỡng lão này. Thật ra vết thương của đại đầu đã sớm bình phục, lớp da mới đã sớm thích ứng với hoàn cảnh sống và sự thay đổi của thời tiết, thế nhưng Tần Lạc vẫn giữ hắn ở lại nơi này. Ý tứ của Tần Lạc rất rõ ràng, hắn phải bảo vệ Long Vương như bảo vệ Tần Lạc. Đương nhiên, Tần Lạc không nói những câu này, cũng không cần phải nói. Đó là do đại đầu tự thầm nhủ với chính mình. Long Vương là ai? Là sư phụ của Tần Lạc, là cha nuôi của Ly, là thủ trưởng của quân sư, tiểu lý thám hoa, hỏa dược và cả đại đầu hắn, hơn nữa còn là linh hồn của Long Tức. Không cần phải nói hắn cũng biết tầm quan trọng của việc này. Ngay từ đầu tiên đại đầu vào Long Tức, hắn đã biết. Thật ra, đại đầu cũng không quá chú tâm vì nơi ở của Long Vương do chính người làm của văn nhân Mục Nguyệt phụ trách. Gia tộc văn nhân đã tiến hành nâng cấp toàn bộ phần mềm và phần cứng của máy tính trong viện dưỡng lão, lại điều động một nhóm vệ sĩ tinh nhuệ tới bảo vệ. Hiện tại viện dưỡng lão này canh phòng cẩn mật không kém biệt thự Long Vương ở Long Tức là mấy. Thế nhưng đại đầu lo lắng. Ban ngày đại đầu nghỉ ngơi là vì hắn biết không một kẻ nào dám chạy tới ám sát Long Vương vào ban ngày. Buổi tối, hắn thức cả đêm canh chừng. Hai mắt hắn nhắm lại nhưng não bộ hắn vẫn thức, mặc quần áo ngủ nhưng súng không rời khỏi tay. Nếu có kẻ địch xâm phạm, hắn chắc chắn phải giết chết. Một ngày, lại một ngày trôi qua, một tháng, lại một tháng trôi qua. Mặc dù căng thẳng nhưng vẫn bình an vô sự. Cho dù là ban ngày hay đêm tối cũng không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy sự yên tĩnh của Long Vương. Mặc dù như vậy nhưng đại đầu không dám lơi lỏng. Quả nhiên, buổi tối hôm nay đại đầu phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì thực chất đại đầu không ngủ nên khi tên sát thủ xông vào biệt thự, hắn bất chợt nghe được tiếng động thế nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ nằm nghiêng người, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hắn đang chờ đợi tên sát thủ hành động, cũng chờ đợi bước tiếp theo của y. Khi tên sát thủ tiến gần tới cửa sổ, dùng con dao nhỏ đục lỗ trên thủy tinh, đại đầu cũng đã rón rén đi tới cạnh cửa sổ. Sau đó, khi tên sát thủ chuẩn bị thổi độc vào trong phòng, đại đầu nói to. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta đã tỉnh rồi. Trên thế giới này, chuyện khủng khiếp nhất là gì? Không phải là khi bạn đánh thuốc mê một cô gái, chuẩn bị vung thương xung trận thì cô gái tỉnh lại, mà là khi bạn đánh thuốc mê hai người đàn ông, chuẩn bị cắt thịt bọn họ thì bọn họ đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn. Quá dọa người, dọa chết người. Phản ứng đầu tiên của hắc y nhân không phải là lui lại sau chạy trốn mà cả người y xông lên trước, điên cuồng đụng vào cửa sổ thủy tinh. Lúc trước y đã quan sát, sau cánh cửa thủy tinh không có khung sắt và lưới bảo vệ, chỉ cần đánh vỡ thủy tinh là có thể xông vào bên trong. Tiến vào trong phòng, khoảng cách của y và mục tiêu gần hơn, cơ hội ra tay càng nhiều hơn. Răng rắc, keng keng. Thủy tinh vỡ thành những mảnh nhỏ, phát ra âm thanh lạo xạo. Cho dù mưa to gió lớn, âm thanh này cũng truyền đi rất xa. Hắc y nhân biết mình đã đánh động toàn bộ trạm gác công khai, bí mật bên ngoài.
nếu như không có gì xảy ra bất ngờ, tòa biệt thự này sẽ nhanh chóng bị bao vây. Bây giờ chính là thời cơ trốn thoát tốt nhất, nhân cơ hội bọn họ còn chưa hình thành thế bao vây. Mặc kệ, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ. Đúng như dự đoán của Hắc Y Nhân, ngay khi y dùng thân thể to lớn đụng vào lớp thủy tinh, không, cả giá gỗ của cửa sổ cũng bị bật tung ra ngoài, thân thể y rơi vào tấm thảm trong phòng, khung cửa và thủy tinh bị phá vỡ giống như một cái chùy cùng vô số ám khí nhỏ sắc bén tấn công về phía người đàn ông mới lên tiếng. Hành vi có phần điên cuồng này của Hắc Y Nhân khiến cho đại đầu đứng cạnh cửa sổ ở trong phòng có phần hoảng hốt. Vốn đại đầu nghĩ rằng phản ứng đầu tiên của tên sát thủ sẽ là lập tức bỏ trốn. Thế nhưng y lại không làm như vậy. Đột nhiên tên sát thủ nhảy vào, xông tới chỗ hắn. Khi đại đầu phát hiện tình hình không ổn, định rút súng tấn công, lại bị tên sát thủ tập kích bằng khung cửa sổ, thủy tinh vỡ, chiêu này cùng khủng khiếp hơn so với phi đao. Ly chỉ có phi một hay vài đao, cơn mưa thủy tinh vỡ dày đặc này khiến người ta khó lòng có thể phòng bị được. Điều duy nhất đại đầu có thể làm là nhảy tới giường, cầm chiếc chăn, liều mạng vung mạnh. Khung cửa sổ to và toàn bộ thủy tinh vỡ đều bị đại đầu dùng chăn cản lại. Một cơn sóng tấn công mới bị dẹp yên, một cơn sóng khác lại ập tới. Ngay khi đại đầu vừa mới dẹp xong cơn mưa thủy tinh, một thanh chùy thủ đâm tới nhanh như điện. Rất mạnh, không một tiếng động, lại cực kỳ hung ác. Chỉ từ chiêu cận chiến này, có thể thấy tên sát thủ này có thân thủ bất phàm. Đương nhiên, nếu như thân thủ tên sát thủ kém cỏi, tuyệt đối không có khả năng xông vào viện dưỡng lão gia tộc Văn Nhân cho tới tận lúc này mới bị phát hiện. Đại đầu không né, không tránh mà hắn tung chiếc chăn trong tay về phía trước. Chiếc chăn này giống như một chiếc màn lớn, lập tức che khuất tầm nhìn của tên sát thủ. Đại đầu nhanh chóng di chuyển người, tung ra một cước từ bên cạnh. Loảng xoảng, bắp chân đại đầu va chạm với bắp chân tên sát thủ. Tên sát thủ vào lúc đại đầu tung chăn về phía trước cũng di chuyển người, phản ứng của cả hai giống nhau như đúc. Nếu như không phải tin tưởng phẩm chất của thành viên Long Tức, đại đầu còn nghi ngờ tên sát thủ này là một thành viên Long Tức cải trang, thế nhưng hắn biết chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Hơn nữa trong toàn bộ thành viên Long Tức không có một ai có dáng người cao to như tên sát thủ này. Chân chạm vào nhau rồi thu lại, trong khoảnh khắc chiếc khăn rơi xuống, tên sát thủ lại cầm dao đâm về mắt đại đầu. Chân phải của đại đầu còn chưa kịp thu về lại tung ra một cước, chiếc chăn trên bề mặt dính rất nhiều thủy tinh lại bay vù vù về phía tên sát thủ. Đương nhiên, tên sát thủ không thể làm cho cái chăn này phủ lên người mình. Khi tầm mặt của mình bị cản trở hay người mình bị cái chăn bao phủ, gã trước mặt này có thể giết chết mình ngay lập tức. Chùy thủ thu về, vẽ một đường chạm vào chiếc chăn. Xoẹt, xoẹt, quả nhiên thanh chùy thủ trong tay tên sát thủ rất tốt, chém sắt như chém bùn. Cắt đứt cái chăn mềm không tốn một giọt mồ hôi công sức. Những âm thanh nhẹ nhàng vang lên xuyên suốt, không có cảm giác bị cản trở, từ đó có thể thấy nó sắc tới cỡ nào. Mười mấy đao, chiếc chăn đã bị chém thành mấy chục mảnh. Từng mảnh một rơi xuống đất, bông bay đầy phòng. Trong thế giới bông trắng như tuyết này, đại đầu đánh một quyền về phía ngực tên sát thủ. Đại đầu nhanh, tên sát thủ còn nhanh hơn. Ngay khi quyền của đại đầu còn chưa chạm vào ngực của tên sát thủ, y đã quay đao về cứu viện, mũi đao nhằm thẳng vào nắm tay đại đầu đâm tới. Nói cách khác nếu như một quyền này của đại đầu tiếp tục đánh tới, nắm tay của hắn nhất định sẽ bị đâm thủng. Địch biến, ta cũng biến. Đại đầu cũng không thu quyền lại mà hóa quyền thành trưởng, lựa chọn cách đánh vu hồi vào cổ tay tên sát thủ. Tên sát thủ tiếp tục biến chiêu, đại đầu cũng biến chiêu. Quyền của hai người vòng quanh thanh chủy thủ, bắt đầu tranh đoạt trong khi đó hai chân cũng không để yên. Những âm thanh loảng xoảng vang lên không ngừng bên tai. Loảng xoảng. Sau cú va chạm đầu gối mạnh, thân thể của cả hai đều lui ra sau mấy bước. Thanh chùy thủ vẫn nằm trong tay tên sát thủ, dĩ nhiên đại đầu không thể nhân cơ hội cướp lấy. Mày là ai? Đại đầu hỏi, giọng trầm trầm. Tên sát thủ không trả lời câu hỏi của đại đầu, sau khi y vuốt gối, thuận thế vọt vào phòng trong. Lúc nãy khi tấn công đối phương, y đã lén lút thay đổi vị trí khiến bản thân mình đứng ngay ở lối đi vào phòng trong. Đó là nơi ở của Long Vương, mục tiêu của y. Muốn chết. Đại đầu gầm lên, thắng bại chưa phân, tên đáng ghê tởm này lại dám bỏ qua mình chạy vào gây tổn thương cho Long Vương. Đây là khinh thường trắng trợn. Một họng súng màu đen nhanh chóng xuất hiện trên tay, bàn tay nâng súng bắn một phát. Bịch. Viên đạn cắm vào tường, phát ra âm thanh va chạm. Vách tường bong ra một mảng lớn, còn cả một cái lỗ sâu.
trong khi đó tên sát thủ biến mất không còn tung tích. Đại đầu cúi người chạy như điên, lòng tràn ngập lửa giận, đuổi theo. Chương 1231, khắc địch. Tên sát thủ tung chân đá văng cánh cửa phòng, ngay khi đối phương còn chưa có phản ứng, y đã nhào tới. Thanh chủy thủ vung lên, hung hăng đâm vào thân hình to lớn nằm trong chăn kia. Gần, càng lúc càng gần. Bịch, đột nhiên cổ tay y bị một bàn tay to bắt được, bắt chặt, giống như bị một chiếc kìm sắt khóa chặt vậy. Thanh đao cứng đờ ở trên không trung, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ là có thể đâm vào người Long Vương. Thế nhưng chỉ một khoảng cách nhỏ đó mà giống như gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cho dù y cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không thể tiến tới được. Một đôi mắt to như chuông đồng nhìn y, quát to. Hãy báo tên của ngươi, cho ngươi chết toàn thây. Hắc y nhân không trả lời, y còn đang cố sức giãy giụa. Đáng tiếc bàn tay phải cầm đao của y dù có nỗ lực như thế nào đi nữa cũng không thể thoát ra được. Tay trái y vươn ra, bàn tay duỗi ra nhanh như chớp tấn công vào hai mắt Long Vương. Chỉ cần đánh trúng mục tiêu hai mắt, dưới cơn đau hành hạ, tay phải của y đương nhiên sẽ bị đối phương thả ra. Long Vương không né, không tránh, bàn tay còn lại trong chăn vươn ra. Bịch! Bàn tay còn lại của Hắc Y Nhân cũng rơi vào tay Long Vương. Màn này lọt vào mắt đại đầu giống như một gã sắc lang muốn phi lê Long Vương trong phòng ngủ. Long Vương giống như đang thà chết phản kháng, quả thật khẩu vị quá nặng đô. Không được nhúc nhích, đại đầu giơ súng định bắn. Hai tay của Hắc Y Nhân đều bị khống chế, phía sau có người cầm súng nhắm vào mình. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nếu như quả nhiên là một sắc lang, có lẽ lựa chọn duy nhất của y là giang tay chịu trói dưới chân cô gái của mình. Đáng tiếc y là một sát thủ. Vào đúng thời điểm tưởng như không có lối thoát, đột nhiên tên sát thủ quăng giày trong chân mình ra ngoài. Cái giày như có mắt, bay tới nhắm vào đầu đại đầu. Đại đầu bắn một phát súng đánh bay, không, không bay mà là nổ tung. Giày tên sát thủ lại có uy lực của một quả bom, chỉ cần tiếp xúc với một lực mạnh nó sẽ phát nổ. Ầm, đất trời rung chuyển, toàn bộ căn phòng rung chuyển như muốn đổ sụp. Khi đại đầu đứng dậy từ trong bụi mù, tường trong phòng cũng đã sập một mảng, trong khi đó chiếc giường của Long Vương vừa nằm đã bị đè nát vụn. Long chủ, đại đầu gào lên, hắn nhào tới bới đất đá định cứu Long Vương lên. Ta đang ở đây. Giọng nói của Long Vương vang lên phía sau. Đại đầu quay người nhìn, hắn thấy Long Vương đang ngồi ở bàn đọc cách đó không xa. Xung quanh Long Vương có nhiều gạch vụn nhưng tuyệt nhiên không chạm vào người ông. Long chủ, người không sao chứ? Đại đầu nôn nóng hỏi. Không sao. Long Vương nói. Đêm nay, Long Vương cũng không ngủ. Người già đều mất ngủ. Mới rồi Long Vương còn đang suy nghĩ xem liệu có phải mình đã già rồi không. Long Vương cũng phát hiện có kẻ thù tập kích, nhưng ông không nhú nhích. Bởi vì ông biết còn có đại đầu. Ông tin tưởng chiến sĩ của mình. Tin tưởng chính con cái của mình. Thế nhưng điều Long Vương không ngờ sát thủ này có thoát khỏi đại đầu vọt vào trong phòng mình. Điều này khiến ông phải đánh giá lại năng lực của sát thủ. Chính vì vậy khi sát thủ cầm đao đánh tới, một tay của Long Vương đã chế ngự cổ tay y, sau đó kiềm chế hành động hai tay của y. Tiếp theo đại đầu cũng xông vào. Long Vương nghĩ rằng trong tình huống này, sát thủ chỉ còn cách buông tay chịu trói, không ngờ y còn dùng cách đồng quy y tận với bọn họ. Đương nhiên, Long Vương không muốn đồng quy y tận với một sát thủ lạ mặt, chính vì vậy ông buông hai tay y ra và tìm cách né tránh, trong khi đó tên sát thủ cũng nhân cơ hội bỏ chạy. Trong tay Long Vương vẫn còn cầm thanh chủy thủ, ông ném thanh chủy thủ cho đại đầu, nói. Đi bắt hắn đi. Tôi không thể đi. Đại đầu nói. Nếu như hắn bỏ đi, Long Vương thì sao? Tiểu tử này. Long Vương cười nói nhưng ông không ép đại đầu. Khi tên sát thủ đánh vỡ thủy tinh. Vệ sĩ bên ngoài đã nghe thấy tiếng động. Bọn họ nhanh chóng tập hợp, bao vây nghiêm ngặt bốn mặt xung quanh biệt thự. Xông vào. Đội trưởng đội bảo vệ ra lệnh, lập tức mọi người đẩy cửa biệt thự xông vào bên trong. Thế nhưng khi vừa mới tiến vào thì có người hoảng hốt la lên. Rầm. Tất cả mọi người nằm xuống. Tìm kiếm một vòng không thấy tung tích kẻ thù. Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng đội bảo vệ quát to. Có cái gì đó tập kích tôi. Đó chính là giọng nói rất đau đớn của đội viên xông vào trước nhất báo cáo. Nghỉ ngơi tại chỗ, những người khác vào trong cứu người. Một lần nữa viên đội trưởng lại ra lệnh. Thế nhưng ngay sau khi anh ta vừa ra lệnh, lập tức nghe tiếng đội viên của mình kêu la, ôi! Ôi, a, a,
A, rất loạn. Đội trưởng, có cái gì đó tập kích tôi. Đội trưởng, là ong mật, có rất nhiều ong mật. Đội trưởng, tôi. Không cần nghe người khác báo cáo, Trương Kiên cũng biết âm thanh vù vù của đàn ong. Vào lúc hơn 3 giờ sáng này, tại sao trong cơn mưa gió sớm chớp này lại xuất hiện nhiều ong mật như vậy? Bầy ong mật này dường như có thù oán với loài người, chúng điên cuồng đuổi theo bọn họ. Các đội viên chạy trốn xung quanh, cởi quần áo phất loạn, bắt đầu có người ngã xuống đất. Chỉ bị ong mật đốt một chút, tại sao lại ngã được, rốt cuộc đây là ong mật gì vậy? Bóng đêm u ám, giống như màn hắc ám này không có điểm cuối. Bọn họ không có cách nào nhìn thấy những con vật nhỏ hung tợn, chúng ẩn giấu trong gió, trong mưa, bọn họ rất khó phòng bị. Những đội viên bảo vệ ngã xuống càng lúc càng nhiều. Trương Kiên phát hiện ra tình hình bất ổn. Trương Kiên giơ tay chụp một con ong mật rồi anh ta dùng đồng hồ dạ quang chiếu nhìn, gầm lên. Mọi người chú ý, đây là ong ăn thịt người. Tối nay Tần Lạc không ra ngoài. Buổi tối, người nhà ngồi quây quần ăn cơm rồi hắn lại cùng bối bối chơi thực vật đại chiến cương thi. Cuối cùng kéo Lâm Hoán Khê đi tắm nước lạnh một hồi rồi mới ôm mỹ nhân nằm ngủ. Bên ngoài mưa to gió lớn, còn chuyện nào sảng khoái hơn là ôm ngự tỷ, ngực lớn, mông bự nằm ngủ. Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đột nhiên vang lên, đánh thức Tần Lạc và cả Lâm Hoán Khê đang ngủ say. Tần Lạc tức giận ngồi dậy, thầm nghĩ, nếu như không cho tôi một lý do đầy đủ, đừng trách tôi sau này xếp vào danh sách đen của tôi. Tần Lạc cầm điện thoại di động, nhìn thoáng qua màn hình. Lập tức cơn giận tiêu tan phân nửa. Bởi vì người gọi điện là văn nhân Mục Nguyệt. Hơn nữa nàng còn dùng số điện thoại riêng tư kia. Nếu như có người dùng số điện thoại này gọi tới, chứng minh đích thân văn nhân Mục Nguyệt gọi điện. Tần Lạc bấm nhận cuộc gọi, bình tĩnh hỏi. Chào em, có chuyện gì vậy? Có sát thủ ám sát Long Vương. Giọng nói văn nhân Mục Nguyệt rất bình tĩnh, giống như nàng đang nói tới một vấn đề chẳng quan trọng gì cho cam. Thế nhưng Tần Lạc vẫn cảm nhận được sự tức giận sát khí trong lòng nàng. Có, xảy ra chuyện gì không? Tần Lạc nôn nóng hỏi. Không, bây giờ anh tới ngay. Tần Lạc nói. Tần Lạc còn muốn nói câu gì đó thì bên kia đã chấm dứt cuộc gọi. Tần Lạc nghĩ, cũng may lúc nãy mình không nổi nóng nếu không nói không chừng cô gái này tắt điện thoại ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Hoán Khê dò hỏi, một nửa vai của nàng lộ ra ngoài. Cực kỳ hấp dẫn. Sư phụ đã xảy ra chuyện, anh phải lập tức tới xem tình hình. Tần Lạc nói, hắn vừa mặc quần áo vừa nói với Lâm Hoán Khê. Không có chuyện gì đâu, em cứ ngủ đi, không cần để ý tới việc của anh. Lâm Hoán Khê không nói nữa, nàng lại chui vào trong chăn. Lâm Hoán Khê đã sớm hiểu một đạo lý, nếu như bản thân mình không giúp được người đàn ông của mình, tốt nhất không mang thêm phiền toái cho anh ấy. Thế nhưng có rất nhiều phụ nữ không hiểu được điều này. Nếu không tại sao lại có một câu, hồng nhan họa thủy. Tần Lạc dẫn theo Hồng Phu đi tới viện dưỡng lão gia tộc Văn Nhân. Lúc này nơi đó đã bị phong tỏa. Quân sư tới, Ly Tơi, Hỏa Dược tới, Kiều Mộc dẫn theo đội bảo vệ Long Vương cũng tới, còn khá nhiều quân cảnh mặc đồ đen, không hiểu thuộc về bộ phận chuyên môn nào. Nếu không có Ly dẫn đường, Tần Lạc tuyệt đối không thể tiến vào bên trong. Ly dẫn theo Tần Lạc đi tới biệt thự Long Vương, nàng nói. Bọn họ đang ở bên trong. Sư phụ có việc gì không? Tần Lạc lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người tới, xem ra chuyện này rất khó khăn. Long Vương là ai? Là người đứng đầu Long Tức. Long Tức là nơi nào? Là cái nôi của bộ đội đặc chủng. Cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, Long Vương có hàng ngàn hàng vạn Long Tử, Long Tôn. Hơn nữa những người này đều nằm trong những bộ phận quan trọng nhất của Trung Quốc. Bây giờ có kẻ dám ra tay với Long Vương, đó là hành vi gì vậy? Người phạm ta là kẻ thù của ta, cho dù xa gần cũng đều phải chết. Chương 1232, ông không phải là người khiêm nhường. Gió không ngừng, mưa không tạnh. Quân nhân có tác phong phóng khoáng, thô kịch, không có thói quen mang ô. Tần Lạc cũng chỉ biết đội mưa đi trên con đường nhỏ tới biệt thự. Thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng sấm, lúc đó bầu trời giống như đột nhiên bị tách đôi. Khi chưa tới gần, Tần Lạc ngửi thấy mùi lưu huỳnh ta mùi tanh, khét của sinh vật bị đốt cháy. Có thể thấy, cuộc chiến diễn ra ác liệt tới cỡ nào. Càng tới gần, việc bảo vệ càng nghiêm ngặt. Trên con đường nhỏ tới Cẩm Lý, có một hàng hắc y nhân đứng đội mưa mà không cần mang ô. Hiển nhiên không chỉ có Long Vương ở bên trong, có thể còn có nhân vật tai to mặt lớn.
nhưng hắc y nhân này không biết Tần Lạc, nhưng bọn rất quen thuộc với Ly. Ly thản nhiên dẫn Tần Lạc đi vào trong biệt thự, không một ai ngăn cản hay hỏi han. Cẩm Lý là biệt thự nơi Long Vương ở, sau khi xảy ra vụ nổ mạnh, chỉ có bức tường phía đông và một nửa căn phòng đổ sụp, những nơi khác hoàn toàn không bị hư hỏng, thế nhưng lúc này nó là nơi nguy hiểm, ở lại không phù hợp nữa. Chính vì vậy sau khi Trương Kiên, đội trưởng đội bảo vệ viện dưỡng lão báo cáo sự việc với văn nhân Mục Nguyệt, anh ta nhận được mệnh lệnh phải liều chết bảo vệ sự an toàn của Long Vương, hơn nữa mời Long Vương chuyển sang biệt thự số 2 chỉ cách một bức tường. Bây giờ Tần Lạc đang đi vào biệt thự số 2. Trước cửa biệt thự số 2 chật kín người nhưng không ai nói chuyện. Đại sảnh biệt thự sáng trưng, khá nhiều người hoặc đứng hoặc ngồi. Tần Lạc đi theo Ly vào trong nhà, hắn liếc mắt nhìn thấy Long Vương đang ngồi ở phòng khách uống trà. Tần Lạc thầm yên tâm khi nhìn thấy ông bình yên vô sự. Văn nhân Mục Nguyệt ngồi bên cạnh Long Vương như một tiểu bối đang rót nước pha trà. Ngồi đối diện với Long Vương là hai ông già, một cao, một lùn, dáng vẻ uy nghiêm, oai phong, có vẻ là người rất có quyền thế. Đương nhiên nếu như không có quyền, có thế, tuyệt đối không thể nào ngồi đối diện, địa vị ngang bằng với Long Vương. Tần Lạc, tới đây ngồi. Long Vương lên tiếng. Không cần sư phụ, quần áo con ướt. Tần Lạc từ chối. Bảo ngồi thì cứ ngồi. Dài dòng cái gì? Long Vương quát to. Dạ, sư phụ. Tần Lạc không dám nói nữa. Hắn vội vàng đi tới ngồi bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt. Điều này khiến khá nhiều người đang đứng trong phòng bất mãn. Cấp bậc bọn họ không thấp, tư cách cao, nhưng không có cơ hội ngồi. Gã này là ai mà được Long Vương trực tiếp cho phép ngồi xuống? Ngay cả quân sư với vẻ mặt lãnh đạm cũng phải đứng sau Long Vương. Nàng cũng không đủ tư cách ngồi. Văn nhân Mục Nguyệt rút ra một cái khăn sạch, đưa cho Tần Lạc nói. Lau mặt đi. Cảm ơn. Tần Lạc nhận chiếc khăn. Chiếc khăn vẫn còn ấm, giống như mới được là vậy. Dùng chiếc khăn này lau mặt cũng là một hưởng thụ hiếm có trong đời người. Tình huống vừa rồi lọt vào mắt những người đàn ông đang đứng thẳng, khiến bọn họ không khỏi cảm thấy buồn bực. Tất cả chuyện tốt trên đời đều bị tiểu tử này chiếm mất. Có muốn để cho người ta sống nữa hay không vậy? Sau khi Long Vương bắt Tần Lạc ngồi xuống, ông chẳng nói chẳng rằng với hắn một câu. Hai ông già, một cao, một lùn cũng không nói. Văn nhân Mục Nguyệt chuyên tâm pha trà như không biết bên ngoài đang xảy ra những chuyện gì. Sau khi Tần Lạc lau mặt, hắn cầm chiếc khăn trong tay, rồi thì cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn trái tim, ngồi yên lặng không chủ động lên tiếng. Trong trường hợp này, chỉ nên ngồi yên, nào tới lượt mình chỉ trỏ trỏ. Cho dù nói đúng hay sai, cũng để lại ấn tượng không biết quy củ trong mắt người khác. Một vài ông già ở cấp cao rất coi trọng chuyện này. Uống trà, yên lặng. Yên lặng, uống trà. Năm người ngồi và mười mấy người đứng bốn phía xung quanh phòng đều không ai nói chuyện, không ai lên tiếng. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh một cách đáng sợ. Đúng lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng giày da nện trên sàn nhà. Rầm. Hai ông già một cao, một lùn ngồi đối diện với Long Vương lập tức đứng dậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi ông già cao cười nói. Thiên trưởng, lão Uông tới. Chúng tôi đi ra ngoài nghênh đón. Chân của ông không tiện đi lại, hãy ngồi trong phòng chờ. Tần Lạc, thay ta ra ngoài nghênh đón thủ trưởng. Long Vương nói. Dạ, sư phụ. Tần Lạc không biết thủ trưởng mà Long Vương nói tới là ai nhưng nếu như đại diện cho Long Vương ra ngoài, nhất định không phải là chuyện xấu. Ông già cao thoáng nhìn Long Vương với ánh mắt kinh ngạc, sau đó ông nhìn Tần Lạc cười nói. Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Dạ. Tần Lạc trả lời rồi hắn đi theo sau hai ông già. Mục Nguyệt, cô cũng nên ra ngoài nghênh đón đó. Cô là chủ nhân, không nên chậm trễ. Long Vương nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói. Đúng vậy. Văn nhân Mục Nguyệt đứng dậy, nàng đi theo sau Tần Lạc ra bên ngoài. Những người khác trong phòng cũng đi theo. Vào thời khắc này không ai muốn mình trở thành người lạc hậu. Tần Lạc đi theo sau hai vị thủ lĩnh, ngay khi ra tới cửa, hắn nhìn thấy một ông già, người nhỏ bé, gầy gò, được bao quanh bởi một đám hắc y nhân đang đi tới bên này. Tần Lạc chấn động khi nhìn thấy rõ gương mặt của ông già này. Mặc dù Tần Lạc không phải là người quá mẫn cảm với chính trị, hắn cũng biết ông già này có lực ảnh hưởng, địa vị thế nào ở Trung Quốc. Trước kia, đài truyền hình quốc gia đưa tin về những cuộc họp cấp cao, thường có hình ảnh của ông. Thậm chí Vương Nê Hầu, ông của Vương Cửu Cửu cũng đi theo sát. Ông đi bên phải, vị trí thứ hai. Quả nhiên Vương gia không phải là một gia tộc bình thường.
Trong lòng Tần Lạc như bị kim đam rất khó chịu khi hắn nghĩ tới chuyện Vương Cửu Cửu dù xuất thân từ một gia đình danh giá như này nhưng vẫn tình nguyện duy trì mối quan hệ tình nhân với mình. Thật sự nàng đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Vào thời khắc này, đột nhiên Tần Lạc nảy sinh một suy nghĩ trong đầu. Một suy nghĩ mà hắn chưa từng nghĩ tới. Tại sao không thể cười tất cả bọn họ? Tại sao phải phụ bạc bọn họ? Nhất định có cách, nhất định phải có. Lão thủ trưởng. Ông già cao và ông già lùn đi trước nhất vội vàng đi lên mấy bước đón, bắt tay lãnh đạo. Mưa to như này, không cần đón. Ông già bắt tay bọn họ, nói. Không thể phế bỏ quy củ. Ông già cao cười nói. Thiên trưởng có việc gì không? Uông Hồng Thanh lên tiếng hỏi ông già lùn khi đang bắt tay. Không việc gì. Ông già lùn chỉ Tần Lạc ở phía sau nói. Lão Long cho người trẻ tuổi này thay mặt lão tiếp đón thủ trưởng. Thiên trưởng lại dùng chiêu này. Uông Hồng Thanh nói, ông giơ tay cầm tay Tần Lạc nói. Không sai, rất không sai. Cảm ơn thủ trưởng. Giọng nói Tần Lạc không khỏi cao lên mấy phần. Hắn không hiểu mấy từ không sai của ông già đó. Ý là phong thái của hắn không sai hay là chuyện hắn làm không sai, thế nhưng Tần Lạc lại xấu hổ không dám đi theo hỏi tiếp. Trong khi đang nói, Vương Nê Hầu đi tới trước mặt Tần Lạc. Ông không nắm tay Tần Lạc mà chỉ vỗ vỗ vào vai hắn. Hành động này lập tức lọt vào mắt ông già cao, lùn kia, hai người liếc nhìn nhau đầy ý nghĩa, trong khi đó mười mấy người đàn ông đi theo sau mấy người Tần Lạc lúc này mới giải tỏa tư tưởng, lúc này bọn họ mới hiểu vì sao Long Thiên Trượng coi trọng Tần Lạc, ngay khi tới đã cho phép hắn ngồi xuống, cũng hiểu vì sao người thừa kế gia tộc văn nhân Mục Nguyệt lại chủ động đưa khăn lau mặt cho hắn, rõ ràng là vì người ta có chỗ dựa hùng mạnh sau lưng mà. Uông Hồng Thanh là người đầu tiên đi vào trong phòng khác. Khi nhìn thấy Long Vương đang ngồi ở Sa Long, ông cười ha hả nói. Thiên trưởng, mạng của ông cũng lớn thật. Đúng vậy. Long Vương cười nói. Già rồi không chết thì là tặc, bây giờ tôi thành lão tặc. Ông mà già hả, ông đang tự mắng mình hay mắng khéo mấy người chúng ta đấy. Uông Hồng Thanh chỉ vào mình rồi lại chỉ vào đám người Vương Nê Hầu ở sau nói. Mấy người chúng ta, có ai ít tuổi hơn ông không? Mấy người nhìn vẫn trẻ. Tôi già rồi. Long Thiên Trượng nói. Không phải Long Vương khách sáo. Sau khi mấy người Uông Hồng Thanh, Vương Nê Hầu rút lui, câu cá, trồng hoa, cuộc sống nhàn nhã tự tại, thoạt nhìn tinh thần rất sảng khoái. Trong khi đó Long Vương đau ốm lâu ngày, thân thể ông lão hóa cực nhanh. Mặc dù sau khi Tần Lạc xuất hiện, hắn đã ngăn cản có hiệu quả thời kỳ lão hóa của ông nhưng gương mặt Long Vương trông vẫn già hơn mấy người kia một chút. Văn nhân Mục Nguyệt đóng vai trò là chủ nhà mời Uông Hồng Thanh, Vương Nê Hầu và mấy lão đại quân bộ ngồi. Hai ông già một cao, một lùn cùng ngồi ghế chót. Tần Lạc không đủ tư cách ngồi xuống. Hắn đứng sau Long Vương như quân sư. Nhưng văn nhân Mục Nguyệt lại ngồi xuống vì nàng phải pha trà mời mấy ông già. Uông Hồng Thanh phá lên cười nhìn Long Vương nói. Dĩ nhiên có người trốn thoát khỏi tay ông sao. Già rồi. Long Vương tự diễu. Không cử động được nữa. Ông đó hả? Uông Hồng Thanh chỉ vào Long Vương. Nụ cười tắt dần. Bây giờ ông muốn làm gì? Tìm người. Long Vương vẫn cười nhưng nụ cười mang vẻ cay độc. Cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Tôi chỉ muốn biết là kẻ nào muốn cái mạng già này. Đó là hiển nhiên. Uông Hồng Thanh gật đầu nói. Long tức làm chủ lực, dốc toàn lực tìm kiếm hung thủ. Vậy có được không? Không thành vấn đề. Long Vương rất hài lòng với an bài này. Người trong Long tức đều là người của ông. Bọn họ ra mặt tìm người cũng chính là ý muốn của ông. Lão Cao, Lão Chu, hai người các ông cũng hành động đi, giúp đỡ Long Tức một chút. Uông Hồng Thanh quay nhìn hai ông già một cao, một lùn nói. Nhất định phải bắt được người cho ta. Hai ông già cùng trả lời nhận lệnh. Sau khi phân phó xong, Uông Hồng Thanh lại cười ha hả nhìn Long Vương nói. Thiên trưởng, còn yêu cầu nào nữa không? Ta biết ông tuyệt đối không phải là một người khiêm nhường như vậy. Tôi có. Quân sư đứng sau lưng Long Vương lên tiếng. Chương 1233, bức cung. Quân sư vừa nói xong, lập tức đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Nên nhớ rằng, người chân chính có tư cách lên tiếng trong căn phòng này chỉ có mấy người đang ngồi ở ghế kia. Văn nhân Mục Nguyệt chỉ vì phải pha trà mời khách nên mới được ngồi, ngay cả nàng cũng không có tư cách phát biểu ý kiến trong chuyện này. Đột nhiên quân sư lên tiếng, nói nhỏ đi một chút thì là không lễ phép. Không biết quy củ, nói lớn chuyện chính là không tôn trọng trưởng bối, tác phong tùy tiện.
Uông Hồng Thanh hỏi Long Vương, nàng lên tiếng tranh là sai, huống chi dựa vào danh tiếng, địa vị của Uông Hồng Thanh hiện nay cách một khoảng cách rất xa so với địa vị của quân sư. Một nguyên soái phải nghe đề nghị của một tiểu đội trưởng sao? Đương nhiên trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, thường để biểu hiện của nguyên soái khiêm nhường, cẩn thận, gần gũi, bình dị, hơn phân nửa đó là do yêu cầu. Thế nhưng trên thực tế có mấy nguyên soái ghi nhớ một tên lính quèn trong mắt mình không? Căn cứ theo tục lệ Trung Quốc, thuộc hạ phạm sai lầm, lãnh đạo trực tiếp là Long Vương hẳn phải lên tiếng danh dậy mới hợp cách, vì dù gì đi nữa nếu như Uông Hồng Thanh hay tùy tùng của ông lên tiếng giáo huấn quân sư thì Long Vương thật sự không xuống đài được. Thế nhưng Long Vương chỉ thoáng cau mày, thậm chí ông còn không quay đầu nhìn quân sư, ông chỉ hờ hững giải thích với Uông Hồng Thanh. Quân sư, đội trưởng Long tức. Ta biết cô ấy, nữ cân quắc anh hùng của chúng ta. Uông Hồng Thanh như không giận quân sư vì tội đoạt lời. Ông cười ha hả nhìn quân sư nói. Quân sư, cô có yêu cầu gì? Nếu như lãnh đạo của cô không phản đối, cô có thể đề đạt yêu cầu của mình, thế nhưng cũng phải tính trên đầu lãnh đạo của cô. Quân sư yên lặng chờ đợi, đợi Long Vương lên tiếng. Quân sư rất bình tĩnh, rất lạnh lùng. Sắc mặt nàng không thể hiện bất kỳ sự khẩn trương, kích động. Khi điều này rơi vào mắt Tần Lạc, hắn bắt đầu nghĩ, liệu có phải quân sư và Long Vương sắp đặt trước không? Không thể không nói đôi khi anh chàng Tần Lạc này rất nhỏ nhen. Tôi không thiếu ăn, không thiếu mặc, ngay trong lúc này thật sự không nghĩ ra yêu cầu nào. Long Vương cười ha hả nói. Nếu cô ấy muốn đề nghị, vậy cứ để cô ấy nói. Được, quân sư, cô đề nghị đi. Uông Hồng Thanh cười nói. Đội trưởng Long Tức, quân sư, đại diện cho toàn thể Long Tức khẩn khoản xin thủ trưởng phê chuẩn, mời Long Vương quay về Long Tức dưỡng bệnh. Quân sư nói vô cùng nghiêm túc. Lời nói xong, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Mặc dù căn phòng vốn đã yên tĩnh, nhưng sau khi quân sư đưa ra đề nghị này, sự yên tĩnh này lập tức tiến thêm một bước. Âm thanh uống trà biến mất, chỉ còn hơi thở nhẹ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Đây vẫn chưa là gì. Ly đứng ở bên ngoài, sau khi dập mạnh chân, chào theo quân lễ đã lên tiếng. Đội viên Long Tức, Long Ly khẩn cầu thủ trưởng phê chuẩn Long Vương quay về Long Tức dưỡng bệnh. Ly dừng một chút, nàng bổ sung. Ở bên ngoài, chúng tôi rất lo lắng. Nếu như câu nói đầu tiên của Ly chỉ là lời phụ họa với quân sư, câu nói tiếp theo quả thật là hành vi đánh thẳng vào mặt người khác. Long Vương bị điều khỏi Long Tức, ai là người quyết định? Là những người đang ngồi. Không cần quan tâm xem có phải có kẻ tác động sau lưng hay không nhưng nhất định phải có được sự đồng ý của Uông Hồng Thanh. Kết quả, các người đuổi người ta ra ngoài nhưng lại không bảo vệ tốt khiến sát thủ nhân cơ hội chỉ suýt chút nữa là lấy mạng Long Vương. Tại sao các người lại làm như vậy? Long Vương là công thần của quốc gia, là linh hồn của quân đội. Ông ấy đẫm máu giết địch, cả đời ngựa chiến, vì đất nước này mà tạo nên rất nhiều cống hiến, cho tới khi hai chân bị liệt mới dừng lại nghỉ ngơi. Khi về già, đất nước phụng dưỡng ông ấy như vậy sao? Các người làm như vậy sao có thể làm mẫu cho những quân nhân trẻ tuổi chúng tôi? Sao có thể khiến chúng tôi khâm phục? Câu nói này xuất hiện khiến ngay cả người có công phu dưỡng khí hạng nhất đang ngồi ở đây cũng không chịu được. Mồm miệng của tiểu cô nương này rất độc, đánh người không đánh vào mặt mà. Làm càn. Long Vương quát to, vừa rồi quân sư đề nghị, Long Vương không lên tiếng, đó là vì quân sư ăn nói chừng mực. Long Vương là lão Long chủ của Long Tức, quân sư là tân đội trưởng Long Tức. Tất cả mọi người đều biết quân sư là do chính tay ông đề bạt. Nếu như quân sư lên tiếng nói hộ cho ông, chứng minh Long Thiên Trượng ông nhìn người không sai. Đây đúng là chuyện vui. Thế nhưng việc Ly thỉnh cầu hàm ý tức giận và chất vấn, nếu như Long Vương tiếp tục không răn dậy, vậy chẳng khác nào ông dung túng cho hành vi vỗ mặt này của Ly, như vậy sẽ đắc tội với những ông già và đám người bên quân đội này. Người nào sống tới từng này tuổi, không phải rất chú ý thể diện sao? Xin lỗi. Long Vương gầm lên. Ly không dám phản đối. Nàng cung kính khom người 90 độ với những người đang ngồi. Uông Hồng Thanh xua tay nói. Thôi được rồi, lão Long, không cần phải tức giận mắng bọn trẻ. Chuyện này không trách nó, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Uông Hồng Thanh cũng là lão hồ ly. Vốn Long Vương bị sát thủ tập kích, suýt chút nữa bị chôn sống đã khiến ông cực kỳ tức giận, sao lúc này còn khiến ông đi xử phạt chính thuộc hạ tâm phúc của mình. Với tính tình nóng nảy của Long Vương, nếu như làm lớn chuyện, chỉ sợ khi đó thu thập toàn cục còn khó khăn hơn lúc này. Ban đầu khi quân đội điều ông ra khỏi Long Tức cũng có nguyên nhân của nó.
ông cũng hiểu nguyên nhân này. Uông Hồng Thanh giải thích. Sau đó quân bộ cũng cung cấp nơi tĩnh dưỡng cho ông nhưng chính ông từ chối. Chúng ta cũng không thể ép buộc ông. Xảy ra chuyện hôm nay, ta cũng có phần trách nhiệm. Ta đã không bảo vệ tốt chiến sĩ đã có nhiều cống hiến cho Tổ quốc, ta rất hổ thẹn. Cũng may ông không có việc gì. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra với ông, sau này ta sẽ tự xử thế nào đây? Uông Hồng Thanh dừng lại một chút nhìn Vương Nê Hầu và mấy ông già nói. Thế nhưng điều lệnh của quân bộ không thể tùy tiện sửa đổi. Nếu như đội trưởng quân sư và đội viên Long Ly cùng đưa ra lời thỉnh cầu mời ông quay về Long Tức tĩnh dưỡng, mọi người hãy nói ý kiến của mình về đề nghị này. Không một ai lên tiếng. Cho Long Vương quay về, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Long Thiên Trưởng có ảnh hưởng cực kỳ to lớn tới đối với Long Tức và cả bên bộ đội đặc chủng. Ông từ chức thì không sao nhưng nếu như vẫn còn đương chức sẽ có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là chuyện rất nhiều người thật sự không muốn nhìn thấy. Không cho quay về cũng không thể lên tiếng. Sao, phản đối, dùng lý do gì để phản đối? Hơn nữa cho dù có lý do phản đối cũng không thể nói ra. Long Vương bị tấn công, chuyện lớn này có muốn giấu giếm cũng không được. Nhất định đám Long Tử, Long Tôn đã biết rồi, vô số ánh mắt đang chăm chú quan sát động tĩnh này. Quân sư xuất hiện thỉnh lệnh liệu có phải là tiên phong của những người đó hay không? Nếu như không thể an ủi tâm trạng của Long Thiên Trưởng và những người đó thì sẽ gây đại họa. Uông Hồng Thanh thầm cười gượng, mấy lão hồ ly này, tới thời điểm quan trọng lại giả câm giả điếc. Lão Vương, ông nói mấy câu đi. Uông Hồng Thanh bắt đầu điểm tướng. Khi trước mặt người khác, Vương Nê Hầu rất uy nghiêm, không như một tiểu lão đầu tinh nghịch khi ở cùng với Vương Cửu Cửu. Vương Nê Hầu nhìn xung quanh nói. Xảy ra chuyện này đối với Thiên Trưởng, tôi cảm thấy cực kỳ đau lòng. Quân nhân ưu tú nhất của đất nước chúng ta sao lại xảy ra chuyện như này? Chuyện này cũng là hồi chuông cảnh báo chúng ta rằng chiến sĩ là tài sản quý giá nhất của đất nước. Mặc dù bọn họ già, bị thương, tàn phế, nhưng bọn họ vẫn là tài sản quý giá nhất. Nhất định chúng ta phải coi trọng hơn việc bảo vệ an toàn và cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Lần này Long Thiên Trưởng không sao, nếu như còn có lần sau thì sao? Cho nên tôi đề nghị phải an bài thỏa đáng điều kiện của Thiên Trưởng. Vương Nê Hầu bình tĩnh nhìn Uông Hồng Thanh nói. Quay trở về Long Tức không phải là không được. Long Tức là nơi tương đối an toàn. Tôi đồng ý, thế nhưng tôi cũng ủng hộ nếu như quân bộ có cách bố trí khác. Mặc dù Vương Nê Hầu xuất thân quân nhân nhưng là người sống lâu, hiển nhiên đã thành tinh. Sao ông có thể không hiểu suy nghĩ của các vị đang ngồi đây? Mặc dù bọn họ rất tức giận với chuyện hôm nay nhưng lại không muốn đưa Long Vương quay về. Cho dù là Uông Hồng Thanh thì cũng có suy nghĩ riêng của mình. Ông là ông của Vương Cửu Cửu, là ông của Tần Lạc. Ông đã rất cố gắng bày tỏ thái độ nghiêng về Long Vương. Thế nhưng ông không thể làm quá mức, nói như vậy thì chẳng khác nào đắc tội với lão Uông và mấy ông già kia. Đây không phải là điều một chính trị gia lão luyện nên làm. Uông Hồng Thanh không bày tỏ thái độ, ông chỉ gật đầu nói. Lão Trịnh, ý kiến của ông. Tôi có ý kiến giống lão Vương. Một ông già dáng người mập lùn cười ha hả nói. Thế nhưng bên viện dưỡng lão Thạch Đình cũng rất tốt, là một nơi dưỡng bệnh rất tốt. Câu trước chỉ là nói nhảm, câu sau mới chính là thái độ của ông ta. Lão Trương, ông thì sao? Thạch Đình không sai. Lão Trương nói rất chậm chạp, mỗi một từ đều được suy đi tính lại. Hoàn cảnh không sai, có thể bảo đảm an toàn. Ngoại trừ Vương Nê Hầu có thái độ mập mờ, những người còn lại đều không muốn Long Vương quay về. Mất bao nhiêu công sức mới đẩy được ngọn núi lớn này ra ngoài, sao bây giờ có thể mời ông ta quay về? Sắc mặt Long Vương lạnh lùng, thờ ơ, bất động, chỉ có ngón tay ông đang gõ nhịp. Tần Lạc đứng sau Long Vương, hắn nhìn thấy ngón tay của ông càng gõ càng nhanh, hơn nữa điệu bộ càng lúc càng cứng đờ. Tần Lạc biết Long Vương đang nổi giận. Lúc này tuyệt đối không thể để Long Vương nổi giận, nếu không sẽ chắp tay dâng cục diện tốt đẹp này lên người ta mất. Tần Lạc đi tới, hắn cung kính cúi đầu trước các vị đang ngồi, cười nói. Các vị lãnh đạo, tôi có một đề nghị, không biết có thể nói không? Chương 1234, thả hổ về rừng. Lại có một người đột nhiên đứng ra lên tiếng, điều này khiến không ít người trong phòng có ý kiến đối với Long Thiên Trưởng. Cầm quân gì vậy hả? Có biết đúng mực hay không? Có hiểu quy củ hay không? Đôi mắt xinh đẹp của văn nhân Mục Nguyệt thoáng lướt nhìn Tần Lạc, sau đó nàng lại cúi đầu pha trà, dáng vẻ như tôi rất bận. Tần Lạc, đồ đệ của tôi. Long Thiên Trưởng giải thích, Tần Lạc đứng ra lên tiếng,
hiệu quả xoa dịu, làm giảm bớt áp lực tâm trạng của ông. Ông biết tiểu tử này cực kỳ nhanh trí, nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Tiểu y vương Trung Quốc. Uông Hồng Thanh cười ha hả nói. Đồ đệ này của ông còn nổi tiếng hơn ông nhiều. Long Thiên Trưởng cũng cười nói. Tiểu tử này chỉ thích gây chuyện khiến mọi người chê cười. Cũng không thể nói vậy. Uông Hồng Thanh nghiêm túc xua tay, hình như ông là người khá tán thưởng Tần Lạc. Danh tiếng của Tần Lạc như sấm bên tai ta. Đương nhiên nếu như Trung Quốc xuất hiện một người trẻ tuổi như vậy mà ta còn không biết thì chính ta đã không làm tròn bổn phận. Ta chú ý tới mỗi việc cậu ta làm, tới Vân Điền, đấu Hàn Y, chiến Pe, bơi Đài Loan. Người trẻ tuổi thích làm náo động thì sao nào? Khi làm náo động thật sự làm việc vì nước nhà chính là điều đáng khen ngợi. Khi chúng ta bằng tuổi cậu ta, có người nào làm nhiều hơn so với cậu ấy không? Nếu như người trẻ tuổi Trung Quốc ai ai cũng như Tần Lạc thích làm náo động, đất nước chúng ta sẽ nở mày nở mặt, thẳng tiến. Đất nước Trung Quốc cần những người trẻ tuổi thích làm náo động như Tần Lạc này. Khi nghe Uông Hồng Thanh khen ngợi cháu rể của mình, lòng Vương Nê hầu như nở hoa. Ông cũng nghiêm mặt nhìn Tần Lạc nói, giọng vô cùng ôn hòa. Lão Uông nói không sai, người trẻ tuổi phải có dũng khí mạnh dạn đi đầu. Khi tuổi còn trẻ mà không liều mạng, không tranh đoạt, chẳng lẽ đợi lớn tuổi như chúng ta mới đi liều mạng, tranh đoạt với người ta. Tần Lạc là một người trẻ tuổi tôi rất coi trọng. Từ khi cậu ấy tới Yến Kinh, danh tiếng của Trung Y Trung Quốc càng vang dội. Là một người bảo thủ, tôi không hy vọng báu vật của chúng ta cứ vậy biến mất trong lịch sử. Đó là tội phạm, là phạm tội đối với thế hệ con cháu của chúng ta. Những người khác nhìn gương mặt già nua đang khen ngợi Tần Lạc của Vương Nê Hầu, thầm cười trộm. Cháu gái của ông đi theo gã, thậm chí một danh phận cũng không có, lão già khỏng ông chen vào vỗ tay làm cái gì. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không một ai dám nói nên lời. Một khi nói ra chỉ có thể thành đối thủ, chính xác là không chết không từ. Trong số những người ở đây, không có ai dám trở mặt với Vương gia. Không đáng phải làm vậy. Uông Hồng Thanh và Vương Nê Hầu đều bày tỏ sự tán thưởng và quan tâm tới Tần Lạc, những người khác không thể xấu hổ nói không biết Tần Lạc. Vì vậy mấy ông gia đầu quyền lực Trung Quốc cũng thay nhau bày tỏ sự quan tâm, cổ vũ, mong chờ ở hắn. Tần Lạc trịnh trọng nói lời cảm ơn, hơn nữa còn nói với bản thân mình sẽ tiếp tục đóng góp phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp của Tổ quốc, trở thành một người nối nghiệp đầy đủ tư cách. Sau khi hai bên khách khí nói chuyện một lát, Uông Hồng Thanh kéo mọi người quay lại chủ đề chính. Uông Hồng Thanh nhìn Tần Lạc hỏi với giọng hòa ái. Tần Lạc, cậu muốn đề nghị cái gì? Các thủ trưởng, tôi nghĩ như này. Cho dù một tướng quân hay một lính thường, cho dù là một thương nhân hay là một người bán hàng rong chấm CSO, dù họ thực hiện bất kỳ ngành sản xuất nào, cho dù cả cuộc đời bọn họ giành được thành công cỡ nào, tất cả bọn họ đều hy vọng vào tuổi già có thể được hưởng thụ mối quan hệ cha con, anh em. Những người có tuổi cực kỳ sợ hãi sự cô đơn, tịch mịch. Cả đời này sư phụ không có con, chỉ có con gái nuôi Long Ly, tôi là một đồ đệ cũng coi như một nửa con trai của người. Tôi hy vọng sư phụ có thể tiếp tục ở lại Cẩm Lý này. Chị Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ tăng cường nhân lực bảo vệ, lúc nào chúng tôi cũng có thể tới chăm sóc, thăm hỏi người như vậy coi như chúng tôi có thể làm hết bổn phận của người con. Tần Lạc cười ngượng ngùng nói. Không biết đề nghị này của tôi có được không? Không được. Nhất định không thể được. Mới rồi Long Vương bị tập kích ở Cẩm Lý. Sau khi những lão đại này tới lại không quan tâm sắp xếp cho ông, sau này chuyện tiếp tục xảy ra thì sao? Đây không phải điểm yếu để đám Long Tử, Long Tôn tóm được sao? Thế nhưng nếu như không thể được, tại sao Tần Lạc còn đưa ra đề nghị này? Bởi vì hắn đã dùng chiêu lấy lui làm tiến. Các người đã không đồng ý cho sư phụ quay về Long Tức, không phải các người hy vọng sư phụ vào Thạch Đình sao? Tôi không cho các người được như ý. Tôi không quay về Long Tức được, tôi cũng không tới Thạch Đình. Tôi sẽ ở Cẩm Lý này, thế nào? Các người muốn cưỡng chế tôi sao? Tần Lạc dùng đạo hiếu làm một cái cớ, dùng tình nghĩa cha con để làm đề nghị, thật ra chính là phá rối. Những người ở đây đều là người thông minh, sao bọn họ lại không nhận ra chỗ độc trong đề nghị của hắn? Quả thật sau khi Long Vương hiểu được kế hoạch của Tần Lạc, ông thở dài một tiếng vô cùng bi thương, nói. Đúng vậy, cả đời tôi chinh chiến, không con cái, cũng chỉ có một con gái nuôi và một nửa con trai này, không thể so với mọi người con cháu đầy nhà, ngày nào cũng có thể được hưởng tình nghĩa cha con. Tần Lạc nói có lý, tôi không về Long Tức, tôi cũng không tới Thạch Đình. Tôi sẽ ở lại Cẩm Lý này, ở nơi này có ăn có uống, mỗi khi rảnh rỗi, đám trẻ tới thăm tôi,
mấy ông già cùng đánh cờ, tôi thỏa mãn rồi. Long Vương nhìn Uông Hồng Thanh, nghiêm túc nói. Lão Uông, tôi sẽ ở lại Cẩm Lý này. Lần này tới Uông Hồng Thanh và mấy người khác sốt ruột. Long Vương tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Cẩm Lý này. Sát thủ có thể xông vào một lần, nhất định có thể có lần thứ hai. Nếu như xảy ra sự kiện sát thủ tập kích lần nữa, cho dù Long Vương có bị thương hay không, nhất định sẽ có người đưa ra kháng nghị. Đối đãi với trọng thần đất nước như vậy, không phải khiến cho những thành viên đặc chiến tinh anh thất vọng sao? Nghĩ vậy Uông Hồng Thanh thầm hối hận vì đã khen Tần Lạc thích làm náo động quá sớm. Tiểu tử này đúng là đồ xấu xa. Uông Hồng Thanh cười nhìn Long Thiên Trượng nói. Thiên Trượng, ta không thể đồng ý với yêu cầu của ông. Thân thể của ông không chỉ của mình ông mà còn là trách nhiệm bảo vệ của đất nước, hơn nữa ông ở nơi khác không phải cũng được hưởng thụ tình nghĩa cha con sao. Con gái nuôi, con trai này cũng có thể thường xuyên tới thăm ông mà. Uông Hồng Thanh quay sang nhìn văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Mục Nguyệt, văn nhân gia của cô có thể bảo vệ an toàn cho lão Long không? Người văn nhân gia trên dưới sẽ dốc toàn lực. Ý nghĩa của dốc toàn lực ở đây có nghĩa là chúng tôi sẽ cố gắng nhưng không nhất định thành công. Văn nhân Mục Nguyệt cũng không phải kẻ ngốc, nhất định nàng sẽ không nói bảo đảm. Chuyện này ai có thể bảo đảm được? Uông Hồng Thanh rất hài lòng với câu trả lời của văn nhân Mục Nguyệt. Ông cười nói. Thiên Trưởng, ông xem, có ông ở đây người trong văn nhân gia khó có thể yên tâm được. Xảy ra chuyện này rồi, không phải sau này bọn họ cả ngày chỉ lo lắng cho ông sao? Ông là quân nhân của đất nước có trách nhiệm nhiệm bảo vệ an toàn cho ông. Những chuyện như này không thể mượn tay người khác được. Vương Nê Hầu không muốn để những lời khó nghe này ảnh hưởng tới chuyện này. Ông cười nói giảng hòa. Thiên Trưởng, chúng tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng ông cũng phải hiểu cho chỗ khó xử của chúng tôi. Chúng ta đều là quân nhân, khi còn sống hay là đã chết, chúng ta tuyệt đối không nên để đất nước lo lắng. Vương Nê Hầu dừng lại một chút, nhìn Uông Hồng Thanh rồi nói. Lão Uông, nếu không hãy để Thiên Trưởng lựa chọn nơi mình tới dưỡng bệnh đi. Uông Hồng Thanh cau mày nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, ông nói. Được rồi, tôi đồng ý. Thiên Trưởng, ý của ông thế nào? Long Vương trầm ngâm không nói. Xin mời Long Vương quay về Long Tức. Một lần nữa quân sư thỉnh cầu. Cha nuôi, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ quay về, người đầu tiên con muốn gặp là người. Ly cũng năn nỉ. Vậy quay về Long Tức. Long Vương vung tay nói quyết định của mình. Nếu như là anh chàng Tần Lạc, nhất định hắn sẽ làm ra vẻ khó xử một lát, sắc mặt biểu thị sự do dự không quyết, rất khổ sở. Thế nhưng Long Vương, thật sự không diễn giỏi như hắn. Vậy là quyết định. Uông Hồng Thanh đưa mắt nhìn mấy ông già. Tôi ủng hộ quyết định này. Tôi cũng ủng hộ. Tôi không có ý kiến. Mấy ông già có quyền lực đều thể hiện quan điểm của mình, chuyện Long Vương quay về Long Tức lập tức được quyết định. Thiên Trưởng, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. Hãy để vệ đội ở lại bảo vệ ông. Sáng mai hãy quay về Long Tức. Uông Hồng Thanh căn dặn. Được, tôi cần dọn dẹp một chút. Long Vương nói. Sau khi nói mấy câu, Uông Hồng Thanh dẫn đám người ra về. Lúc Vương Nê Hầu ra về đã liếc mắt nhìn Tần Lạc, không hiểu ông đang nghĩ gì. Lúc lên xe, một ông già đứng sau Uông Hồng Thanh nói. Lão Uông, đây là thả hổ về rừng đó. Ta có thể làm gì khác sao? Uông Hồng Thanh hỏi ngược lại. Chương 1235, nhưng anh không có. Đợi sau khi những người ngoài rời đi hết, trong phòng chỉ còn mấy người quân sư, Tần Lạc thuộc trực hệ Long Vương và văn nhân Mục Nguyệt, được coi như bán hệ, gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự vui mừng. Long Vương vì bị tập kích mà có thể quay về Long Tức, coi như là nhân họa đắc phúc. Tiểu tử này, Long Vương nhìn Tần Lạc cười ha hả nói. Chiêu lấy thoái mà tiến rất hay. Đó là vì sư phụ bị oan ức. Tần Lạc nói, bọn họ muốn ai ủi người nhưng lại không muốn trả một cái giá lớn. Nếu như không thể đồng ý, dứt khoát không cần nói nữa. Đúng vậy, Long Vương nói, bọn họ không hy vọng ta quay về. Chúng tôi thì hy vọng ngài quay về. Quân sư nói, Long Vương ở Long Tức mới chính là Long Tức hùng mạnh nhất. Thật ra chức vụ đội trưởng Long Tức của quân sư đã bị Phó Phong Tuyết hủy bỏ, thế nhưng công văn bổ nhiệm đội trưởng mới chưa có. Cô vẫn là đội trưởng Long Tức trên danh nghĩa. Có lẽ trên quân bộ cũng lo lắng, thường xuyên thay đổi chỉ huy của Long Tức sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của các thành viên. Dù gì đi nữa Hoàng Thiên Trọng nằm quyền chưa đầy 3 tháng đã mất chức, quân sư kế nhiệm chưa đầy 1 ngày cũng mất chức.
đây là đơn vị mũi đao nhọn của bộ đội đặc chủng Trung Quốc chứ không phải nơi trẻ con vui đùa. Ngày mai ta sẽ quay về. Long Vương nói, cần phải nhanh chóng hành động, biến thành sự thật để đề phòng mấy ông già có hành động ngăn cản. Long Vương quay sang nhìn văn nhân Mục Nguyệt vẫn đang ngồi yên, cười nói. Mục Nguyệt, trong khoảng thời gian vừa qua đã làm phiền cô nhiều. Đây là vinh hạnh của cháu. Văn nhân Mục Nguyệt không dùng thân phận của văn nhân ra mà dùng danh nghĩa cá nhân để nói về tình nghĩa này. Long Vương cực kỳ hài lòng với thái độ của văn nhân Mục Nguyệt. Ông vì có nguyên nhân Tần Lạc nên mới vào ở trong viện dưỡng lão gia tộc văn nhân. Nếu như muốn cảm ơn, ông nhất định phải cảm ơn văn nhân Mục Nguyệt. Nếu như chuyện này lẫn lộn vào lợi ích gia tộc, chuyện sẽ không còn đơn thuần nữa. Long Vương nhìn trời bên ngoài, nói. Trời sắp sáng rồi, mọi người đi ngủ đi. Quần áo Tần Lạc ướt, hãy nhanh chóng về nhà thay quần áo. Thanh niên phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình. Cha nuôi, con muốn ở lại với cha. Ly nói, khi nhận được tin Long Vương bị tấn công, Ly cực kỳ lo lắng. Bề ngoài Long Vương là cấp trên, sư phụ nhưng ông cũng là người thân của nàng. Mặc dù Long Vương trên danh nghĩa là cha nuôi của nàng nhưng nàng không biết cha mẹ ruột của mình, nàng chỉ biết mỗi Long Vương là cha của mình. Trong khi đó Long Vương cũng coi nàng như con gái ruột. Tình cảm của hai người vô cùng sâu sắc. Đột nhiên xảy ra kiếp nạn này, đương nhiên Ly không yên tâm đi về. Quân sư và đại đầu không nói nhưng cũng không cần phải nói. Đương nhiên tuyệt đối bọn họ không đi. Sát thủ trốn mất, có ai biết hắn còn quay lại hay không? Trước khi Long Vương chưa quay về Long Tức, bọn họ một ly không rời, kiên quyết bảo vệ ông. Vì vậy người chính thức bị tiễn ra khỏi cửa chỉ có văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc. Gió rừng, mưa ngừng, chỉ có mưa bụi bay đầy trời, mảnh như châm kim. Mây đen đầy trời đã tản mát. Lúc này chân trời phía đông xuất hiện mảng ánh sáng màu bạc. Trong đất trời, không khí bồng bềnh, mùi bùn đất cộng thêm với hương thơm cây cỏ, hoa. Không có ô, Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt đi song song với nhau trên con đường dải đá nhỏ uốn lượn. Đám vệ sĩ đi phía sau, cẩn thận bảo vệ đôi nam nữ trẻ tuổi như đang đi trong màn sương mù. Liệu có mang tới phiền phức cho em không? Tần Lạc hỏi. Bởi vì thân phận đặc thù của Long Vương. Đón tiếp Long Vương có thể mang tới lợi ích cũng như những tổn hại nguy hiểm cho gia tộc văn nhân. Long Vương tới, đối với gia tộc văn nhân mà nói có một dụng chính trị và sự ủng hộ của quân đội. Vào thời khắc nguy nan, Long Vương không lựa chọn một nơi nào khác mà lựa chọn viện dưỡng lão của gia tộc văn nhân làm chỗ ở cho mình, bản thân tin tức này truyền ra ngoài. Gia tộc văn nhân chính là bạn thân thiết của ta, tốt nhất các người đừng có động vào nó. Thế nhưng nếu như xảy ra chuyện gì đó, gia tộc văn nhân sẽ gánh chịu khiển trách và lửa giận tới từ khắp nơi. Văn nhân Mục Nguyệt dốc hết công sức thúc đẩy việc này, có lẽ bên trong gia tộc của mình, nàng cũng gặp phải không ít áp lực. Không đủ để lo. Văn nhân Mục Nguyệt tự tin nói. Ý tứ của câu nói này là sẽ có phiền phức nhưng nàng thật sự không để chúng trong lòng. Văn nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu nghênh đón những hạt mưa bụi. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng trước làn gió lạnh đông cứng. Hàng mi dài khẽ rung giống như chiếc quạt nhỏ đẹp đang mở rộng. Một giọt phũ châu rơi vào chiếc quạt nhỏ, run rẩy, lay động, di chuyển sau đó lặng lẽ lướt đi trên mi mắt nàng. Nước mưa ngấm vào da thịt, lạnh như băng. Cạch! Bởi vì động tác ngửa đầu, cây châm cài đầu hình con bướm của văn nhân Mục Nguyệt rơi xuống, mái tóc dài tung bay trong gió. Tần Lạc khom người nhặt cái kẹp, văn nhân Mục Nguyệt giơ tay đỡ, Tần Lạc nói. Em sửa lại tóc, anh kẹp giúp em. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc một cái, nàng giơ hai tay vấn lại mái tóc, vấn một vòng trên đỉnh đầu. Tần Lạc nhắm vào vị trí, ấn cái kẹp vào trong. Hàm răng của cái kẹp đâm vào mái tóc, thân thể văn nhân Mục Nguyệt phát sinh rung động rất nhỏ. Cả người tê dại, nội tâm rung động, có cảm giác ngứa ngáy tận xương tủy. Tần Lạc không chú ý tới cảm giác khác thường của văn nhân Mục Nguyệt, sau khi xong việc, hắn ngắm nhìn mái tóc của văn nhân Mục Nguyệt, nói. Tay nghề của anh cũng không tệ lắm, đúng không? Em không nghĩ thế. Văn nhân Mục Nguyệt nói, nàng quay đi tránh ánh mắt đánh giá của Tần Lạc. Trong khoảnh khắc này, nàng thoáng chột dạ. Đây chính là cảm giác nàng chưa từng biết tới khiến cho lòng nàng nảy sinh sự buồn bực vô cớ. Hi hi, quay về em cứ soi gương mà xem. Tần Lạc cười nói, hắn nhìn biệt thự xảy ra vụ nổ kia và hỏi. Có bị thương vong không? Không có. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Thế nhưng tất cả bảo vệ đều bị ong mật đốt bị thương, bây giờ còn đang cấp cứu. Thật vậy sao?
Tần Lạc cau mày nói. Anh đi xem sao. Dưới sự dẫn đường của văn nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc đi tới bệnh viện nội bộ của viện dưỡng lão. Ông Tần Lạc là Tần Tranh và Đại Đầu phải làm phẫu thuật ở đây nên Tần Lạc tương đối quen thuộc nơi này. Khi biết văn nhân Mục Nguyệt muốn tới thăm thuộc hạ của mình, chủ nhiệm bệnh viện Lâm Lôi đã sớm đứng ở đại sảnh. Khi nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc đi tới, Lâm Lôi vội vàng đi tới đón, lên tiếng báo cáo. Văn nhân tiểu thư, Tần tiên sinh, chúng tôi đã tiêm chất kháng độc vào người bọn họ, tình trạng của bọn họ đã ổn định. Không còn nguy hiểm tới tính mạng. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Tần Lạc hỏi. Tại sao trong đêm khuya lại có ong mật nhỉ? Không hiểu lắm. Lâm Lôi nói. Thế nhưng chúng tôi tìm thấy thi thể ong mật trên thân thể người bị thương, hơn nữa còn chuyển vật phẩm cho các chuyên gia động vật. Các chuyên gia đã xác nhận, đây là ong ăn thịt người tới từ vùng sông Amazon. Loại ong này có độc tính cực kỳ mạnh, bản tính cực kỳ hung hãn, hơn nữa chúng còn kết thành bầy đàn, thích tấn công theo bầy đàn. Nếu như chúng đồng thời nhắm vào một mục tiêu, cho dù có trọng lượng thân thể như một con voi cũng sẽ tử vong trong vòng 10 phút. Lợi hại như vậy sao? Tần Lạc kinh hãi kêu lên. Vậy tại sao chúng lại không đồng thời tấn công một mục tiêu? Tôi đã hỏi qua vấn đề này. Các chuyên gia động vật cũng rất khó hiểu. Lâm Lôi nói. Có thể khi đó trời quá tối, mục tiêu lại có nhiều người, chúng chỉ có thể chia ra hành động. Điều chúng tôi nghi ngờ là loài ong này sinh trưởng ở vùng sông Amazon, tại sao chúng lại xuất hiện ở nơi này? Tần Lạc cười nói. Nhất định là sát thủ mang tới. Hắn vào trong cẩm lý bao vây tầng tầng lớp lớp nên đương nhiên phải chuẩn bị đường lui cho mình. Trong khi nói chuyện, mọi người đi tới phòng bệnh của các bảo vệ. Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt đi vào trong. Nhìn thấy đám bảo vệ nằm trên giường mặt mũi bầm dập, có người hai mắt sưng vù, có người gương mặt trở nên còn to hơn cả cái mông. Có người bị đốt vào tay, vào chân, trong đó có một người xui xẻo nhất là hạ bộ bị quấn băng gạc. Tần Lạc thầm cầu khẩn cho đệ đệ của anh ta an toàn. Chỉ cần nơi nào bị ong mật đốt, nơi đó lập tức tím bầm, sưng vù. Mặc dù bọn họ đã được tiêm chất kháng độc nhưng cũng chỉ có tác dụng giải độc, không thể làm tiêu tan chỗ sưng của bọn họ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với bệnh nhiễm độc. Trước đó chúng tôi không có kinh nghiệm chữa trị. Lâm Lôi nhìn Tần Lạc năn nỉ. Xin mời Tần tiên sinh giúp chúng tôi chẩn đoán cũng là để giúp mọi người chúng tôi yên tâm. Lâm Lôi biết chất kháng độc đó có thể tiêu trừ nọc ong độc trong cơ thể của các bảo vệ. Ông ta nói vậy cũng chỉ muốn khẳng định sự chuyên nghiệp và quyền uy của Tần Lạc trước mặt văn nhân Mục Nguyệt mà thôi. Lâm Lôi đoán Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt có quan hệ không tầm thường. Lâm Lôi biết chỉ cần giành được tình cảm của vị chuẩn phò mã này, ông ta có thể bảo đảm được vị trí của mình. Đương nhiên, Tần Lạc không từ chối ý tốt này của Lâm Lôi. Hắn đi tới nắm lấy cổ tay của một người. Sau khi bắt mạch xong, Tần Lạc nói. Có thể sử dụng thuốc kháng độc cùng với thuốc bôi. Cơ thể bọn họ không còn gì nguy hiểm, nghỉ ngơi một ngày là ổn. Cảm ơn Tần tiên sinh. Lâm Lôi cảm kích nói. Khi từ phòng bệnh ra, Tần Lạc nói. Anh về trước, nghỉ ngơi một lát rồi lại tới. Không cần phải phiền phức vậy. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Em có chỗ ở gần đây. Nhưng anh không có. Tần Lạc nói. Chương 1236, nghi ngờ chống chất. Tần Lạc phá lên cười khi hắn nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng yêu của văn nhân Mục Nguyệt nhìn mình mà không nói gì. Hắn biết văn nhân Mục Nguyệt tuyệt đối không bao giờ nói, anh có thể ở cùng một chỗ với em, thậm chí nàng còn không biết giải thích như thế nào. Dáng vẻ của nàng khi hẳn phải nói gì đó nhưng rồi lại không biết giải thích trong cực kỳ đáng yêu khiến người ta phải yêu mến. Trong tiềm thức của mình, Tần Lạc rất thích nhìn vẻ cam chịu của nàng. Văn nhân Mục Nguyệt có một biệt thự độc lập ở viện dưỡng lão. Đây chính là điều làm đám người văn nhân tự tức cực kỳ bất mãn. Cùng là thành viên gia tộc đời thứ ba, căn cứ vào cái gì mà văn nhân Mục Nguyệt nhận được nhiều như vậy mà bọn họ chẳng có cái gì. Thế nhưng đây chính là đặc quyền của gia chủ gia tộc văn nhân. Ngay cả cha bọn họ cũng không có quyền thay đổi điều này. Bọn họ chỉ còn mỗi cách thầm bất mãn trong lòng mà thôi. Tần Lạc đi theo văn nhân Mục Nguyệt đi vào biệt thự của nàng. Cách thức bài trí và bố cục cũng giống như biệt thự Long Vương đang ở. Xem ra nơi này không được lắp đặt thiết bị đặc biệt. Văn nhân Mục Nguyệt chỉ thỉnh thoảng ở bên này, bình thường nàng rất ít khi tới đây. Anh ở phòng này. Văn nhân Mục Nguyệt đẩy cửa một phòng ngủ, nói. Phòng của em ở đâu? Tần Lạc hỏi. Đối diện. Vậy được, ngủ sớm đi. Tần Lạc cười nói. Tần Lạc đẩy cửa đi vào trong phòng. Căn phòng rất rộng,
thiết bị có thể nói là xa hoa, có thể nói còn hơn cả khách sạn 5 sao, điều kiện cực kỳ hài lòng. Trong tủ quần áo đương nhiên có hai chiếc áo ngủ, một nam, một nữ, không hiểu là ai đã chuẩn bị trước thế nhưng đúng với mong muốn của Tần Lạc. Tần Lạc cởi quần áo, đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, hắn lau sạch người, mặc chiếc áo ngủ. Cạch cạch, tiếng gõ cửa vang lên. Tần Lạc đi tới mở cửa, hắn nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt cũng mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng đứng trước cửa. Mái tóc bù xù trên vai nàng, gương mặt không trang điểm, cực kỳ đoan trang, xinh đẹp, diễm lệ, kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nhiều mang phong cách một người vợ. Thì ra khi cởi quần áo, nữ thần, không, thay bằng bộ quần áo ngủ, nữ thần cũng là một tiểu mỹ nhân. Em đi pha cà phê. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nói xong nàng quay người bước đi. Tần Lạc vuốt mũi, cười gượng. Cô gái này chỉ luôn nói một nửa. Đáng lẽ cô ấy phải đưa ra lời mời mới đúng chứ. Sau đó Tần Lạc đi theo sau nàng vào phòng khách. Ngay khi đó hương vị cà phê thơm sộc vào mũi. Văn Nhân Mục Nguyệt bưng bình cà phê, rót cà phê vào chén. Tần Lạc vội vàng đi tới nói. Anh tới. Hắn giơ tay cầm lấy bình cà phê. Bàn tay chạm nhẹ vào ngón tay Văn Nhân Mục Nguyệt, lạnh như băng, giống như nàng mới tắm nước lạnh vậy. Cẩn thận lạnh. Tần Lạc nhắc nhở. Có thầy thuốc rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Sau khi rót cà phê xong, Tần Lạc bưng hai chén đi tới đặt trên bàn gần cửa sổ. Văn Nhân Mục Nguyệt bưng chén cà phê uống. Tần Lạc ngồi thẳng người, sắc mặt say mê nhìn thế giới mưa bụi bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bụi chuối tay cao hơn đầu người. Nước mưa tẩy trừ, lá xanh biếc. Vô số hạt nước mưa đang chảy tí tách, long lanh trên phiến là rộng. Núi đá mờ ảo, biến đổi khôn lường, hơi nước trong hồ sôi trào giống như vân chỉ tiên cảnh trên bầu trời. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không nói, nàng chỉ lặng lẽ uống cà phê, nhìn cảnh vật bên ngoài, nhìn Tần Lạc, thái độ ung dung tự tại. Hai người ngồi sóng vai nhau, giống như một cặp vợ chồng yêu thương nhau nhiều năm, không cần ngôn ngữ chỉ cần ánh mắt là có thể hiểu được ý muốn diễn đạt cùng nhau. Một lúc lâu, Văn Nhân Mục Nguyệt uống hết ly cà phê, nàng bỏ ly, quay người đi về phòng mình. Tần Lạc cũng uống hết cà phê đã lạnh giá trong chén của mình, đứng dậy quay về phòng. Thời gian một ly cà phê, bọn họ không nói câu nào nhưng hình như đã nói rất nhiều. Tần Lạc ngủ một giấc vô cùng say, khi hắn tỉnh lại, bên ngoài ánh sáng chói chang, chim hót, hương hoa, khí trời khiến con người thoải mái. Tần Lạc uể oải vặn lưng, cầm điện thoại di động ở đầu giường. Hắn nhận ra lúc này đã 11 giờ trưa. Hắn nhảy khỏi giường, chạy vào toilet sờ quần áo, nhận ra quần áo mình đã khô khiến hắn vui mừng. Hôm nay không cần phải mặc quần áo ướt về nhà rồi. Sau khi rửa mặt, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, Tần Lạc phát hiện ra trong phòng khách có người đang nói chuyện. Tối hôm qua Tần Tung Hoành biết chuyện Long Vương bị tập kích ở viện dưỡng lão gia tộc Văn Nhân nhưng anh ta không lập tức tới thăm. Long Vương và Tần Tung Hoành không có quan hệ gì với nhau. Nếu như tính toán kỹ lưỡng thì hình như bọn họ còn có mâu thuẫn không nhỏ. Dù gì đi nữa mấy lần Tần Lạc chỉnh anh ta đều là do người Long Tức ra mặt, thậm chí có lần anh ta còn bị giam giữ ở Long Tức. Nay anh ta vội vàng chạy tới, người khác nhất định sẽ nghĩ trong lòng anh ta có quỷ. Chính vì vậy sáng hôm nay sau khi vội vàng hoàn thành xong mọi việc, Tần Tung Hoành mới tới viện dưỡng lão, vừa vặn anh ta gặp Bạch Phá Cục ở cổng, vì vậy hai người cùng vào thăm. Sau khi Văn Nhân Mục Nguyệt nhận được báo cáo, nàng ăn mặc chỉnh tề ra ngoài nghênh đón. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nơi này là Yến Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Đám người đó quả thật không kiêng nể gì. Tần Tung Hoành đánh giá sự kiện sát thủ tập kích hôm qua. Lại còn dám dùng bom. Nếu như bắt được, phải tử hình ngay. Đương nhiên, chúng dám phạm một chuyện lớn như vậy, có lẽ chúng đã chuẩn bị tất cả rồi. Tần Tung Hoành không nói nữa vì anh ta nhìn thấy Tần Lạc từ trong phòng đi ra ngoài. Bạch Phá Cục đang ngồi dựa vào thành ghế salon lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt quỷ dị nhìn Tần Lạc, rồi liếc nhìn sắc mặt thản nhiên của Văn Nhân Mục Nguyệt. Hai vị tới sớm. Tần Lạc cười chào Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục. Bây giờ còn sớm sao? Bạch Phá Cục cười ha hả nói. Chúng tôi đều là người mệnh khổ, sáng sớm phải rời giường làm việc. Cuộc sống của Tần thiếu gia dễ chịu thật. Tôi cũng vậy, tối hôm qua giải quyết công việc quá khuya nên hôm này dậy hơi muộn. Tần Lạc giải thích, sau khi uống xong ly cà phê, trời đã gần sáng. Quả thật hắn chỉ ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi ra từ phòng Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Tung Hoành cảm thấy như trái tim mình nhận một cú đánh nặng nề, cảm giác vô cùng đau đớn.
nếu như không phải anh ta là người có ý chí, kiên cường, chỉ sợ anh ta không thể nào khống chế được cảm xúc trên gương mặt mình. Mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt nhiều lần từ chối anh ta nhưng anh ta vẫn nuôi hy vọng với nàng. Cuối cùng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn phải lập gia đình, hiển nhiên Tần Lạc không thể cưới nàng. Ngoại trừ Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt muốn lựa chọn một người đàn ông ở Yến Kinh, chọn ai đây? Có thể chọn người nào? Chỉ có mình mới là người đàn ông xứng đáng nhất với Văn Nhân Mục Nguyệt. Mình chính là lựa chọn tốt nhất của nàng. Thế nhưng vì sao chuyện đã phát triển tới bước này? Chẳng lẽ Văn Nhân Mục Nguyệt trở thành tình nhân của Tần Lạc? Tối qua anh ngủ ở đây hả? Tần Tung Hoành cười hỏi. Anh ta không thể nào biết được nụ cười của mình thoải mái hay không nhưng anh ta biết rõ tim mình đang rỉ máu. Đúng vậy. Tần Lạc trả lời. Bận việc tới gần sáng nên tôi không về nhà được. Tần Lạc ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt và hỏi. Sư phụ đi chưa? Sáng sớm đã quay về Long Tức rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Tần Lạc gật đầu, bên cạnh Long Vương có nhiều cao thủ bảo vệ, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trưa nay em có ăn cơm không? Tần Lạc hỏi. Nếu như anh ở lại, đương nhiên có ăn cơm. Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời. Bỏ đi, anh về nhà ăn cơm. Tần Lạc đứng dậy, nói với Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục. Nhị vị ngồi chơi, tôi có việc về trước. Tôi đi với anh. Bạch Phá Cục đứng dậy nói. Tôi cũng không có chuyện gì. Mặc dù Tần Tung Hoành rất muốn hỏi chuyện Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng hai người kia đã đi, anh ta không thể ở lại một mình. Vì vậy ba người cùng đi ra bãi đỗ xe. Bạch Phá Cục vẫn đi chiếc Hummer đầy uy phong kia, chính gã lái xe, vẫn phong cách không thích ngồi ghế sau. Tần Tung Hoành đi một chiếc Mercedes màu xương, Điền Loa đứng bên cạnh chiếc xe, há miệng đầy răng vàng nhìn Tần Lạc cười hì hì. Tần Lạc vẫn đi chiếc xe Chevrolet Việt giã cũ kỹ. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi tới, Hồng Phu bước ra mở cửa xe. Ôi, đổi thành nữ vệ sĩ. Bạch Phá Cục nhìn Hồng Phu, nhếch miệng cười nói. Cô em này non quá, trưởng thành chưa đó. Nói không chừng cô ấy còn nhiều tuổi hơn anh đó. Tần Lạc nói. Khi Tần Tung Hoành nhìn thấy Hồng Phu, mắt anh ta sáng lên, anh ta trầm ngâm một lát rồi cười hỏi. Tôi nhớ lái xe trước của anh là một người nước ngoài ưa nhìn. Tại sao lại đột nhiên thay người vậy? Sức khỏe anh ta không tốt, đổi người này dùng thử 2 ngày. Tần Lạc nói, trực giác nói cho hắn biết Tần Tung Hoành đã nghi ngờ. Sức khỏe không tốt. Tần Tung Hoành cười tủm tỉm nhìn Hồng Phu nói. Tối qua mưa to gió lớn, rất dễ dàng bị cảm lạnh. Không lo bị cảm, tôi là thầy thuốc. Tần Lạc nói. Đương nhiên. Tần Tung Hoành gật đầu nói. Thế nhưng thầy thuốc cũng không thể chữa trị hết mọi bệnh được. Ánh mắt Tần Tung Hoành nhìn về phía đông, nơi có biệt thự Long Vương ở trước kia, nói. Nếu như anh ta bị bom nổ mất một chân, bệnh này có trị được không? Chân giả nhất định sẽ không bằng chân thật rồi. Chương 1237, nếu muốn chiếm trái tim phụ nữ. Người tốt thì chẳng đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì. Tần Lạc chớp mắt, xem ra Tần Tung Hoành đã nghi ngờ điều gì rồi. Đó là đương nhiên. Tần Lạc nói. Tôi sẽ bảo anh ta chú ý một chút, đa tạ đại thiếu gia đã nhắc nhở. Vậy là tốt rồi. Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục gật đầu chào nhau. Tần Tung Hoành ngồi vào xe của mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Phá Cục mồm ngậm điếu thuốc đi tới hỏi. Anh ta quan tâm tới tài xế của anh sao? Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Ồ. Bạch Phá Cục phun ra một màn khói. Lý do? Có lẽ. Tần Lạc cười quỷ dị nói. Có lẽ anh ta cảm thấy tài xế của tôi rất đẹp trai. Hiểu rồi. Bạch Phá Cục phá lên cười nói. Anh ta tinh mắt thật. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc nghiêm túc nói. Tôi còn có việc, lần sau gặp lại. Bạch Phá Cục ngồi vào chiếc Hummer của mình, nói. Gặp lại. Tần Lạc vẫy tay. Chiếc Hummer nổ máy ầm ầm lao vút ra ngoài giống như một con dã thú tỉnh giấc. Hai chiếc Audi máu đen khác lập tức chạy theo, người ngồi bên trong hẳn là vệ sĩ của Bạch Phá Cục. Ngay khi lái xe ra ngoài, Bạch Phá Cục phì một tiếng, nhổ điếu thuốc trong miệng ra. Miệng lưỡi đầy ma quỷ. Xe chạy trên đường. Đại thiếu gia, anh nghi ngờ họ Tần sao? Điền Loa ngậm điếu thuốc theo thói quen, tươi cười hỏi Tần Tung Hoành. Cái gì là nghi ngờ họ Tần? Tần Tung Hoành cười nói. Đừng quên tôi cũng họ Tần. Anh biết ý tôi muốn nói là hắn ta. Điền Loa thờ ơ nói. Tiểu tử đó lại làm chuyện thiếu đạo đức gì à?
Nụ cười trên gương mặt Tần Tung Hoành tắt dần, anh ta nói. Điền Loa, anh còn nhớ lần trước tôi bảo anh điều tra gã tài xế kia không? Giê-xu! Điền Loa cười nói. Sao tôi lại không nhớ? Sát thủ nổi tiếng xếp hạng 20 trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, xác suất thành công của nhiệm vụ là 99%. Người như vậy mà hắn mời về làm tài xế, tôi không hiểu rốt cuộc con người hắn có mị lực gì. Chỉ là chúng ta không thể tưởng tượng được, không gì là hắn không làm được. Đây giống như nam diễn viên chính trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Khí phách bá vương xuất hiện, vô số đàn em đầu quân. Đại thiếu gia cái gì cũng tốt, chỉ là không có khí phách bá vương. Chính là hắn. Tần Tung Hoành không quan tâm tới câu nói đùa của Điền Loa. Hắn biến mất rồi. Vậy thì sao? Điền Loa hỏi. Không phải Tần Lạc nói hắn ta bị ốm, ở nhà nghỉ ngơi sao? Anh không thấy trong này có vấn đề sao? Tần Tung Hoành cười nói. Tối hôm qua Long Vương bị sát thủ tập kích ở viện dưỡng lão, thiếu chút nữa bị nổ tung trong nhà, mất mạng. Vào đêm đó, hắn thay đổi tài xế, có phải quá trùng hợp không? Điền Loa chấn động tinh thần, gã nhìn Tần Tung Hoành với vẻ nghi ngờ, nói. Đại thiếu gia, suy nghĩ của anh, có vẻ hơi quá không? Long Vương là sư phụ của Tần Lạc, nghe nói tình cảm của hai người thân thiết như cha con. Chẳng lẽ Tần Lạc lại có thể ra tay với sư phụ của mình sao? Nếu như Long Vương cho phép hắn làm vậy thì sao? Tần Tung Hoành hỏi ngược lại. Long Vương. Rốt cuộc Điền Loa cũng có phản ứng, gã nói. Đại thiếu gia, ý của anh là thầy trò bọn họ đang diễn khổ nhục kế sao? Anh nghĩ thế nào? Tần Tung Hoành cười nhạt hỏi ngược lại. Có rất nhiều nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Thứ nhất, tối hôm qua Long Vương bị tập kích mà tài xế của Tần Lạc không xuất hiện. Thứ hai, theo như tôi được biết, gia tộc Văn Nhân vì để bảo vệ an toàn cho Long Vương đã lắp đặt ở viện dưỡng lão những thiết bị giám sát tiên tiến nhất, cùng với một lượng người, thiết bị rất lớn. Nếu như không phải người hiểu rõ viện dưỡng lão như lòng bàn tay, sao sát thủ có thể tiến vào tới phòng của Long Vương mới bị phát hiện? Thứ ba, lúc nãy Mục Nguyệt đã nói, nhân viên đội bảo vệ của cô ấy bị một loại ong ăn thịt người tấn công cho tới tận bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Không phải anh đã chuyển cho tôi tài liệu về Giê-xu sao? Giê-xu không những bắn súng như thần mà còn là một huấn luyện thú sư. Nếu không vậy thì giải thích chuyện loài ong ăn thịt người này như thế nào? Tại sao bọn họ lại muốn làm như vậy? Điền Loa hỏi. Quay về Long Tức. Tần Tung Hoành quả quyết. Làm vậy để Long Vương có thể quay về Long Tức. Điền Loa trầm ngâm một lát nói. Chẳng lẽ các lão đại cũng không nghi ngờ bọn họ sao? Nghi ngờ. Tần Tung Hoành cười nói. Vậy thì thế nào? Không có chứng cứ, ai dám nói ra suy đoán của mình không? Không phải đó sẽ là điểm yếu bị người ta lợi dụng sao? Những ông già đó sống lâu thành tinh. Tại sao bọn họ không đánh hội đồng một trận? Vậy ý của đại thiếu gia là gì? Điền Loa kích động hỏi. Chúng ta có thể mượn chuyện này không? Tần Tung Hoành lắc đầu nói. Thời cơ chưa tới. Điền Loa vẫn mang bộ mặt hèn kém của mình nhưng trong lòng gã thầm cười khổ. Chính mình phải thật sự cẩn thận với vị đại thiếu gia này hơn. Anh mới lớn tuổi hơn anh ta ấy. Hồng Phu bực tức nói. Phụ nữ rất ghét bị người ta nói mình nhiều tuổi. Tần Lạc đã phạm vào một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Đúng, đúng, là tôi sai. Tần Lạc cuống cuồng xin lỗi. Tuổi thư Hồng Phu tuổi trẻ, xinh đẹp thông minh, thân thủ hạng nhất, tính tình hiền lành. Tôi không bảo anh nói. Là chính tôi muốn nói. Tần Lạc nói. Nếu như tôi không thể nói ra suy nghĩ của mình, tâm trạng bực bội rất khó chịu. Anh cho rằng chỉ cần anh nói mấy câu dễ nghe là tôi sẽ nghe lời anh sao? Hồng Phu cười nhạt nói. Đương nhiên là không, tôi đã nói cô thông minh đáng yêu mà. Cô thông minh như vậy, người bình thường không thể lừa gạt cô được. Tần Lạc nghiêm túc nói. Lái xe đi. Đi đâu? Hồng Phu khởi động xe. Tới Hoa Điền. Tần Lạc cười nói. Công việc tu sửa trường đua Hoa Điền đang được tiến hành. Với sự ủng hộ nhân tài vật lực khổng lồ của gia tộc Văn Nhân, với tốc độ khôi phục thay đổi theo từng ngày, dự kiến chỉ cần không tới 3 tháng, một lần nữa Hoa Điền có thể khai trương đón khách. Lệ Khuynh Thành hoàn toàn giao quyền, giao toàn bộ công việc này cho Lữ Hàm Yên, bạn học kiêm bạn thân của mình. Trong khi đó trong khoảng thời gian này Lữ Hàm Yên một mực ở công trường, cho dù ngày cũng như đêm chỉ đạo tiến trình công việc ở công trường đúng tiến độ. Hôm nay Lữ Hàm Yên bận rộn công việc trên núi rất lâu rồi mới quay về khu nhà tạm của mình ở chân núi.
khi cô móc chìa khóa ra mở cửa thì bất chợt nghe thấy tiếng động trong phòng. Tại sao lại có người? Cạch cạch. Lữ Hàm Yên đóng cửa lại, bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông cực kỳ dễ nghe bằng tiếng Anh. Mời vào. Lữ Hàm Yên đẩy cửa, cánh cửa không nhúc nhích, tên đáng chết này không ra mở cửa. Sau đó Lữ Hàm Yên móc chìa khóa, tự mình mở cửa phòng. Em yêu, em đã về. Giọng nói vui mừng của một người đàn ông vang lên. Chờ một lát, nhanh sẽ có cơm ăn thôi. Lữ Hàm Yên sợ ngây người. Căn phòng không được coi là rộng rãi của nàng được dọn dẹp sạch sẽ. Ở giữa phòng là cái bàn nàng dùng làm bàn ăn, trên bàn trải một chiếc khăn màu trắng tinh khiết. Trên mặt bàn là món ăn, có bánh mì nướng chiên vàng óng ả, có những quả cà chua nhỏ được rửa sạch sẽ, còn có cả hoa lan tây cắt thành miếng nhỏ, còn cả một chai rượu đỏ và hai chiếc ly cao. Trong phòng bếp, một người đàn ông tóc vàng, dáng người cao lớn, ưa nhìn đang chiên món gì đó. Trên cổ anh ta đang buộc một chiếc tạp dề trên bề mặt có hình tiểu miêu điếu ngư trông rất buồn cười, trong tay cầm một chiếc muôi xúc. Mỗi lần anh ta lật đi lật lại đều dậy lên âm thanh soạt soạt và hương thơm nước mũi. Giê-xu, anh đang làm gì vậy? Lữ Hàm Yên hỏi. Em yêu, anh đang làm bít tết bò. Giê-xu trả lời. Hơn nữa xin hãy gọi anh là thầy tu. Giê-xu là thần, anh là con dân trung thành của người. Nếu như gọi tên tục của người, người sẽ trừng phạt anh. Anh tới bao giờ vậy? Anh, vào bằng cách nào? Lữ Hàm Yên như muốn phát điên. Tại sao nàng không biết gì hết vậy? Em yêu, có phải em cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh hãi không? Giê-xu vừa bỏ bít tết bò vào đĩa trong mâm vừa nói. Anh tới lâu rồi, đáng tiếc em không ở nhà. Còn về chuyện vào bằng cách nào, có phải lúc đi em quên khóa cửa không? Quên khóa cửa sao? Lữ Hàm Yên suy nghĩ. Mình tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm sơ đẳng như này. Cô vốn là một người vô cùng cẩn thận. Lữ Hàm Yên chăm chú quan sát cà chua, hoa lan tây và rượu đỏ trên bàn, còn cả món bít tết bò Giê-xu mới làm xong rồi hỏi. Mấy thứ này, anh lấy ở đâu vậy? Lữ Hàm Yên biết rõ rằng trong tủ lạnh trong nhà không có mấy thứ này. Nếu như nói là rau, trứng gà hay mấy thứ thịt gì đó thì cũng có một chút. Mua. Giê-xu trả lời. Hôm nay ông chủ cho anh nghỉ, anh lại ngủ dậy sớm nên tới chợ mua mấy thứ này. Giê-xu đặt hai đĩa bít tết bò trên bàn. Sau khi lau tay bằng khăn bông, Giê-xu đi tới kéo Lữ Hàm Yên ngồi vào bàn ăn. Anh ta tự tay xới cơm cho cô, hơn nữa còn đặt một chén rượu đỏ trước mặt cô, nói. Có người nói cho anh biết, nếu như muốn chiếm được tình cảm của phụ nữ, trước hết phải lấp đầy dạ dày của bọn họ. Anh cảm thấy hắn nói rất có lý. Nào! Em hãy thử món bít tết bò anh làm xem thế nào. Nếu như em thích, sau này ngày nào anh cũng làm cho em ăn. Là ai nói cho anh biết những câu này? Lữ Hàm Yên cầm ly rượu đỏ hỏi. Ồ, Tần Lạc. Giê-xu nói. Có phải rất có đạo lý không? Anh có biết không? Lữ Hàm Yên nhìn Giê-xu nói. Người nói với anh những câu này, anh ta chưa từng vào bếp. Chương 1238, ông ấy cử động không tiện. Khi Tần Lạc dẫn Hồng Phu tới nơi, Giê-xu và Lữ Hàm Yên đang ngồi ăn cơm trưa. Tần Lạc nhìn bát đĩa của hai người, cười nói. Ai chiên thịt bò vậy? Trông rất ngon. Tôi. Giê-xu kiêu ngạo nói. Ăn rất ngon. Đúng không? Tần Lạc cười hì hì kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh bàn ăn, nói. Vậy phải nếm thử, tôi và Hồng Phu vẫn chưa ăn cơm. Làm phiền anh làm thêm cho chúng tôi hai đĩa nữa. Không được. Giê-xu từ chối. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Bởi vì tôi chỉ mua hai phần. Giê-xu giơ tay vẻ bất đắc dĩ. Tôi không biết hôm nay nhà chúng tôi có khách. Cái gì mà nói là không biết nhà chúng tôi có khách? Lữ Hàm Yên đỏ mặt phản đối. Người nào thành người nhà anh từ khi nào vậy? Lữ Hàm Yên mở tủ lạnh ra nhìn, nói. Có cà chua, có trứng gà, có cánh gà, còn cả một ít hải sản. Được rồi. Hãy làm cho chúng tôi hai suất đi. Vì vậy Lữ Hàm Yên lấy thức ăn đi vào trong bếp. Giê-xu cũng vội đi vào trong giúp. Lữ Hàm Yên không đuổi gã đi ra ngoài nhưng sắc mặt nàng nặng như chì. Đó cũng là do anh ta dạy hả? Lữ Hàm Yên tức giận hỏi. Không. Giê-xu lắc đầu. Đây là do anh tự học. Chỉ trong chốc lát, Lữ Hàm Yên đã làm xong hát bát trứng cà chua bưng ra ngoài. Tần Lạc và Hồng Phu mỗi người ăn một bát. Sáng nay không ăn sáng nên bụng rất đói, bát mì trứng nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ. Tần Lạc thỏa lòng thỏa dạ dùng khăn lau miệng,
nhìn Lữ Hàm Yên hỏi. Việc tu sửa hoa điền thế nào rồi? Nếu như người khác hỏi vấn đề này, Lữ Hàm Yên sẽ chỉ trả lời qua quyết vì nàng không có nghĩa vụ phải trả lời. Thế nhưng nếu là Tần Lạc hỏi, nàng chỉ có mỗi cách trả lời chi tiết. Bởi vì hắn chính là ông chủ của cô. Khi tới Hàn Anh đã nhìn thấy, sau trận hỏa hoạn khủng khiếp kia, ngọn núi này bị thiêu trụi. Giai đoạn đầu là trồng lại cây cối, hoa, cỏ. Đây là công trình khối lượng công việc rất lớn, tốn nhiều thời gian và tài chính. Các khu nhà kinh doanh và nhà ở cho nhân viên có thể xây rất nhanh. Lúc này những công trình chủ yếu đã xong, bản thảo lắp đặt thiết bị bên trong đã thiết kế xong, chỉ cần mấy boss các anh gật đầu thông qua, lập tức có thể tiến hành lắp đặt. Lữ Hàm Yên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Căn cứ theo dự tính, đại khái sau khoảng 3 tháng sẽ hoàn thành xong tất cả công trình trên mặt đất. Lúc này chúng ta gặp phải hai vấn đề. Thứ nhất là các loài thú. Lần hỏa hoạn trước của Hoa Điền, các loại động vật đều chết hay bỏ trốn hết. Lúc này cần đưa các loài thú vào, đây là một vấn đề rất khó khăn. Một vài loài thú thuộc phạm vi bảo vệ của quốc gia, chúng tôi phải mua từ châu Phi hay nước Lào. Thứ hai là vấn đề chiêu mộ hội viên. Lần trước xảy ra hỏa hoạn, mặc dù không gây thương tổn cho các hội viên nhưng dù sao đi nữa đã xảy ra chuyện rất lớn, mọi người vẫn giữ thái độ nghi ngờ với Hoa Điền, không một ai dám giao tính mạng mình cho chúng ta, đặc biệt là nhóm đối tượng phù hợp với chúng ta. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Lạc nói. Vấn đề thứ nhất cô có thể tìm Khuynh Thành giải quyết. Cô ấy có thể tìm được nhóm động vật đầu tiên, cũng có thể tìm được nhóm động vật thứ hai. Vấn đề thứ hai, trước tiên cô nghĩ cách giải quyết. Nếu như cô không thể nghĩ ra cách giải quyết, hãy tìm tôi để giải quyết nhưng tôi có một đề nghị. Đề nghị gì? Lữ Hàm Yên nghiêm túc hỏi. Đói tiếp thị, trong tiếp thị, những cái gọi là đói tiếp thị đề cập đến các nhà cung cấp hàng hóa có ý định làm giảm các sản xuất, quy định của mối quan hệ cung và cầu để đạt được sản xuất nhu cầu ảo tưởng, để duy trì mục đích cao hơn giá hàng hóa và lợi nhuận. Tần Lạc nói. Đói tiếp thị. Sau khi Lữ Hàm Yên suy nghĩ một chút, đôi mắt xinh đẹp của cô sáng lên. Hiểu chưa? Tần Lạc cười hỏi, hắn tin tưởng năng lực của Lữ Hàm Yên. Quả thật cô gái này không làm hắn thất vọng. Hiểu rồi. Lữ Hàm Yên gật đầu. Cô ấy nói không sai. Anh đúng là một thiên tài. Thiên tài thầy thuốc. Tần Lạc cười hỏi, hắn không ngờ Lệ Khuynh Thành thường xuyên khen ngợi mình trước mặt Lữ Hàm Yên. Thương nhân thiên tài. Lữ Hàm Yên nói. Lữ Hàm Yên nhìn Giê-xu nói. Mọi người cứ ngồi, tôi muốn ra công trường một lát, buổi chiều vận chuyển chậu cảnh tới, tôi phải giám sát việc sắp đặt chúng. Vất vả rồi. Tần Lạc cười nói. Đợi khi Lữ Hàm Yên rời đi, Tần Lạc nhìn Hồng Phu đang uống sữa chua, xem TV nói. Cảnh bên ngoài rất đẹp, cô có muốn ra ngoài đi dạo không? Không muốn. Hồng Phu thẳng thừng từ chối. Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp, có núi cao, có hẻm núi còn cả những loài vật rất kỳ quái. Hồng Phu trừng mắt nói. Anh quên tôi tới từ đầu sao? Tôi tới Yến Kinh chỉ để được xem núi cao, khe núi và cây cối kỳ lạ sao? Tôi đi ra ngoài mấy năm, thật sự không được nhìn thấy cây cối, phong cảnh kỳ lạ nhưng hàng ngày tôi đều nhìn thấy những người kỳ quái. Anh muốn tôi ra ngoài thì anh cứ nói thẳng, nói vậy không thấy phiền sao? Tần Lạc buồn bực chỉ muốn ói máu. Cô gái ngu ngốc này chẳng lẽ không biết cách nói chuyện tế nhị sao? Chính mình ngốc nghếch còn trách người khác nói chuyện quá ý tứ. Hồng Phu đi tới mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua sau đó mới bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng. Đợi tới khi trong phòng chỉ còn hai người đàn ông, nụ cười tươi trên gương mặt Tần Lạc biến mất, hắn nhìn Giê-xu với ánh mắt nóng rực. Nụ cười của Giê-xu đọng lại ở khóe miệng, gã dùng đôi mắt màu xanh lam đối mặt với Tần Lạc. Tần Lạc không nói, Giê-xu cũng không nói. Ánh mắt của hai người đối chọi nhau gay gắt, rất lâu không rời. Độ nóng bên trong lên cao. Tại sao không bật điều hòa? Tần Lạc hỏi. Quên mất. Giê-xu mở điều hòa, hạn chết độ lạnh. Vù vù. Điều hòa thổi gió lạnh, trong phòng mát hơn nhiều. Cởi quần áo ra. Tần Lạc nói. Vì sao? Giê-xu hỏi. Tôi muốn xem. Không cần. Cởi ra. Tự tôi có thể giải quyết được. Giê-xu nói. Anh không thể giải quyết được. Tần Lạc quả quyết. Giê-xu bất đắc dĩ đành phải cởi áo vest kẻ ô vuông và sơ mi trắng. Sau đó lồng ngực trần đầy lông của Giê-xu xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc giơ tay sơ, cảm giác như vậy rất ghê tởm. Vì vậy hắn lấy ra một hộp châm tinh xảo, lấy ngân châm từ trong hộp châm. Sau đó trừ độc ngân châm,
Tần Lạc giơ cây châm đâm vào ngực Giê-xu. Phụt! Một luồng máu đọng màu tím phun ra, dính luôn cả vào phần bụng. Phần máu đọng quanh vết thương sưng lên của Giê-xu dần dần biến mất, lớp da màu tím cuối cùng cũng áp sát vào phần thịt. Đợi khi máu đọng chảy hết, Tần Lạc giơ tay sờ lên vết thương, cau mày nói. Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Phần trong vết thương mềm nhũn, không có điểm chống đỡ, gãy hai rẻ xương sườn. Ông ấy quá lợi hại. Giê-xu cười gương nói. Anh đã nói là ông ấy tàn tật. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Chân ông ấy bị liệt. Nhưng ông ấy còn tay. Giê-xu nói. Anh là sát thủ trong bảng xếp hạng thế giới. Tần Lạc lại móc trong túi ra một cái bình nhỏ, hắn đổ bột phấn quanh vết thương sau đó dùng ngân châm đẩy bột phấn vào miệng vết thương. Ngay cả một ông già liệt hai chân cũng không giải quyết được sao. Nếu như ông ấy có thể đứng dậy, AK-47, đệ nhất sát thủ cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Giê-xu nói. Lúc đó tôi cảnh cáo anh nói ông ấy rất lợi hại. Tần Lạc cười nói. Bảo anh cẩn thận đề phòng. Anh còn nói ngay một người què. Đánh không được thì không bỏ chạy được sao? Thế nhưng anh không nói người què lại lợi hại tới như vậy. Giê-xu phẫn nộ nói. Anh biết không, suýt chút nữa tôi đã chết. Tôi cầm đao đâm ông ấy nắm một tay tôi. Tôi dùng tay còn lại tấn công, ông ấy lại không chế tay đó của tôi. Ở trước mặt ông ấy, tôi thực sự không có năng lực để phản kháng. Không nên kích động. Tần Lạc nói, hắn đang giúp băng bó vết thương cho Giê-xu. Cẩn thận chạm tới vết thương. May là đại đầu hạ thủ lưu tình. Giê-xu nói. Nếu như kỹ thuật bắn súng của hắn vẫn tốt như trước đây, tôi nghĩ dù có ong ăn thịt người tôi cũng không thể chạy trốn được. Tôi đã nói trước với đại đầu. Tần Lạc nói. Hành động của hắn cũng không tệ, phải không? Nếu là như vậy. Giê-xu chỉ vào vết thương ở ngực mình, hỏi vẻ khó hiểu. Khi bom sắp nổ, ông ấy ném tôi ra, tại sao còn đánh tôi một quyền? Ông ấy hành động không tiện. Tần Lạc nói vẻ rất áy náy, xấu hổ. Cho nên tôi không cho ông ấy biết nhiều lắm. Chương 1239, quỷ hút máu hàng thật giá thật. Nếu như có thể, Giê-xu chỉ muốn giết người diệt khẩu ngay lúc này sau đó vứt xác vào trong hang núi. Gã nghe Tần Lạc nói ở hoa điền của núi cao, cũng có khe, hang núi. Đúng vậy, Giê-xu đã nhận lệnh của Tần Lạc tập kích Cẩm Lý. Tần Lạc nói với Giê-xu. Giê-xu, anh có muốn một lần nữa tìm lại cảm giác kích thích của một sát thủ không? Giê-xu nói. Không muốn, bây giờ tôi thích cuộc sống yên tĩnh. Tần Lạc kêu lên vẻ vui mừng, kinh ngạc. Ôi, tốt quá, vốn tôi nghĩ anh không muốn chấp nhận cuộc sống buồn tẻ này, cho rằng tôi đã làm nhục anh. Sau khi anh nói vậy, tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ. Có một việc tôi muốn anh đi một chuyến. Yên tâm, chỉ cần chạy tới một chuyến, lén lẻn vào. Làm ra một vài động tĩnh lớn sau đó lại lén chuồn ra ngoài. Đây chỉ là đang diễn một vở kịch. Lúc đó Giê-xu bối rối, cảm thấy mâu thuẫn ở câu nói làm ra những động tĩnh lớn sau đó lại lén chuồn ra ngoài. Căn cứ theo kinh nghiệm một sát thủ của mình, sau khi gây ra những động tĩnh lớn, sẽ rất khó tiếp tục lén chuồn ra ngoài. Vì vậy Giê-xu đã cảnh giác hỏi. Mục tiêu là ai? Tần Lạc trả lời. Anh cũng đừng lo lắng, bây giờ tôi chỉ thương lượng với anh. Nếu như anh cảm thấy mình làm không được, tôi sẽ bảo Hồng Phu đi làm. Chuyện này thực sự đơn giản, một phụ nữ cũng làm được. Hơn nữa nhân vật mục tiêu là một ông già chúng ta đều quen biết. Anh cũng biết đại đầu, đúng không? Hắn hẳn sẽ không ra đòn sát thủ với anh. Ông già mà hắn bảo vệ hẳn anh đã gặp rồi, đúng không? Hai chân bị liệt, thậm chí không bước đi được. Anh không cần làm thương tổn bọn họ. Anh chỉ cần gây ra một vài động tĩnh khiến tất cả mọi người đều biết tới là được sau đó rút ra ngoài. Cho dù thế nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không bị người ta bắt. Nhìn thấy Giê-xu đã động tâm, Tần Lạc lại càng lừa dối. Hơn nữa tôi còn có thể cung cấp cho anh bản đồ địa hình Cẩm Lý cùng góc chết camera giám sát để cho anh dễ dàng ẩn núp, né tránh sự căn phòng nghiêm ngặt của viện dưỡng lão. Nếu như thành công, tôi sẽ dạy anh ba chiêu, nhất định sẽ để anh theo đuổi Lữ Hàm Yên. Giê-xu không từ chối, gã không thể từ chối. Thế nhưng sự thật diễn ra hoàn toàn trái với tưởng tượng của gã. Trước tiên không nói việc ông trời đột nhiên đổ mưa to gió lớn, là một sát thủ, bất kỳ hoàn cảnh ác liệt nào gã cũng đã từng trải qua hơn nữa hoàn cảnh càng ác liệt, đối với sát thủ mà nói, cơ hội thành công càng cao. Thế nhưng điều Giê-xu không ngờ tới là không hiểu vì sao đại đầu lại liều mạng với gã.
tại sao Long Vương lại không biết đây đang diễn trò? Ông già kia dù hai chân đã bị liệt nhưng công phu đôi tay không kém. Đánh cận chiến, gã căn bản không có cơ hội phản kích. Rõ ràng Tần Lạc đã không thông báo trước cho Long Vương. Long Vương thực sự coi gã là sát thủ, coi chính gã thành kẻ đột nhập. Đừng kích động, đừng kích động. Tần Lạc nhìn thấy Giê-xu thở hổn hển, ngực phập phồng, cơ ngực vận động mạnh, miệng vết thương càng xé rộng, hắn vội vàng lên tiếng an ủi. Tôi chỉ biết là anh không việc gì, tôi biết là chỉ anh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Khi đó anh nói chỉ cần một phụ nữ cũng có thể hoàn thành công việc. Giê-xu phản kích. Thật vậy sao, tôi có nói vậy sao? Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ tôi cảm thấy dù sao phụ nữ vẫn không bằng đàn ông. Sau khi giúp Giê-xu băng bó vết thương xong, Tần Lạc nói. Xem ra trong khoảng thời gian này anh không thể vận động mạnh được. Tôi cũng hiểu tôi cần nghỉ ngơi. Giê-xu nói, lúc này Giê-xu chỉ muốn ở lại Hoa Điền, triển khai thế công toàn diện với Lữ Hàm Yên. Không được. Tần Lạc từ chối. Đã có người nghi ngờ anh rồi. Ồ. Lập tức sắc mặt Giê-xu trở nên nghiêm trọng. Từ trước tới nay anh luôn ở cùng một chỗ với tôi. Sau khi xảy ra chuyện này anh lại biến mất, chỉ cần người chăm chú theo dõi vụ án này nhất định sẽ đặt nghi ngờ lên đầu anh. Ngày mai, không, hôm nay, anh sẽ quay về cùng với tôi. Tần Lạc nói, không thể ra tay với người ta nhưng hẳn vẫn lái xe được, đúng không? Anh biết đó, hậu quả của chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bị người ta điều tra ra chuyện này có liên quan tới chúng ta, thân phận của anh là giả, khi đó không phải sẽ bị trục xuất về nước sao? Được rồi. Rốt cuộc Giê-xu cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi sẽ về với anh, nhưng anh đã nói nếu như tôi thành công, anh sẽ dạy tôi ba chiêu giúp tôi theo đuổi Lữ Hàm Yên. Đúng vậy, tôi đã nói thì sẽ làm. Tần Lạc nói. Không phải anh đã thử qua chiêu thứ nhất sao? Nếu như muốn đối phó với tình cảm của phụ nữ, trước tiên phải làm no dạ của bọn họ. Xem ra hiệu quả không sai, đúng không? Không sai. Giê-xu cười nói. Khi ăn cơm chúng tôi rất vui vẻ, nếu như hai người không tới quấy rầy thì càng tuyệt vời hơn. Không cần phải nóng vội, còn chiêu thứ hai nữa. Tần Lạc nói, người Trung Quốc chúng tôi có một câu gọi là, liệt nữ sợ quấn lang. Chiêu thứ hai này chính là phải mặt dày, bám thật chặt. Có ý gì vậy? Nói chính xác là cho cô ấy đánh anh, mắng anh, nhổ nước bọt vào anh, đuổi anh cút, anh không được rời cô ấy dù chỉ một ly. Tần Lạc nói, ồ. Như vậy không phải rất mất mặt sao? Nếu như thành công chiếm được tình yêu, không phải rất có thể diện sao? Tần Lạc nói. Những tình yêu này đều xuất hiện trong những bộ phim truyền hình Đài Loan, bây giờ Tần Lạc lấy ra bán cho Giê-xu, chỉ mong gã không chết quá bi thảm. Nghe cũng rất có lý. Chiêu thứ ba là gì? Kiên trì chính là thắng lợi. Ý của anh là đánh lâu dài. Đúng, một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 20 năm. 20 năm không được thì kiên trì 100 năm, anh nhất định phải có lòng kiên trì. Lữ Hàm Yên là người của anh, chết cũng là người của anh. Kết quả cuối cùng là hai người nhất định hạnh phúc sống cùng với nhau. Phía sau còn một câu nói mà Tần Lạc không dám nói, có lẽ hai người cũng hạnh phúc khi chôn cùng một chỗ. Người ngoài không biết chuyện xảy ra ở Cẩm Lý nhưng chuyện Phó Tổng thống Jackson lần thứ hai tới gặp Tần Lạc, thỉnh cầu Tần Lạc chữa bệnh cho mẹ của mình, cả thế giới đều biết. Mặc dù truyền thông Trung Quốc vẫn tiếp tục tung hô, tạo thế cho Tần Lạc, người dân Trung Quốc càng ngày càng ủng hộ Tần Lạc. Thế nhưng truyền thông thế giới bắt đầu đưa tin thiên lệch về Phó Tổng thống Jackson. Là một quan chức cao cấp, ông ấy như vậy là có lễ, có nghi, là một con người, ông ấy làm cả thế giới cảm động. Tại sao lại từ chối? Tần Lạc có năng lực chữa trị loại bệnh nan y này không? Trung y Trung Quốc chỉ có hư danh, Phó Tổng thống Jackson chỉ rước lấy nhục. Thậm chí mấy bệnh viện lớn ở nước Mỹ liên kết lại tuyên bố, tình nguyện thành lập đội chữa bệnh cao cấp, chung sức chữa bệnh cho mẹ Phó Tổng thống. Còn có rất nhiều bác sĩ khiêu chiến với Tần Lạc, muốn dùng Tây y đánh bại Trung y của Tần Lạc tơi bời. Thế nhưng cho dù là người cầu y, Phó Tổng thống Jackson hay Tần Lạc, hai bên đương sự hoàn toàn không nhận thấy áp lực từ bên ngoài. Hai người bọn họ một lần nữa gặp mặt nhau trong bầu không khí vui vẻ hữu nghị. Tần Lạc tiên sinh, một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Phó Tổng thống Jackson vẫn giữ phong thái vốn có. Còn cả Lâm tiểu thư xinh đẹp làm phiên dịch, cô là người phụ nữ Trung Quốc có mị lực nhất mà tôi đã gặp.
Lâm Hoán Khê gật đầu nói cảm ơn. Tần Lạc cười nói. Tôi vốn nghĩ Mr. Jackson đã chuẩn bị về nước. Tôi đọc trên báo thấy thành viên phái đoàn của ngài đã về nước rồi. Tôi đã báo cáo với Tổng thống. Ông ấy rất đồng tình với chuyện của tôi. Mr. Jackson thẳng thắn. Khi quay về nước, tôi sẽ thử. Tôi vẫn tiếp tục tin tưởng Tần Lạc tiên sinh là một người Trung Quốc biết giữ lời hứa, mà giữ lời hứa vẫn là một đức tính tốt đẹp của người Trung Quốc. Đúng vậy. Tần Lạc đồng ý với Phó Tổng thống Jackson. Nếu như ngài có thể đồng ý điều kiện của tôi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ tới nước Mỹ chữa bệnh cho mẹ ngài. Tôi sẽ thử. Phó Tổng thống Jackson nói. Ngài cũng biết, tôi là Phó Tổng thống. Tôi không có quyền quyết định chuyện này. Không việc gì, tôi không vội. Tần Lạc cười nói. Khi nào ngài Jackson vận động xong, tôi tới nước Mỹ cũng không muộn. Không hợp nhau thì nửa câu cũng là nhiều. Sau khi hai bên nói xong, bắt đầu trầm ngâm uống trà. Được rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của ngài. Phó Tổng thống Jackson nói. Đồng ý thừa nhận châm cứu trung y có một địa vị hợp pháp ở nước Mỹ, hơn nữa còn triển khai dùng thử trong lĩnh vực chữa bệnh. Ngài cũng biết chỉ được tới đó thôi. Tôi không có cách nào làm được nhiều hơn. Nếu như ngài vẫn không hài lòng với yêu cầu của mình, giao dịch này của chúng ta chỉ còn cách hủy bỏ. Phó Tổng thống Jackson đã bàn bạc với bạn bè, bọn họ đồng ý chấp nhận điều kiện này. Thừa nhận địa vị hợp pháp của châm cứu trung y thì sao nào? Nếu như Tần Lạc chết, bọn họ sẽ không thừa nhận nữa. Chỉ cần Tần Lạc tới nước Mỹ, bọn họ có đủ cách thức để giữ hắn lại. Tôi thích tính thẳng thắn của ngài Jackson. Tần Lạc cười nói. Nếu vậy chúng ta có thể đàm phán điều kiện khác. Phó Tổng thống Jackson kinh hãi nói. Còn điều kiện gì nữa? Đương nhiên. Tần Lạc thản nhiên nói. Thế nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Tôi nghĩ ngài Jackson sẽ không từ chối. Ví dụ. Phó Tổng thống Jackson không tin tưởng lời nói dối của Tần Lạc. Tiểu tử này là một con quỷ hút máu. Quỷ hút máu hàng thật giá thật. Hãy mua cho tôi bảo hiểm thân thể 100 triệu USD, Tần Lạc nói. Chương 1240, có kẻ mặc cả chính là sỉ nhục tôi. Phó Tổng thống Jackson xuất thân từ chiến đội hải quân, là người từng trải qua nhiều chiến trận. Khi đối mặt với những hỏng pháp chiến hạm của quân thù cũng không đổi sắc mặt, thế nhưng ngay sau khi nghe xong yêu cầu của Tần Lạc, ông ta không tự chủ trợn tròn mắt. Tần Lạc tiên sinh, yêu cầu này hơi quá mức, rõ ràng chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ thành ý nào của ngài. Franklin, mưu sĩ số 1 của Phó Tổng thống Jackson nói. Nếu như bất kỳ yêu cầu nào của tôi để nhằm không đi thì mới chứng minh không có thành ý. Tần Lạc cười nói. Đây không phải là phí chữa bệnh mà chỉ là phí bảo hiểm của tôi. Sao chúng tôi có thể chi ra 100 triệu USD đi mua bảo hiểm cho ngài? Franklin tức giận nói. Ngài có biết 100 triệu USD có ý nghĩa thế nào không? Nếu như chúng tôi có từng đó tiền, còn làm Tổng thống Mỹ làm cái gì? Ngài nên hiểu, Mr. Jackson là Phó Tổng thống Mỹ chứ không phải Tổng thống Trung Quốc. Lần trước tôi đưa ra yêu cầu châm cứu trung y phải có địa vị hợp pháp, các vị cũng nói không làm được, điều này không thuộc phạm vi quản lý của Phó Tổng thống. Hôm nay các vị tới đây nói với tôi có thể làm được. Có phải lần từ chối trước các vị nói dối hay lần này các vị nói dối? Sau khi Franklin nghe Lâm Hoán Khê phiên dịch xong, suýt nữa ông ta không nhịn được ném cái chén. Tiểu tử Trung Quốc này quá đáng hận, khinh người quá đáng. Phó Tổng thống Jackson bình tĩnh nhìn Tần Lạc, sắc mặt ông ta chưa tới mức tức giận nhưng cũng không thể coi là bình thản. Ngài còn yêu cầu nào nữa không? Trước tiên cần đáp ứng yêu cầu này. Tần Lạc cười nói. Ngài nên hiểu một điều, nếu như quá tham lam, giao dịch này có thể sẽ bị hủy bỏ. Tôi không có ý kiến. Tần Lạc nói. Hủy bỏ thì đã sao? Dù sao ngài tới cầu tôi. Danh tiếng của tôi đã nổi rồi. Thế nhưng tôi có thể khiến cho trung y khó có thể sống được ở nước Mỹ. Phó Tổng thống Jackson uy hiếp. Cho dù ngài không đi, tôi cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Cho dù tôi không đi, tôi cũng có thể làm rất nhiều việc vì trung y. Tần Lạc nói. Nếu như vậy tại sao ngài còn đặt điều kiện với tôi? Phó Tổng thống Jackson nhếch miệng cười. Ngài hẳn hiểu rõ rằng nếu như ngài không thể chinh phục nước Mỹ, ngài rất khó chinh phục thế giới. Đúng vậy, Phó Tổng thống Jackson có nguyên nhân để kiêu ngạo. Nước Mỹ là đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Bọn họ có rất nhiều cộng đồng lợi ích. Cho dù Tần Lạc cố gắng cỡ nào, cho dù trung y thần kỳ cỡ nào, đối mặt với áp lực chính trị,
hắn chỉ là một con thuyền nhỏ chập chờn bên một chiếc thuyền lớn. Đây chính là nguyên nhân Tần Lạc muốn đi chinh phục nước Mỹ trước, sau đó mới tiếp tục chinh phục thế giới. Mặc dù người Trung Quốc thổi phồng sự lợi hại của Trung Y, vô cùng thần kỳ, người nước ngoài không chấp nhận, không sử dụng, con đường phát triển của Trung Y trên thế giới sẽ vô cùng khó khăn, gập ghềnh. Chỉ khi có đông đảo người học và sử dụng, Trung Y mới phát triển hùng mạnh, mới có thể kéo dài. Tần Lạc không muốn chứng kiến tình trạng nửa sống nửa chết như bây giờ, hay là tình trạng thở hắt trước khi chết. Tôi rất vĩ đại, Tần Lạc nói. Tôi tình nguyện vì đất nước mình làm rất nhiều việc. Thế nhưng không tính mạng sống của mình, chỉ có người thân của tôi, người tôi yêu, tôi mới tình nguyện nỗ lực tất thảy. Tần Lạc nói. Chính vì vậy ngài không thể thuyết phục tôi. Nếu như Trung Y thực sự rời vào khốn cảnh đó, đó chính là số mệnh của nó. Thế nhưng ngài phải tin rằng, người Trung Quốc tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Các ngài ức hiếp chúng tôi cỡ nào, chúng tôi sẽ phản kháng mạnh mẽ từng đó. Mr. Jackson, ngài hẳn phải hiểu rõ điểm này hơn tôi. Phó Tổng thống Jackson trầm ngâm. Tần Lạc nói không sai. Trung Quốc không còn là Trung Quốc trước đây nữa. Người Trung Quốc cũng không còn là người Trung Quốc trước đây nữa. Có người hiểu được vấn đề, có người vẫn chưa hiểu được. 50 triệu USD bảo hiểm thân thể. Phó Tổng thống Jackson nói. Nếu như ngài có thể ghi tên bất kỳ người thừa hưởng nào, cũng có thể lựa chọn bất kỳ công ty bảo hiểm nào, nước Mỹ hay Trung Quốc. 100 triệu. 80 triệu. 100 triệu. Tần Lạc cực kỳ cương quyết. Nếu như ngài tiếp tục cò kè mặc cả, ngài đang sỉ nhục tôi. Lúc này ngay cả Phó Tổng thống Jackson cũng tức giận. Mới rồi hắn giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Bây giờ bọn họ cò kè mặc cả thì lại là sỉ nhục hắn. Hắn đưa ra điều kiện quá cao, bọn họ thậm chí không có tư cách mặc cả sao? Không phải hắn đang sỉ nhục bọn họ sao? Tần Lạc chẳng may phật lòng, hắn nhìn Phó Tổng thống Jackson nói. Có lẽ các ngài có thể về suy nghĩ thêm, cũng có thể thương lượng với bạn bè của ngài. Tôi rất mong chờ lần thứ ba hạ cố tới nhà của các ngài. Tôi đồng ý điều kiện của ngài. Phó Tổng thống Jackson nói. Thế nhưng tôi muốn xác định đây chính là điều kiện cuối cùng. Nếu như ngài còn bất kỳ điều kiện nào khác, giao dịch này bị hủy. Tần Lạc nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Thôi được rồi, vốn tôi muốn đề nghị các ngài hỗ trợ tiền vé máy bay, vì ngài không vui nên tự tôi sẽ gánh chịu phí tổn này. Thế nhưng nếu chuyện này bị giới truyền thông biết được, bọn họ nhất định sẽ chỉ trích Phó Tổng thống Jackson keo kiệt, đúng không? Két. Xe dừng lại trước cổng Long Tức, sau khi trải qua kiểm tra, một lần nữa xe chạy vào bãi đỗ xe bên ngoài Long Tức. Có muốn vào trong ngồi không? Tần Lạc chủ động đề nghị. Bỏ đi. Giê-xu nhảy ra khỏi xe, nói. Tôi muốn vào phòng nghỉ uống trà. Tần Lạc tươi cười đi tới khu nội viện Long Tức. Tần Lạc đã tới Long Tức nhiều lần nên đương nhiên quen thuộc đường lối đi lại. Người trong nội viện cũng đều biết hắn, suốt đoạn đường đi không cần người dẫn đường, cũng không có ai lên tiếng ngăn cản. Khi Tần Lạc tới biệt thự Long Vương, trước cửa đặt một chiếc ghế băng dài. Trên ghế là một người đang nằm, một người đàn ông còn trẻ. Vẻ mặt lạnh lùng, hay nói chính xác là chết lặng. Màu da trắng bệch như giấy, giống như vừa mới vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Hai tay, hai chân gã bó thạch cao, nằm yên không nhúc nhích. Trên người gã phủ một tấm thảm màu đen, dường như để che ánh nắng chiếu vào. Người đàn ông lạnh lùng nhìn lên trời, giống như một người thực vật đang trợn mắt. Tần Lạc biết người đàn ông này, quả thật rất quen thuộc. Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng từng là thái tử nổi tiếng ở Yến Kinh. Bây giờ tứ chi gã tàn phế. Gã đang thực hiện nghĩa vụ với Phó Phong Tuyết, làm người canh cổng trước cửa biệt thự Long Vương. Mặc dù Tần Lạc không chút mảy may tình cảm với Hoàng Thiên Trọng, thậm chí sau khi biết được nhiều chuyện, Tần Lạc còn cực kỳ căm hận Hoàng Thiên Trọng. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh bi thảm của gã, trong lòng hắn vẫn có gì đó không vui. Đáng đời gã. Gã có tội nên đáng bị như vậy. Tôi gã đáng chết vạn lần. Thế nhưng hình thức trừng phạt làm mất hết hy vọng, mất hết thể diện này, có phải quá tàn nhẫn không? Thế nhưng Tần Lạc lại nghĩ, người tốt không sống lâu, bại hoại di họa ngàn năm. Người này vẫn chưa chết, bản thân gã vẫn chính là một tai họa. Tần Lạc đứng trước mặt Hoàng Thiên Trọng đăm chiêu suy nghĩ, nhưng Hoàng Thiên Trọng lại như không nhìn thấy Tần Lạc, hai mắt gã nhìn thẳng lên trời, đáng vẻ ngơ ngác. Tần Lạc thở dài, bước vào nhà. Điều Tần Lạc không ngờ là trong biệt thự Long Vương còn một người khách nữa, hơn nữa đây là người khách mà hắn hoàn toàn không muốn gặp,
Tần Lạc, cậu tới rồi. Lạc Sân mỉm cười nói với Tần Lạc, giống như hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra trước đây vậy. Đúng vậy. Tần Lạc cười gật đầu nói. Tin tức của bà thật nhanh nhạy. Đó là đương nhiên. Lạc Sân nói. Tôi vẫn ở Long Tức chăm sóc Thiên Trọng, biết Thiên Trượng quay về, hàng ngày đều tới đây nói chuyện với ông ấy. Phần lớn người Long Tức trẻ tuổi, chỉ có hai người chúng tôi khá già. Nếu như tôi không tới nói chuyện với ông ấy, cũng không biết tìm ai nói chuyện nữa. Tần Lạc gật đầu nói. Có bà hàng ngày tới nói chuyện với sư phụ, tôi cũng yên tâm. Lạc Sân đứng dậy nói. Hai thầy trò nói chuyện, tôi đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình một chút. Sau đó Lạc Sân rời khỏi ghế, nhìn Long Vương và Tần Lạc rồi đi ra ngoài. Đợi khi bóng dáng Lạc Sân biến mất, Tần Lạc mới ngồi xuống ghế bà mới ngồi, cười hì hì nhìn Long Vương nói. Sư phụ, trở về có quen không? Ta sống ở đây mấy chục năm rồi, có gì không quen? Ý của con là, trước cửa có thêm một người canh cổng nữa. Tần Lạc nói. Long Vương liếc mắt ra cửa, trầm giọng nói. Đây là ý của Phong Tuyết. Sư phụ cảm thấy còn hy vọng không? Tần Lạc hỏi. Ông ấy vẫn không muốn từ bỏ nhưng thật ra ta đã sớm hết hy vọng rồi. Long Vương thở dài. Tần Lạc nhìn Long Vương nói. Nếu như sư phụ lên tiếng, con sẽ đồng ý cứu anh ta. Con thực sự muốn sao? Long Vương hỏi. Không muốn. Có thế chứ? Long Vương phá lên cười. Đi gặp Phong Tuyết đi, ông ấy có chuyện muốn hỏi con. Tần Lạc gật đầu, hắn đi ra ngoài. Chương 1241, tiểu nhân đầu đạp trời chân đạp đất.